Quan thần. Tập 1. Tháng 6, thời tiết thay đổi bất thường, rõ ràng buổi sáng trời còn trong xanh thế mà mới quá trưa một chút thì chân trời đã mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Không bao lâu sau, mây đen liền dày đặc toàn bộ không trung, trời đất bỗng trở nên tối sầm lại, mắt thấy sắp có trận mưa rơi xuống. Khoảng chừng 2, 3 giờ chiều, đúng lúc thời tiết oi bức khó chịu, trời đất quay cuồng u ám, tiếng sấm từng hồi. Đột nhiên một tia chớp cực lớn cắt qua không trung, dường như đánh trúng một khung cửa sổ. Ngay sau đó, một tiếng sấm nặng nề đầy áp lực không ngừng lan đi rất xa, dường như khiến cả căn phòng cũng phải run rẩy. A! À, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Hạ Tưởng bừng tỉnh từ trong ác mộng, đầu đổ đầy đổ mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn vừa có một ác mộng vô cùng chân thật và rõ ràng. Trong giấc mơ, 12 năm sau, vì đầu tư cổ phiếu thất bại, công ty mà mình lập ra bị đóng cửa, hắn thành một kẻ thất bại từ đầu tới đuôi, trở thành mỗi ngày đều say bí tỉ, cuối cùng chết oan chết uổng. Mỗi tình tiết, mỗi sự kiện đều vô cùng rõ ràng khiến người ta không thể không nghi ngờ là tất cả những điều này rốt cuộc là giấc mộng hay là thực sự sẽ phát sinh. Hạ Tưởng mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, cưỡng chế nỗi sợ hãi, bất an trong lòng, run run lấy một điếu thuốc ra châm, hút một hơi thật sâu. Hắn nhìn quyển lịch trên bàn làm việc. Trên đó ghi, thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 1998. Hắn rõ ràng nhớ rằng vừa rồi còn là thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2010, hắn một mình vào quán ba uống rượu, cũng không biết sốt cuộc uống bao nhiêu chai bia, chỉ nhớ rằng đầu óc choáng váng, dường như còn gặp lại bạn gái cũ là Vệ Tân, sau đó hắn một mình bỏ đi, lảo đảo ra ngoài, càng đi càng cảm thấy trời đất quay cuồng, sau lại ngã lăn ra đất. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là đã chết? Sau đó tỉnh lại, thời gian đảo lộn, không ngờ ngược về tới 12 năm trước. Đây là ông trời đùa nghịch hắn hay là quá thiện tâm cho hắn một cơ hội làm lại? 12 năm không dài cũng không ngắn, nhưng chính là 12 năm hoàng kim nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời. Hiện tại lại có cơ hội quý giá đến như vậy ở trước mặt, hắn nên làm thế nào để có một cuộc sống khác? Đầu của Hạ Tưởng đau tưởng như muốn nứt ra, hắn đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giàn nho ngoài cửa sổ kết đầy những chùm quả chỉ to như hạt gạo. Trên vách tường xa xa, vài dây mướp bám lên tường. Vượt qua vách tường, có thể nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ ở bên ngoài. Không phải chiếc kia hiện đại sản xuất năm 2003 của Hàn Quốc mà là một chiếc Nissan của Nhật sản xuất năm 1998. Đây là một chiếc ô tô xa hoa chuyên phục vụ thị trường Âu Mỹ, ghế ngồi bọc da thật, số tự động, cửa kính chạy điện, gạt nước tự động. Ở thời bấy giờ chính là phố trí cực kỳ xa hoa. Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ ra, đây không phải xe của Lý Đinh Sơn sao? Lại nhìn tiếp biển số xe, quả nhiên là đầu ép, đúng là chiếc xe buôn lậu mà Lý Đinh Sơn mang từ thành phố Bảo chạy đến tỉnh thành thành phố Yến. Toàn bộ giấy phép, thủ tục của xe này đều là giả. Giá trị xe trên thị trường chừng hơn 300 ngàn, tuy nhiên hình như Lý Đinh Sơn chỉ mất có 80 ngàn. Năm 1998. Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng rốt cục xem như hoàn toàn tỉnh lại. Hiện tại hắn đã tốt nghiệp đại học được 2 năm, năm nay 23 tuổi, đang làm việc tại công ty của Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn vốn là trạm trưởng của một tờ báo quốc gia đóng tại tỉnh Yến. Năm 1996, gã mượn phong trào xây dựng dịch vụ báo chí, từ tòa soạn báo bỏ vốn 1 triệu tệ, lấy danh nghĩa tòa soạn báo quốc gia, đăng ký thành lập công ty phát triển khoa học kỹ thuật tin tức văn hóa tại thành phố Yến. 1 triệu tệ ở những năm 90 là một khoản tiền rất lớn, cũng chứng minh bên trong tòa soạn thì Lý Đinh Sơn có người rất mạnh mẽ ủng hộ. Tuy nhiên Lý Đinh Sơn cũng không mãn nguyện được bao lâu. Sau năm đầu tiên, khoản đầu tư kinh doanh đã lỗ mất 500.000 tệ, năm thứ hai lại một khoản đầu tư 500.000 tệ khác cả vốn lẫn gốc chẳng còn. Khoản kinh doanh đầu tiên thua lỗ ra sao thì Hạ Tưởng không rõ lắm, bởi khi đó hắn còn chưa vào công ty. Khoản đầu tư thứ hai thì hắn có tham dự toàn bộ quá trình, biết rõ từng chi tiết sai lầm. Về thất bại thứ hai này, trừ việc tiếc thay cho Lý Đinh Sơn không may mắn thì hắn không còn lời nào để nói. Bởi vì chuyện này quả thật khiến người ta buồn bực không biết phải nói gì nữa, trừ việc bực tức vận may quá kém thì đúng là không còn gì ngoài sự uất ức. Hiện tại mọi người trong công ty đều trong tình trạng tâm lý hoảng sợ. Công ty vốn không lớn, chỉ có mười mấy người. Khoản kinh doanh thứ hai giờ không thấy một chút hy vọng nào. Một số người thì từ chức, một số người bị điều đi, trong nháy mắt công ty chỉ còn lại có 5 người.
Văn Dương, Phó Tổng, 36 tuổi, vốn là cán sự cấp trưởng phòng ở Đoàn Thanh Niên tỉnh, khi Lý Đinh Sơn vừa thành lập công ty là người đầu tiên gia nhập, là người tùy tùng trung thành nhất của Lý Đinh Sơn, cũng là một trong số những người gã tín nhiệm nhất. Cổ Hợp, 27 tuổi, thư ký kiêm lái xe, đi theo Lý Đinh Sơn đã hơn 5 năm, cũng là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của gã. Trừ việc lái xe, bình thường Cổ Hợp chính là thư ký riêng của Lý Đinh Sơn, phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho gã. Bởi vì Lý Đinh Sơn đã ly hôn, đứa con 6 tuổi ở cùng với vợ, cho nên gã ở luôn công ty. Tiếu Giai, 23 tuổi, cũng giống như Hạ Tưởng, mới tốt nghiệp đại học, diện mạo xinh đẹp, được Văn Dương giới thiệu vào công ty, có quan hệ chặt chẽ với Văn Dương. Hai người mắt đi mày lại, dường như có chút mờ ám. Tuy nhiên Hạ Tưởng chỉ đoán mò vậy chứ không có chứng cứ rõ ràng. Đăng Cường, 26 tuổi, vốn là một nhân viên kỹ thuật y dược thành phố Yến. Bởi vì khoản kinh doanh đầu tiên của Lý Đinh Sơn là hợp tác với công ty y dược của thành phố Yến, hắn lại có chút quan hệ thân thích lằng nhằng gì đó với Lý Đinh Sơn, liền xung phong nhận làm đầu mối trung gian giữa công ty và công ty y dược thành phố Yến. Kết quả là sau khi kinh doanh thất bại, hắn liền ở lại luôn công ty, trên cơ bản là giống như bị gạt sang một bên, không được trọng dụng, nhưng vẫn không rời khỏi công ty, cũng không biết có tính toán gì không. Người cuối cùng là Hạ Tưởng. Sau khi tốt nghiệp đại học, đầu tiên là hắn được phân tới một công ty xây dựng làm kỹ thuật viên, sau lại được người giới thiệu tới Lý Đinh Sơn. Vì khoản kinh doanh thứ hai của Lý Đinh Sơn có dính dáng tới xây dựng cơ bản nên mới quen và tâm sự rất nhiều với Hạ Tưởng. Không nhịn nổi sự hấp dẫn về tương lai tốt đẹp mà Lý Đinh Sơn miêu tả, Hạ Tưởng liền xin nghỉ việc ở công ty cũ, tới làm việc tại công ty của Lý Đinh Sơn. Hơn nữa công ty của Lý Đinh Sơn cũng coi như biên chế sự nghiệp, tối thiểu là về thanh danh ngon lành hơn hẳn công ty cũ của hắn. Đáng tiếc chính là, biên chế sự nghiệp là không giả, chỉ có điều lại là hư danh. Tất cả đều phải dựa vào tự cân đối thu chi của công ty, tòa soạn báo không chi thêm một xu nào nữa, cho nên kỳ thật chính là một công ty độc lập. Hiện tại tương lai của công ty vô vọng, hắn vẫn không rời khỏi. Thực ra không phải hắn không muốn rời khỏi mà là tạm thời chưa tìm được công việc thích hợp. Một khi đã tìm ra thì chắc chắn hắn cũng sẽ không ở lại công ty này thêm một ngày nào nữa. Dù sao hiện tại nói là mỗi ngày đi làm nhưng thực tế chính là mọi người tụ tập cùng một chỗ, chờ quyết định cuối cùng. Nói trắng ra là cũng không có quyết định cuối cùng gì, nhiều lắm chính là Lý Đinh Sơn công khai thừa nhận thất bại, tuyên bố công ty phá sản, mọi người ai lo thân nấy. Tuy nhiên Lý Đinh Sơn đối nhân xử thế hoành tráng, cực kỳ sĩ diện, cứng rắn không chịu nhận thất bại. Trên thực tế trong tâm gã vẫn không hề chấp nhận sự thật là đã thất bại. Điều này cũng giống như nhiều năm trước, gã giấu việc ly hôn rất bí mật, trừ Cổ Hợp, cơ bản là không ai biết. Sở dĩ Hạ Tưởng biết là do một lần uống rượu với Cổ Hợp, hai người đều uống phê, Cổ Hợp quá chén mới để lộ ra. Hôm nay là ngày 15 tháng 6, đúng rồi, hắn nhớ rõ rằng, ngay hôm nay, hắn nhận được một thông báo tuyển dụng của một công ty khác, sau đó liền xin nghỉ việc với Lý Đinh Sơn. Tuy rằng sắc mặt Lý Đinh Sơn có chút khó coi, nói rằng công ty vẫn có đường xoay chuyển tình thế, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thả hắn rời đi. Chính từ hôm nay trở đi, sau khi hắn rời đi để bắt đầu quá trình một mình phấn đấu. Liên hệ giữa hắn và Lý Đinh Sơn càng ngày càng ít, chỉ có điều mơ hồ nghe nói cuối cùng gã quay lại tòa soạn báo, làm một biên tập viên bình thường. Đến trước khi hắn tái sinh, Lý Đinh Sơn đã 52 tuổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sau vài năm nữa, Lý Đinh Sơn sẽ nghỉ hưu với thân phận một biên tập viên, có lẽ có thể có một chức danh nho nhỏ gì đó, nhưng dù sao cũng không có thêm một cơ hội quật khởi nào cả. Cả đời gã chỉ bình thường, không hề có gì to tát đáng nói. Niềm vui sướng được tái sinh lại rất nhanh bị hiện thực bao phủ. Hạ Tưởng nặng nề ngồi xuống chỗ của mình. Sáng sớm hôm nay, Văn Dương và Tiếu Giai đã cùng đi ra ngoài, cũng không biết đi làm gì. Đăng Cường thì rõ là không đến đi làm. Cổ Hợp xin phép về quê thăm họ hàng. Hiện tại chỉ còn hắn và Lý Đinh Sơn ở công ty. Nếu hắn đoán không nhầm, giờ này Lý Đinh Sơn đang ngủ trên lầu. Chẳng lẽ sau khi tái sinh lại không có chút kỳ ngộ và lựa chọn gì sao? Hắn lại phải giống như trước đây, rời khỏi công ty, lại đi trên con đường cũ, cuối cùng lại vẫn kết cục như vậy. Reng reng, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tưởng. Hắn sửng sốt. Theo bản năng nghĩ rằng chẳng lẽ là công ty mới báo cho hắn tới đi làm. Nếu đúng thực là như vậy,
Chẳng lẽ hắn lại giống trước kia, chờ một chút liền báo cáo Lý Đinh Sơn xin nghỉ việc, sau đó bước ra khỏi tòa nhà mang theo giấc mộng thất bại của vô số người này. Tòa nhà mà công ty thuê là một tòa nhà nhỏ có 2 tầng, là một biệt thự trong khu vực thôn nội đô 1 của thành phố Yến. Toàn bộ 2 tầng chừng 300 mét vuông, Lý Đinh Sơn ở một mình trên lầu, vừa là phòng làm việc vừa là phòng ngủ. Những người khác đều làm việc ở lầu dưới. Bình thường khi điện thoại tới tìm Lý Đinh Sơn đều bấm lên tầng trên. Điện thoại gọi tầng dưới đều là liên lạc đối ngoại của công ty. 1. Thôn nội đô Urban Village, do đô thị hóa và mở rộng các thành phố quá nhanh chóng nên nhiều khu vực thôn xóm đã biến thành phạm vi của thành phố. Những thôn nội đô này vừa không có quy hoạch, vừa chật chội, bẩn thỉu, hỗn tạp, trật tự trị an rất kém. Về mặt quản lý hành chính thì nó là đô thị nhưng thực tế nó vẫn là nông thôn. Hạ Tưởng đi tới cạnh điện thoại, đang định cầm lên lại thấy dãy số gọi đến, bỗng nhiên sửng sốt. 3 con số đầu cực kỳ đặc biệt khiến hắn không tự chủ được nín thở. Chỉ là 3 con số, nếu ở thành phố khác có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng ở thành phố Yến, chỉ cần người hơi có chút kiến thức chính trị phổ thông đều biết, đây chính là đầu số chuyên dụng của tỉnh ủy. Nói cách khác, cuộc điện thoại này là từ tòa nhà tỉnh ủy gọi tới. Tỉnh ủy gọi điện thoại tới, nhất định là tìm Lý Đinh Sơn. Mà ở tỉnh ủy có quan hệ quen thuộc tới mức này với Lý Đinh Sơn, chỉ có duy nhất Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ. 2 mắt Hạ Tưởng đột nhiên sáng ngời. Nhớ tới lý lịch về Tống Chiêu Độ mà mình biết, trong đầu hắn loáng thoáng một ý niệm. Ý niệm này rất mãnh liệt trong đầu, rất bướng bỉnh, khiến hắn không thể cự tuyệt, không thể thở nổi, khiến hắn muốn nắm lấy ý tưởng lớn mật mà điên cuồng này, lớn tiếng la lên. Hắn cố gắng suy tư, rốt cục nhớ tới kiếp trước, cũng chính là trước khi nhận được thông báo mời tuyển dụng của công ty mới. Hắn cũng nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Tuy nhiên lúc ấy ý hắn đã quyết, mà những thứ Tống Chiêu Độ nói trong điện thoại đều bị hắn quên ngay lập tức. Bị che lấp bởi niềm vui sướng vì được công ty mới nhận vào, ngay cả việc Tống Chiêu Độ gọi điện thoại tới hắn cũng quên nói cho Lý Đinh Sơn mà lập tức rời khỏi công ty. Hạ Tưởng cầm điện thoại lên, cố gắng bình tĩnh trở lại, cố gắng khiến cho giọng nói của mình không kích động, giả vờ không biết đối phương là ai. Lại nói tiếp cũng buồn cười. Kiếp trước sau khi hắn rời khỏi công ty, cả đời chỉ tiếp xúc với cán bộ cấp cao nhất là một trưởng phòng, hơn nữa tên trưởng phòng kia còn vênh váo tới mức lỗ mũi hướng lên trời. Khi hắn mới thành lập công ty, tên đó đã hung hăng chèn ép hắn nửa tháng, cuối cùng nhận được 5.000 tệ tiền trà nước mới bật đèn xanh cho hắn. Nhớ rõ lúc ấy khi nhận được cuộc điện thoại này, trong lòng hắn không có chút cảm giác nào, cảm thấy điện thoại từ tỉnh ủy cũng chẳng khác gì điện thoại từ vô số người bình thường khác. Chẳng hề có quan hệ gì tới hắn. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, cảm nhận được uy lực to lớn của quyền lực, Hạ Tưởng đương nhiên cũng liên tưởng tới ưu đãi to lớn do quyền lực mang lại. Trong đầu hắn không thể kìm nổi những ý niệm sinh trưởng như cỏ dại, gần như bao phủ lấy hắn, bởi vì hắn biết, hắn đột nhiên gặp được một kỳ ngộ rất lớn. Hắn biết Tống Chiêu Độ tìm Lý Đinh Sơn là vì chuyện gì. Xin chào, xin hỏi ngài tìm ai? Vì biết thân phận của đối phương cao không thể với tới, vì biết đối phương sẽ mang tới cho Lý Đinh Sơn và bản thân mình thay đổi cực kỳ to lớn, Hạ Tưởng không còn là một thằng trẻ danh chưa ráo máu đầu, không biết thế sự của kiếp trước nữa. Cho dù hắn đã cố gắng hồi lâu nhưng giọng nói vẫn hơi lạc đi một chút. Trong điện thoại truyền tới giọng nói thản nhiên nhưng không hề mất đi sự uy nghiêm. Tôi ở tỉnh ủy, Lý Đinh Sơn có đó không? Điện thoại trên lầu của anh ấy không có ai tiếp. Mấy ngày nay Lý Đinh Sơn rất buồn bực, khi ngủ chưa thường xuyên rút dây điện thoại ra, bởi vậy không gọi được là bình thường. Hạ Tưởng hơi chần chừ một chút, điều chỉnh giọng nói khi nghe vừa có vẻ kính cẩn mà lại vừa không thân thiết quá mức. Là trưởng ban thư ký Tống phải không? Xin chào, giám đốc Lý đang ngủ, có lẽ là đã rút dây điện thoại ra. Nếu không để tôi lên lầu gọi ông ấy một tiếng. Hiển nhiên đối phương không ngờ Hạ Tưởng lại nhận ra giọng của mình. Bởi vì không nhớ được Hạ Tưởng là ai nên hơi ngưng lại một chút rồi Tống Chiêu Độ nói. Thôi, cũng không có chuyện gì, để anh ấy ngủ đi. Hạ Tưởng không mất thời cơ nói tiếp. Vâng, nếu trưởng ban thư ký Tống có chuyện gì muốn nói thì có thể để tôi chuyển lời tới giám đốc Lý, hoặc chờ một chút gọi lại, tôi sẽ lên cắm lại dây điện thoại ngay. Mấy ngày nay giám đốc Lý bận quá, hơi lao lực quá độ, ngay cả tôi là cấp dưới cũng muốn khuyên nhủ ông ấy một chút. Không bằng thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi hướng đi, có lẽ sẽ đỡ. Hạ Tưởng biết mình nói hơi nhiều,
có lẽ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Tống Chiêu Độ, nhưng cuộc điện thoại này là một cơ hội tuyệt hảo, nếu bỏ qua sẽ cực kỳ đáng tiếc. Hắn đã tái sinh, ông trời đã cho hắn một cơ hội làm lại, nếu không nắm lấy, chẳng phải sẽ sống uổng phí sao? Không thấy vẻ mặt của Tống Chiêu Độ nhưng trong giọng nói của gã dường như có chút hứng thú. Ồ! Sau đó lại nghe gã tùy ý nói. Tôi đã tới chỗ Ninh Sơn, sao lại không nhớ cậu là ai nhỉ? Hạ Tưởng kiềm chế tim đập loạn nhịp, tay cầm chặt điện thoại, đắn đo nói. Tôi tên là Hạ Tưởng, vẫn làm việc ở tầng dưới. Trưởng ban thư ký Tống không chú ý tới tôi, có thể là tôi ngồi vị trí hơi khuất. Tiếp trước, khi Tống Chiêu Độ gọi điện thoại tới, Hạ Tưởng nhận điện thoại, tổng cộng chỉ nói hai câu liền cúp máy, Tống Chiêu Độ căn bản không hề hỏi hắn là ai. Tống Chiêu Độ không nói gì nữa, chỉ nhắn Hạ Tưởng báo cho Lý Ninh Sơn biết là gã gọi điện thoại là được, sau đó liền cúp máy. Buông điện thoại, Hạ Tưởng mới phát hiện hai tay hắn ướt đẫm mồ hôi như thể vừa mới ngâm nước. Quay người lại, hắn cảm thấy chiếc áo phông dán sát trên người, hóa ra lưng cũng đã ướt một mảng. Tuy nhiên trong lòng hắn lại như có một đống lửa thiêu đốt. Nói chuyện thành công với Tống Chiêu Độ, hơn nữa còn khiến gã chủ động hỏi tên mình, đây xem như thành công trong bước mấu chốt đầu tiên. Hạ Tưởng ngồi lại chỗ của mình, cảm giác một cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới. Nhìn xuyên qua cửa sổ, không biết một cơn mưa lớn đã rơi tầm tã ở bên ngoài từ khi nào. Bình tĩnh suy nghĩ lại chân tướng sự việc, tiếp theo nên khuyên bảo Lý Đinh Sơn buông tha công ty như thế nào, rời khỏi tòa soạn báo ra sao, nghe theo Tống Chiêu Độ bố trí đi theo con đường chính trị, vừa lúc có thể mở ra cục diện mới, đảo ngược thế bị động hiện tại, đi tới một chân trời mới. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dọa hắn phải nhảy dựng. Hạ Tưởng giật mình nhảy dựng lên, cầm điện thoại nghe, đúng là công ty kia đã đồng ý tiếp nhận hắn, gọi điện thoại tới thông báo cuối tuần hắn có thể chính thức đi làm. Trong lòng Hạ Tưởng không hề có chút vui sướng, không chút do dự uyển chuyển nói lời từ chối. Mặc dù hắn biết, công ty kia là một công ty ngoài quốc doanh, đãi ngộ rất tốt, người bình thường rất khó vào được, sau đó hắn cũng là ở công ty này 3 năm, cuối cùng tiền lương tháng 10.000 tệ, xem như lương cực kỳ cao trong cả tỉnh thành. Tuy nhiên nếu đã tái sinh, lại tiếp tục đi theo con đường trước kia thì còn gì là ý nghĩa nữa? Làm như vậy không phải là thất vọng cơ hội tái sinh quý giá này sao? Huống chi, Hạ Tưởng đã hạ quyết tâm, nhất định phải dựa theo ý nghĩ của mình, thay đổi vận mệnh bản thân, cũng bao gồm vận mệnh của Lý Đinh Sơn. Dù sao nếu hắn muốn tiến lên bước đầu tiên, chắc chắn không thể rời khỏi mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn. Lúc này trên lầu truyền đến tiếng ho khan của người hút thuốc khi vừa thức dậy, Lý Đinh Sơn đã tỉnh dậy. Kiếp trước, Hạ Tưởng vừa nghe thấy Lý Đinh Sơn tỉnh lại liền hừng hực đi lên lầu, đề xuất nghỉ việc với Lý Đinh Sơn, khiến gã mặt mũi xanh mét, cực kỳ không vui. Lúc này Hạ Tưởng cũng muốn lên lầu, tuy nhiên không phải xin nghỉ việc mà là có chuyện quan trọng khác. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc một chút, quyết định chờ 10 phút, cho Lý Đinh Sơn tỉnh táo lại một chút, sau đó lên nói chuyện mới tốt. Mưa bên ngoài đã bớt đi một chút, tuy nhiên vẫn liên miên không dứt, là trận mưa to khó gặp ở thành thị phía bắc này. Tiếng mưa ào ào khiến tâm tình hắn bình tĩnh trở lại. Dù sao đã trải qua 12 năm, hắn không còn giống lúc trước, không còn làm việc gì cũng vội vàng sao động, hơn nữa còn tâm lý lo được lo mất nữa. Ngồi không đến 5 phút, bỗng nhiên thấy từ trong cơn mưa gió bên ngoài có một người lảo đảo tiến vào, đột nhiên đẩy cửa ra, mang theo một trận gió lạnh và một ít nước mưa vào phòng. Người này ướt từ đầu tới chân, vẻ mặt buồn rầu, những giọt nước đọng trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt, ánh mắt ngập nước, nhìn thẳng Hạ Tưởng, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Tiếu Giai bị làm sao vậy? Bình thường khuôn mặt Tiếu Giai cực kỳ tinh xảo, khiến người ta có cảm giác tinh tế không nói nên lời. Vẻ đẹp của cô khiến người ta vừa liếc mắt một cái đã phải hoa mắt vì xinh đẹp. Tuy nhiên nếu nhìn lâu lại phát hiện, ngoài khuôn mặt đoan chính, khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt như sương như khói, dường như lúc nào cũng có một lốc xoáy đầy hấp dẫn khiến người ta không tự chủ được liền vùi lấp vào trong. Không thể không nói, kiếp trước, Hạ Tưởng cũng từng có ảo tưởng với Tiếu Giai. Tuy nhiên nhìn Tiếu Giai và Văn Dương mắt đi mày lại, hắn chỉ có sắc tâm mà không có sắc đảm, chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Vừa mới vào đời, lại vừa chịu đả kích của thất bại, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nói chuyện yêu đương. Bởi vậy, hắn và Tiếu Giai có quan hệ không xa không gần, cũng không tiếp xúc quá nhiều. Lần này hắn chờ Lý Đinh Sơn 5 phút,
không ngờ gặp bộ dạng Tiếu Giai thất hồn lạc phách thế này. Hạ Tưởng hơi sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên nói gì. Hắn hơi định thần, mới nhận thấy Tiếu Giai chỉ mặc một chiếc áo hoa liền váy, thắt lưng màu lam bó chặt lấy eo nhỏ duyên dáng. Hiện tại toàn thân cô ướt đẫm, chiếc áo váy mỏng manh dính sát vào người, toàn bộ những chỗ lồi lõm của cô đều lộ hết ra như thể không mặc quần áo, ngay cả viền đăng ten trên áo ngực cô cũng có thể thấy rõ. Hạ Tưởng cảm thấy không khí hơi xấu hổ, vội vàng quay mặt đi. Hắn không phải ra vẻ thanh cao mà là tâm tư như điện, thấy bộ dạng Tiếu Giai như vậy, khẳng định là gặp biến cố trọng đại. Nếu chẳng may khiến cô tức giận, mắng chửi hắn là kẻ háo sắc, hắn chỉ có thể gánh chịu tiếng ác. Trước kia hắn cũng đã lĩnh giáo tính tình của Tiếu Giai, quả thật giống như một quả ớt, có thể thình lình chơi người ta một trận, làm người ta dù bực tức cũng không thể làm gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng may Tiếu Giai chỉ xuất thần nhìn hắn một lúc lâu, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt ngơ ngác, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có điều nước mắt chảy dài trên mặt, bộ dạng khổ sở khiến người ta phải thương cảm. Nếu trước kia chỉ sợ Hạ Tưởng sẽ im lặng giống như một hũ nút, tuy nhiên hiện tại hắn lại đứng dậy, đi tới trước mặt Tiếu Giai, đưa một chiếc khăn tay, nói. Lau mặt đi, nước mưa vào mắt không tốt đâu, sẽ dễ làm đau mắt. Tiếu Giai đờ đẫn cầm lấy khăn tay, nhưng không lau mặt mà nắm chặt lại trong tay. Bởi vì dùng sức quá mạnh nên bàn tay trắng nõn của cô nổi gân xanh, khiến người ta nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Cô cắn chặt môi, đột nhiên nhào vào trong ngực Hạ Tưởng, rốt cục khóc òa lên thành tiếng, như thể một đứa bé bị oan ức, khóc cực kỳ đau lòng nhưng cũng đầy thoải mái. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ôm cô trong ngực, khẽ vuốt lưng cô, cũng không biết nói gì để an ủi, chỉ cảm thấy từ thân thể cô truyền đến mùi thơm thiếu nữ và nhiệt độ nóng bỏng. Theo cơn nức nở của cô, ngực cô ma sát trên ngực hắn, khiến hắn rất khó chịu. Khóc chừng 5 phút, Tiếu Giai mới dần bình tĩnh lại, khuôn mặt tái nhợt hồng lên như bị bệnh. Hạ Tưởng kinh hãi, giơ tay lên sờ trán cô, thấy nóng bỏng. Hạ Tưởng đỡ lấy vai Tiếu Giai, nửa ôm nửa dìu, đưa cô vào phòng trong. Từ sau khi công ty giảm nhân viên, văn phòng liền trống trải rất nhiều, một trong hai phòng làm việc đã được thu dọn, tạm thời làm phòng nghỉ. Hạ Tưởng đưa Tiếu Giai tới giường, thấy hai mắt cô lờ đờ, biết rằng cô bị bệnh không nhẹ, liền nhẹ nhàng nói. Chỗ giám đốc Lý có thuốc hạ sốt, để tôi đi lấy giúp cô. Nếu cô có quần áo sạch thì tốt nhất là nên thay. Mặc quần áo ướt sẽ bị hàn khí nhập vào người, dễ mắc bệnh. Tiếu Giai chỉ ngơ ngác ừ một tiếng, không nói thêm câu gì nữa, liền vùi đầu vào trong gối. Hạ Tưởng đi ra cửa, lên lầu 2. Thấy Lý Đinh Sơn đã vững vàng ngồi sau bàn làm việc rất rộng, thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế ông chủ, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lý Đinh Sơn năm nay 40 tuổi, dáng người trung bình, hơi gầy, tóc trán rất thưa, còn cố ý dùng mái tóc dài để che đi khiến thoạt nhìn gã có vẻ già hơn tuổi thực. Hạ Tưởng vốn định tìm gã nói chuyện, nhưng đột nhiên thấy Tiếu Giai bị sốt, biết rằng bệnh tình không thể để chậm trễ được, liền nói với Lý Đinh Sơn xin thuốc hạ sốt. Lý Đinh Sơn cũng không hỏi gì cả. Lấy một hộp thuốc từ trong ngăn kéo ra, ném cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm ơn Lý Đinh Sơn xong, vội vàng xuống lầu vào phòng trong, đã thấy Tiếu Giai đang ngủ, quần áo vẫn ướt sũng trên người, không có chăn. Những đường cong lung linh huyền ảo chính là cảnh xuân trong mắt đàn ông, nhưng trong mắt Hạ Tưởng, hắn lại không hề có chút suy nghĩ lung tung nào. Trong lòng hắn chỉ có phiền toái, không biết có nên gọi cô dậy uống thuốc, thay quần áo rồi ngủ tiếp hay không. Cuối cùng Hạ Tưởng cắn răng một cái, không đành lòng nhìn Tiếu Giai khổ sở như vậy, liền giơ tay lay cô. Tiếu Giai, dậy uống thuốc, cô mà cứ ngủ như chết thế này, chỉ làm tăng bệnh thêm thôi. Tiếu Giai ngồi dậy, mở ánh mắt mê man, nhìn Hạ Tưởng mấy lần, đột nhiên trong mắt cô hiện lên vẻ hung hăng, liền giơ tay lên cho hắn một bạt tai. Lưu manh, nhìn lén tôi ngủ, đàn ông các người đều chẳng tốt lành gì. Lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ xấu xa trong đầu muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ. Cái tát này khiến Hạ Tưởng nổi giận. Hắn lấy thuốc ra, ôm chặt lấy Tiếu Giai, cưỡng ép đưa thuốc vào miệng cô, lại bóp mũi cô, bắt cô uống mấy ngụm nước, hung tợn nói. Tôi không quản cô làm sao bị thế này, nhưng tôi có đáng bị đối xử như vậy không? Nếu không coi cô là đồng nghiệp, cô sống cô chết có quan hệ gì tới tôi? Dù sao cô cũng uống thuốc rồi, tôi cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cô thích thay quần áo rồi ngủ hay không tùy cô. Nếu bị bệnh cũng đừng có trách tôi. Hạ Tưởng đóng cửa đi ra, để Tiếu Giai lại trợn mắt há hốc mồm. Hạ Tưởng lên lầu,
Lý Ninh Sơn vẫn còn đang ngồi ngẩn ra đó. Hạ Tưởng trả lại số thuốc thừa cho Lý Ninh Sơn, sau đó tự ngồi xuống một bên ghế, cân nhắc xem nên mở miệng thế nào. Bố trí của lầu 2 và lầu 1 hơi khác nhau. Lầu 1 có 4, 5 phòng trong khi lầu 2 chỉ có 3 căn phòng, trung bình mỗi phòng chừng 30 mét vuông, một lối đi nhỏ rộng chừng 1 mét nối các phòng, ngoài ra còn có một buồng vệ sinh và một ban công. Trong phòng khách trồng một cây thu hải đường, là cây mà Lý Ninh Sơn yêu nhất. Tiểu Hạ, có việc gì không? Lý Ninh Sơn thu hồi tâm tư, đột nhiên mở miệng hỏi. Hạ Tưởng ngồi thẳng thắn, nói. Giám đốc Lý, về dự án màn hình tinh thể lỏng lớn bên ngoài quảng trường ga, tôi có một ít ý tưởng cũng chưa hoàn thiện lắm, muốn báo cáo với sếp một chút. Vào năm 1998, màn hình tinh thể lỏng kích cỡ lớn tuyệt đối là thứ mới. Mà ở thành thị mới nổi như thành phố Yến, xét trong phạm vi cả nước thì cũng không được xem như khu vực phát triển. Lúc này ở một con phố phồn hoa nhất thành phố, có một màn hình tinh thể lỏng rộng chừng 2 mét, cao chừng 1 mét, hơn nữa cực kỳ đơn giản chỉ có 2 màu, hiệu quả biểu hiện cực kém, nhưng như vậy cũng đã từng khiến cả thành phố Yến phải chấn động. Dự án này là do Lý Ninh Sơn triển khai, cũng chính là thứ đã tiêu phí 500.000 tệ. Theo ý tưởng của gã, gã muốn dựng một màn hình tinh thể lỏng thật lớn ở quảng trường phồn hoa nhất trước cửa ga, muốn dùng kỹ thuật LED 3 màu tiên tiến nhất, cho màu sắc thực, màn hình cao 6 mét, rộng 10 mét, cho dù là giữa trưa hè nắng chói vẫn có thể chiếu phát tin tức rất rõ ràng. Mà ở hai sườn của màn hình là hai trụ vuông rộng 5 mét vừa là kết cấu chịu lực để đỡ màn hình, vừa là văn phòng phụ trách truyền phát tin, cắt nối biên tập cho màn hình. Đúng là vì có bộ phận xây dựng cơ bản này nên Hạ Tưởng mới có đất dụng võ. Bởi vì chuyên môn Hạ Tưởng học ở trường đại học là xây dựng công nghiệp và dân dụng. Hiện tại nói thật là Hạ Tưởng cũng có chút bội phục ánh mắt Lý Ninh Sơn. Ở năm 1998 đã có thể nghĩ tới việc xây dựng một màn hình quảng cáo lớn như vậy, thật sự là rất có ý tưởng gắn kết với thực tế hiện đại. Dựa vào mạng lưới quan hệ của Lý Ninh Sơn, nếu kéo một ít hoặc thậm chí là toàn bộ các công ty lớn trong tỉnh tới quảng cáo, một năm cũng có thể kiếm mấy triệu tệ. Tuy nhiên vốn đầu tư cho toàn bộ công trình cũng rất lớn, bộ phận xây dựng cơ bản không tới 1 triệu tệ nhưng toàn bộ khối màn hình tinh thể lỏng đều phải nhập khẩu, báo giá hơn 10 triệu tệ. Lý Ninh Sơn đương nhiên không có 10 triệu tệ, ngay cả 1 triệu tệ gã cũng không có, nhưng gã có ý tưởng, có mạng lưới quan hệ. Gã và một trưởng chi nhánh ngân hàng công thương Lý Khai Lâm có quan hệ chặt chẽ, cuối cùng đạt được thỏa thuận với Lý Khai Lâm, lấy đất và toàn bộ công trình màn hình tinh thể lỏng để gán nợ. Đầu tiên là ngân hàng cho vay toàn bộ giá trị dự án, chiếm 51% cổ phần, gã phụ trách triển khai tổng thể và phê duyệt giai đoạn trước, chiếm 49% cổ phần, tuy rằng mất đi quyền khống chế cổ phần nhưng so sánh với giai đoạn trước đầu tư không tới 500.000, vẫn là một khoản kinh doanh cực kỳ có lãi. Những năm 90, quốc gia cho phép ngân hàng lấy hình thức cho vay để tham gia vào kinh doanh của các công ty. Tình hình trước mắt đã đàm phán xong với ngân hàng nhưng mảnh đất trước quảng trường ga vẫn không được phê duyệt. Lý Ninh Sơn vẫn lo lắng vì chuyện này. Vốn phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Yến là Cao Hải đã chính miệng đáp ứng nhưng thị trưởng Trần Phong vẫn không gật đầu đồng ý, cho nên vẫn kéo dài tới hiện tại, đã chậm 3 tháng so với dự kiến. Cao Hải là bạn học cùng lớp với Lý Ninh Sơn, quan hệ khá tốt với Lý Ninh Sơn. Trong lòng Hạ Tưởng rất rõ ràng, một tháng sau, văn bản phê duyệt đất trước quảng trường ga rốt cuộc phát ra nhưng trước đó Lý Khai Lâm đã bị rời đi, tới chi nhánh ngân hàng thành phố làm một gã cấp phó không có thực quyền. Người mới tới thay đã gác thỏa thuận ký kết giữa Lý Khai Lâm và Lý Ninh Sơn lại. Lý Ninh Sơn khẩn cấp tìm ngân hàng khác để hợp tác nhưng đã quá muộn, chính sách của quốc gia đã thay đổi, không còn ủng hộ ngân hàng tham gia kinh doanh của các công ty nữa. Cuối cùng dự án màn hình tinh thể lỏng chết non. Không chỉ không có văn bản phê chuẩn khởi công mà ngay cả tài chính để khởi động cũng không có. Lý Ninh Sơn thất bại thảm hại, không còn cơ hội quật khởi nữa. Kỳ thật hiện tại đã mơ hồ có tin đồn, truyền ra rằng quốc gia đã xuất ra chính sách, phải nghiêm khắc khống chế các khoản cho vay của ngân hàng, nhưng vẫn chưa chính thức phát văn bản. Lý Ninh Sơn ỷ vào việc đã ký kết thỏa thuận với ngân hàng nên cũng không để tâm việc này. Gã đương nhiên không biết rằng, sự tình sẽ đột nhiên biến đổi. Lý Khai Lâm không ngờ lại bị rời đi. Giám đốc Lý. Hạ Tưởng suy nghĩ mãi, quyết định vẫn phải giao sắc chặt đai rối, nhắc nhở Lý Ninh Sơn một chút. Bởi vì trong trí nhớ của hắn, Tống Chiêu Độ thất thế cũng chính là việc xảy ra trong vòng 2 tháng này.
Nếu chẳng may trợ lý Đinh Sơn phản ứng thì đã chậm, đến lúc đó đặt cửa sai thì hết thảy kế hoạch sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tuy hiện tại Tống Chiêu Độ là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng bởi vì không hòa hợp với bí thư tỉnh ủy, rất nhanh gã sẽ mất danh hiệu thường ủy, đồng thời điều tới một cơ quan không quan trọng. Dự án màn hình tinh thể lỏng ở nhà ga, tôi cho rằng tương lai không quá sáng sủa. Cậu nghĩ thế nào? Nói nghe một chút. Lý Đinh Sơn có một ưu điểm lớn nhất, chính là thích một việc có nhiều mặt luận chứng, cũng có thể nghe theo hoặc không đồng ý, tính cách cũng không quá chuyên quyền độc đoán. Hạ Tưởng luôn là một kẻ giống như hũ nút, từ trước tới giờ chỉ cắm đầu làm việc, cực kỳ thành thật. Đừng nói là hắn chủ động đề xuất ý kiến, cho dù là hỏi hắn, thường thường hắn cũng chỉ nói quanh con nửa ngày, một câu đầy đủ cũng không nói xong, cho nên Lý Đinh Sơn vẫn cho rằng Hạ Tưởng là một nhân tài chuyên về kỹ thuật, làm một số công tác kỹ thuật chính xác thì được chứ bảo hắn đi làm nhân viên tiếp xúc khách hàng thì khẳng định là không được. Cho nên hôm nay vừa nghe thấy hắn chủ động nói ra vấn đề của dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, Lý Đinh Sơn rất kinh ngạc. Dự án màn hình tinh thể lỏng là đi trước thời đại, thoạt nhìn có tương lai mê người, hơn nữa lại xây ở quảng trường ga tấc đất tấc vàng, mỗi ngày dòng người lui tới cũng phải 200.000 người trở lên, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, hơn nữa có thể quảng cáo 24/24, có thể nói mỗi giây, mỗi phút đều là tiền. Thấy vẻ mặt Lý Đinh Sơn không hề thay đổi, Hạ Tưởng cũng âm thầm khen ngợi gã là người có ánh mắt nhìn rất xa. Chỉ có điều gã không đoán được rằng, kể từ năm 1999, bắt đầu phát triển rất mạnh, mãi cho đến năm 2010 thì gần như trở thành phương tiện truyền thông thứ tư, đứng ngang hàng với TV, radio và báo chí, hấp dẫn ánh mắt cả trăm triệu người và thu được rất nhiều quảng cáo. Nói cách khác, quảng cáo ngoài trời là hình thức quảng cáo truyền thống vẫn miễn cưỡng duy trì được, nhưng quảng cáo ngoài trời trên màn hình tinh thể lỏng nhìn thì mới mẻ nhưng kỳ thật không hấp dẫn được bao nhiêu người đang phải vội vàng đi lại. Mười mấy năm sau, ở thành phố Yến vô số màn hình tinh thể lỏng quảng cáo ngoài trời mọc lên như nấm sau mưa, nhưng chỉ truyền phát một ít tin tức và dự báo thời tiết, cũng không có bao nhiêu tin quảng cáo. Có thể thấy được khách hàng cũng không xem trọng hình thức quảng cáo này. Hơn nữa, căn cứ cảm nhận của bản thân Hạ Tưởng, nhiều lần hắn đi ngang qua màn hình quảng cáo, trong khung cảnh ồn ào như vậy, căn bản không thể nghe rõ quảng cáo nói gì. Việc này khiến hiệu quả nghe nhìn suy giảm rất mạnh. Hơn nữa, ai lại đứng ngây ngốc bất động giữa đường, nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng quảng cáo chứ? Đồng thời, người ở ga đều là hành khách vội vàng, cũng không có bao nhiêu người quan tâm xem một màn hình TV dựng ở quảng trường đang truyền phát tin tức gì. Truyền thông không có lực hấp dẫn, cuối cùng sẽ bị ngành quảng cáo vô tình vứt bỏ. Đầu tiên là Hạ Tưởng uyển chuyển phân tích, thấy sắc mặt Lý Đinh Sơn càng ngày càng nghiêm trọng, biết rằng đã nói trúng tâm sự của gã. Cho tới nay, Lý Đinh Sơn cũng không phải hoàn toàn mù quáng xem trọng tương lai của dự án màn hình tinh thể lỏng, tuy nhiên bởi vì gã và Lý Khai Lâm ăn nhịp với nhau, hai người đều cho rằng dự án này rất có triển vọng. Đã có người xuất tiền, Lý Đinh Sơn cũng ôm tâm lý thử một lần. Không ngờ Hạ Tưởng vốn không bao giờ lên tiếng, hôm nay lại chủ động đề xuất một nghi vấn thật lớn. Điều này khiến Lý Đinh Sơn phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Hạ Tưởng tiếp tục nói. Là một thứ mới mẻ, ưu thế lớn nhất là rất linh hoạt, có tính giao lưu. Tôi tin tưởng nó nhất định sẽ mang tới biến hóa lớn. Nếu đã hấp dẫn ánh mắt, vậy sẽ có quảng cáo đưa lên. Ý ngầm là màn hình tinh thể lỏng quảng cáo ngoài trời cũng không có ưu thế gì đáng nói. Lý Đinh Sơn nghe xong, một lúc lâu sau không nói gì, chỉ tháo kính mắt xuống, cẩn thận lau chùi, sau đó đột nhiên mỉm cười. Tiểu Hạ, chuyên môn của cậu dường như là xây dựng cơ mà, sao hôm nay lại đột nhiên thốt ra lời bàn cao kiến này? Hơn nữa trước kia cậu vẫn rất ít phát biểu ý kiến, hôm nay vì sao đột nhiên nói nhiều như vậy? Nếu muốn mượn dùng mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, phải được Lý Đinh Sơn coi trọng. Hạ Tưởng đã không còn là một kẻ chỉ cắm đầu vào làm việc, không hề có chút tự chủ nào như trước kia nữa. Hắn muốn Lý Đinh Sơn ý thức được năng lực của mình. Nếu tôi đã tới làm ở công ty, vậy tôi sẽ tận lực vì sự phát triển của công ty. Hơn nữa công ty hiện tại được ăn cả ngã về không, toàn bộ hy vọng đều gửi cả trong dự án màn hình tinh thể lỏng. Mấy ngày nay tôi đã tra xét rất nhiều tài liệu, cũng hiểu biết được một ít chính sách, cảm thấy hơi lo lắng. Còn nữa, với năng lực của giám đốc Lý, không nên chỉ giới hạn trong dự án trước mắt.
Sở dĩ Hạ Tưởng dám trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình trước mặt Lý Đinh Sơn là vì biết Lý Đinh Sơn nhìn bề ngoài thì hoành tráng nhưng kỳ thật nội tâm cô độc và khó có thể giải sầu. Bởi vì đầu tiên là nóng lòng muốn phát triển công ty, kết quả là không đến 2 năm, gã đã trở thành mặt mày xám như cho. Thậm chí ngay cả Văn Dương vốn luôn luôn cực kỳ cung kính với gã, hiện tại cũng là bằng mặt không bằng lòng. Dù sao trước kia Văn Dương cũng là cán sự của tỉnh đoàn, vì Lý Đinh Sơn cổ động nên mới vào công ty để kiếm ăn, kết quả gà bay trứng vỡ, sao có thể không ghi hận gã chứ? Còn lại mấy người, cổ hợp không có văn hóa gì, không giúp đỡ được gì cho Lý Đinh Sơn trong công việc kinh doanh của công ty. Tiếu Dài đi lại gần gũi với Văn Dương, hơn nữa bản thân cô cũng không có hứng thú với sự tình của công ty. Sở dĩ đến công ty, chỉ sợ là vì cô có quan hệ không thể nói rõ với Văn Dương. Đăng Cường càng không cần phải nói, gần như toàn bộ khoản đầu tư kinh doanh đầu tiên thất bại là vì y. Nghe nói Lý Đinh Sơn còn hoài nghi y đứng ở trung gian kiếm lời riêng, nhưng vì không có chứng cớ nên giữ thái độ không nóng không lạnh với y, coi như y không hề tồn tại. Cho nên cũng chỉ có Hạ Tưởng dễ tiếp cận Lý Đinh Sơn nhất. Nhưng đáng tiếc là, trước kia Hạ Tưởng vừa không có tầm mắt, lại không biết ăn nói, đương nhiên cũng là do không có kiến thức. Mặc dù biết không ít về mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn nhưng chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng. Hiện tại hắn có thêm mười mấy năm kiến thức, đã trải nghiệm rất nhiều trong xã hội, đã trải qua đủ loại nhân sinh, bởi vậy Hạ Tưởng đã không còn là Hạ Tưởng trước kia nữa. Dự án này được công ty đầu tư toàn bộ nhân lực và vật lực, nếu không thành công, vậy công ty sẽ không thể chống đỡ nổi nữa. Lý Đinh Sơn ăn ngay nói thật, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, trong mắt đầy khó hiểu và nghi vấn. Hạ Tưởng không hề lảng tránh ánh mắt Lý Đinh Sơn chút nào. Hiện tại hắn không có đường lui, không còn thời gian để hòa hoãn nữa. Nếu Lý Đinh Sơn bỏ qua thời cơ tốt nhất trước mắt, ít nhất phải đợi vài năm sau, khi Tống Chiêu độ quật khởi một lần nữa, Lý Đinh Sơn mới được trọng dụng. Phải đi theo chính trị làm ở cơ sở vài năm, mấy năm sau khi một số lớn cán bộ xuống ngựa, đó chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Lý Đinh Sơn hơi có chút chiến tích, lên tới cấp phó giám đốc sở là chuyện nước chảy thành sông. Nếu thêm Tống Chiêu Độ hỗ trợ, lên tới cấp giám đốc sở cũng không phải là không thể. Phải tận dụng thời cơ. Giám đốc Lý, tôi có một bạn học nghe được lời đồn, nói là trưởng chi nhánh Lý sẽ bị rời đi, tới nhậm chức ở thành phố khác. Không biết trưởng chi nhánh Lý có thổ lộ không? Hạ Tưởng không tin là Lý Khai Lâm không biết phong thanh, chẳng qua y vẫn giữ kín không nói ra để mò thêm ích lợi từ Lý Đinh Sơn. Thậm chí có thể còn vì mục đích khác không ai biết. Hạ Tưởng không phải là có ác ý, nhưng đúng là hắn không hề có ấn tượng gì tốt đối với Lý Khai Lâm. Bản thân là trưởng chi nhánh, lấy việc công làm việc tư mò thêm chút thu nhập cũng là chuyện bình thường, nhưng hắn cảm thấy Lý Khai Lâm khá âm hiểm cố ý lôi kéo Lý Đinh Sơn, lại giấu giếm việc mình sắp bị rời đi, có lẽ thực sự có âm mưu gì đó. Hơn nữa Lý Khai Lâm còn có hai lần xung đột với hắn. Không hiểu vì sao. Lý Khai Lâm luôn nhìn hắn không vừa mắt. Thực sự có chuyện này sao? Trong nháy mắt Lý Đinh Sơn đã nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của việc này, lập tức vẻ mặt lo lắng. Bạn học của cậu có lai lịch thế nào, sao có thể biết loại tin tức này? Nói gì thì nói, Lý Khai Lâm là trưởng chi nhánh ngân hàng, mà hệ thống ngân hàng lại tương đối bí mật, người bình thường không thể tìm hiểu được tin tức, cho nên Lý Đinh Sơn rất sốt ruột, không khỏi có chút hoài nghi tin tức này. Hạ Tưởng đã sớm dự đoán được Lý Đinh Sơn sẽ hỏi điều này, liền đáp lại không chút hoang mang. Một nữ bạn học cũ của tôi làm ở chi nhánh ngân hàng công thương, trong lúc vô tình phát hiện một văn bản, trong đó nói Lý Khai Lâm sắp rời đi. Theo cô nói, sẽ thông báo cho đương sự trước 2 tháng, thứ nhất là để làm tốt công tác tư tưởng, thứ hai cũng để tiện bàn giao công việc. Lý Đinh Sơn là người thông minh, tự nhiên không cần nhiều lời đã hiểu được Lý Khai Lâm giấu giếm việc sắp phải điều đi. Nếu Lý Khai Lâm giấu kín không nói ra, khẳng định là do có ý tưởng khác, hơn nữa còn là ý tưởng không tốt. Lý Đinh Sơn cảm thấy đau đầu, nheo mắt lại chậm rãi nhìn Hạ Tưởng, trong lòng đầy kinh ngạc. Vốn Hạ Tưởng là người trầm lặng, đừng nói chủ động tới báo cáo công tác, bình thường ngay cả đùa vui cũng rất hiếm khi, không ngờ hôm nay làm sao vậy, vừa tới liền mở mồm nói rằng không coi trọng tương lai của dự án màn hình tinh thể lỏng, sau đó lại để lộ tin tức Lý Khai Lâm sắp bị điều đi. Về vấn đề đất tại quảng trường ga, Lý Đinh Sơn hiểu đó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng một khi Lý Khai Lâm bị điều đi, đó chính là đả kích mang tính hủy diệt đối với gã. Không có tài chính ủng hộ,
dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn của gã chỉ còn là không tưởng. Trong lòng Lý Đình Sơn cũng rất rõ ràng, đầu tiên là Hạ Tưởng lập luận trong tương lai màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn sẽ không chiếm ưu thế, còn nói Lý Khai Lâm sắp bị điều đi, kết hợp hai điều này chính là biểu lộ ý tứ, việc này không thể thành công. Dự án mà mình đã dốc vô số tâm huyết và toàn bộ hy vọng lại bị Hạ Tưởng nói không thể thành công, trong lòng Lý Đình Sơn không tránh khỏi có nỗi tức giận mơ hồ, nhưng không tiện biểu lộ trên mặt, chỉ thản nhiên nói. Hạ Tưởng, sao cậu lại nghĩ được những điều này? Tôi vẫn nghĩ cậu chỉ quan tâm tới vấn đề kỹ thuật, không thèm để ý tới việc triển khai và tương lai của dự án. Nói xem nào, cậu có ý tưởng gì tốt với dự án này? Lý Đình Sơn nghĩ, có lẽ Hạ Tưởng nói những điều này là muốn mình chú ý tới hắn, để sau này chiếm một vị trí trọng yếu trong sự phát triển của công ty. Nói thật, gã không hề muốn bỏ dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn này. Lấy 1 triệu từ tòa soạn báo ra, lúc ấy đã có rất nhiều người đỏ mắt. Hiện tại gã đã lạc đến nước này, không chừng sẽ có bao nhiêu người nhìn gã chê cười. Gã sẽ phải quật khởi, sẽ làm ra thành tích cho người khác nhìn. Nếu có đủ thời gian, Hạ Tưởng cũng sẵn lòng nói năng uyển chuyển và hàm xúc, chậm rãi đả động Lý Đình Sơn. Nhưng thời gian không chờ ai, nếu thật sự chờ tới khi Tống Chiêu Độ thất thế, Lý Đình Sơn muốn mượn lực Tống Chiêu Độ tiến vào quan trường quả thật khó hơn lên trời. Giám đốc Lý, nghe nói quốc gia sắp đưa ra chính sách, cấm ngân hàng trực tiếp tham gia kinh doanh của các công ty, cho nên tôi cho rằng nếu trong nửa tháng nữa không lấy được văn bản phê duyệt đất, công ty nên suy tính biện pháp khác, hoặc trả công ty lại cho tòa soạn báo chẳng hạn. Lý Đình Sơn nhăn mày nhăn mặt. Nhìn Lý Đình Sơn vẫn đang nhíu mày không nói lời nào, trong lòng Hạ Tưởng rất không yên, không biết lần này có thành công hay không. Theo hiểu biết của hắn về Lý Đình Sơn, tuy rằng Lý Đình Sơn đối nhân xử thế tự phụ, sĩ diện, nhưng có khi vẫn biết nghe lời nói phải, vẫn biết nghe những lời nói bất đồng ý kiến, nếu không gã cũng không thể lăn lộn trong tòa soạn báo cấp quốc gia lên đến tầng trung rồi được tới làm trưởng chi nhánh tại tỉnh Yến. So với một chủ nhiệm tòa soạn báo bình thường, một trưởng chi nhánh tại tỉnh có tiền lương và đãi ngộ cao hơn rất nhiều, hơn nữa quyền lực cũng rất lớn, ở địa phương cũng cực kỳ nổi tiếng, chẳng những các cơ quan ban ngành trong thành phố đều phải kính nể 3 phần, ngay cả những ban ngành của tỉnh cũng phải xem trọng một chút. Dù sao tòa soạn báo của Lý Đình Sơn là báo lớn cấp quốc gia danh chính ngôn thuận, tuy rằng không thể so được với Tân Hoa xã có quyền lực và cơ cấu giám sát chính quyền đại phương, nhưng có tòa soạn báo cấp quốc gia nào mà không có thủ đoạn cao siêu cơ chứ. Hơn nữa dư luận cũng là một lực lượng cực kỳ hùng mạnh. Lý Đình Sơn cũng có mạng lưới quan hệ rất rộng, ở thủ đô và tỉnh thành đều có không ít bạn bè trong giới truyền thông, có thể nói cũng là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng. Đáng tiếc chính là, vì là văn nhân nên trong phương diện kinh doanh của công ty, Lý Đình Sơn cũng không có tài năng hơn người, cho nên mặc dù có bản lĩnh lấy được 1 triệu tài chính nhưng không có bản lĩnh để phát triển công ty. Thương trường khác với quan trường, là 2 loại hình khác nhau hoàn toàn, Lý Đình Sơn thất bại cũng không ngạc nhiên. Sở dĩ Tống Chiêu Độ tận lực muốn Lý Đình Sơn theo chính trị và đồng ý cho gã một vị trí bí thư huyện ủy, thứ nhất là vì hai người là bạn cùng học, thứ hai là vì coi trọng lực ảnh hưởng của Lý Đình Sơn trong ngành truyền thông. Hạ Tưởng biết rõ rằng Tống Chiêu Độ hẳn là biết mình sắp mất vị trí thường ủy, muốn trước khi thất thế bố trí một vị trí cho Lý Đình Sơn, ngoài ra còn một ý tưởng khác là nếu chẳng may sau khi xuống đài, không còn cơ hội quật khởi nữa, vậy chỉ cần Lý Đình Sơn còn trên đài, sẽ luôn chiếu cố mình một phần. Lý Đình Sơn là một người nhớ ân tình cũ, mặc dù có khi có chút tính khí thư sinh, nhưng tổng thể mà nói vẫn là một bằng hữu tốt. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng biết, khi Tống Chiêu Độ đề xuất Lý Đình Sơn từ bỏ công ty, đi theo chính trị, tới huyện giao làm bí thư huyện ủy, Lý Đình Sơn lại từ chối thẳng thừng, không hề có chút cơ hội thương lượng nào. Lý Đình Sơn trả lời rằng, ngã xuống ở đâu phải bò dậy từ đó, gã không thể để cho người khác khinh thường mình được, không thể để cho người ở tòa soạn báo mắng chửi sau lưng rằng mình không phải đàn ông, chỉ thấy thất bại là bỏ chạy, không thể tha thứ. Trước kia mặc dù Hạ Tưởng trầm mặc ít nói nhưng lại rất hợp tính với Cổ Hợp. Hai người thường xuyên uống rượu với nhau, dần dần, từ miệng Cổ Hợp, hắn cũng biết không ít sự tình về Lý Đình Sơn. Đúng là bởi vì Lý Đình Sơn rất sĩ diện, không muốn cúi đầu nhận thua trước mặt bạn học của mình, càng không muốn để người khác cho rằng gã nịnh bợ Tống Chiêu Độ quyền cao chức trọng, cho nên từ trước tới giờ gã không lui tới nhiều lắm với Tống Chiêu Độ. Ngược lại thì hắn thường xuyên gặp một số bạn học cũ đang làm ở thị ủy hoặc ủy ban nhân dân thành phố Yến. Trừ việc không muốn khiến cho Tống Chiêu Độ cảm thấy gã có việc cần cầu cạnh,
chỉ sợ ở sâu trong nội tâm, Lý Ninh Sơn thủy chung không muốn thừa nhận rằng chính mình không bằng Tống Chiêu Độ, cho nên Tống Chiêu Độ vừa mới mở miệng đề xuất muốn Lý Ninh Sơn tới huyện giao làm bí thư huyện ủy, gã liền không chút do dự từ chối, như thể đó là một việc rất nhục nhã vậy. Lý Ninh Sơn là trưởng chi nhánh của tòa soạn báo cấp quốc gia, bởi vậy về mặt nhân sự, gã cũng là cán bộ cấp trưởng phòng, kém rất nhiều so với Tống Chiêu Độ là cán bộ cấp tỉnh. Chưa kể Tống Chiêu Độ còn là thường vụ tỉnh ủy, chính là lãnh đạo tỉnh ủy, dù Lý Ninh Sơn không phục cũng biết Tống Chiêu Độ là người có chức cao nhất trong tất cả các bạn học cũ. Nhưng Tống Chiêu Độ vẫn khách khí với gã, không chỉ vì hai người có quan hệ không tồi ở trong trường mà còn là vì lực lượng truyền thông sau lưng Lý Ninh Sơn. Lý Ninh Sơn vẫn nghĩ việc Tống Chiêu Độ thuyết phục mình đi theo con đường chính trị là một bí mật, gã cũng chưa bao giờ nói ra ở công ty. Tuy nhiên nghe thấy Hạ Tưởng nói ẩn ý suy tính một biện pháp khác, lập tức khiến gã chấn động, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Hạ Tưởng cũng biết Tống Chiêu Độ đang âm thầm thao tác. Không có khả năng, Hạ Tưởng thành thật lầm lì không nói, còn vô cùng nhát gan, sao hôm nay lại như đổi thành người khác vậy? Đầu tiên là phân tích tương lai thị trường màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn. Nói rất có đạo lý, lại chỉ ra Lý Khai Lâm sắp sửa bị điều đi, cuối cùng không ngờ còn muốn khuyên mình thu tay lại đúng lúc, buông tha công ty. Lý Ninh Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng Hạ Tưởng hỏi. Hạ Tưởng, cậu quen biết Tống Chiêu Độ à? Vừa thốt ra lời, Lý Ninh Sơn lại hơi hối hận. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, không quen không thân với ai ở thành phố Yến, sao có thể quen biết đường đường trưởng ban thư ký tỉnh ủy chứ? Quả nhiên Hạ Tưởng lắc đầu, nói. Sao tôi có thể quen biết trưởng ban thư ký Tống chứ? So với người ta, tôi còn kém xa cả vạn dặm. Tuy nhiên tôi đã được nghe giám đốc Lý nói tới trưởng ban thư ký Tống, lại cũng nghe cổ hợp nói trưởng ban thư ký Tống và giám đốc Lý có quan hệ tốt, cho nên mới để ý một chút. Vừa lúc mới rồi trưởng ban thư ký Tống gọi điện thoại tới, nói tôi chuyển lời cho sếp, lúc nào rảnh thì gọi điện thoại lại cho ông ấy. Lý Ninh Sơn thấy Hạ Tưởng ngồi thẳng tắp, ánh mắt cũng không trốn tránh, không hề sợ hãi đón ánh mắt mình, trong lòng không hiểu sao ngẩn ra, lại lập tức lắc đầu cười. Thế này, Tiểu Hạ, vừa rồi cậu nói cũng có đạo lý, để tôi suy nghĩ xem. Nghe nói cậu sống một mình ở thành phố Yến, hết giờ đi chơi chút chứ. Từ vẻ mặt của Lý Ninh Sơn, Hạ Tưởng không thể nhìn ra được là gã đã động tâm hay chưa, biết rằng muốn thuyết phục Lý Ninh Sơn cũng không dễ dàng. Không phải chỉ nói mấy câu là được, thấy gã chuyển đề tài cũng nói theo. Vâng ạ, một mình tự do tự tại, hết giờ liền tùy tiện tìm một chỗ ăn chút cơm, sau đó đọc sách vân vân, cũng không có hoạt động gì. Thanh niên phải tham gia một ít hoạt động giao tiếp, quen biết nhiều bạn bè. Tối nay tôi và trưởng chi nhánh Lý cùng ăn cơm, nếu cậu không có việc gì thì cùng đi. Nói thật, Hạ Tưởng cũng không muốn ăn cơm với Lý Khai Lâm. Bởi vì có hai lần Lý Ninh Sơn mời Lý Khai Lâm ăn cơm, hắn cũng đi cùng tiếp khách, kết quả là Lý Khai Lâm uống rượu phê, cứ ép buộc Hạ Tưởng phải uống. Lúc ấy bởi vì Hạ Tưởng vẫn là sinh viên, tửu lượng thấp, uống vài chén liền đầu óc quay cuồng, khó chịu gần chết. Lý Khai Lâm vẫn không hề buông tha, vẫn ép Hạ Tưởng uống tiếp, còn nói nếu không uống chính là khinh thường y không văn hóa, tinh tướng là sinh viên. Lúc đó Hạ Tưởng tuổi trẻ khí thịnh, không chịu uống. Cuối cùng kết thúc bữa nhậu trong không khí không vui vẻ với Lý Khai Lâm. Không biết tại sao Lý Khai Lâm lại nhìn Hạ Tưởng không thuận mắt, lúc nào cũng gây khó xử Hạ Tưởng. Còn một lần Lý Ninh Sơn mời Lý Khai Lâm đi hát karaoke, kêu ba em út tới. Vừa lúc Hạ Tưởng thất tình, thuở sinh viên thì sống ngoan ngoãn, chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy, cho nên chỉ ngồi co quắp bất an trong một góc, bị một em út ôm lấy cánh tay, lại dùng bộ ngực đầy đặn đè xuống. Hắn mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, bị Lý Khai Lâm cười giễu, nói hắn là bao cỏ, ngay cả đàn bà cũng sợ. Hạ Tưởng giận mà không dám nói gì, đành phải áp chế nỗi bất mãn trong lòng. Dù sao Lý Khai Lâm cũng là thần tài của công ty, nếu không nhường nhịn y, Lý Ninh Sơn cũng sẽ không chịu. Cũng may Lý Ninh Sơn luôn bảo vệ người nhà, dù gã không thích tính cách chất phác của Hạ Tưởng nhưng cũng không nghe theo đề nghị của Lý Khai Lâm là đuổi việc Hạ Tưởng. Tuy nhiên từ sau hai chuyện này, Hạ Tưởng liền hết sức tránh ngồi cùng một chỗ với Lý Khai Lâm, bởi vì chỉ cần hai người vừa gặp mặt, hai mắt Lý Khai Lâm liền tỏa sáng, kỳ quái nói. Ồ, sinh viên, hay là hôm nay lại kêu hai cô em tới chỗ chú nhé? Vâng, tôi sẽ chờ ở dưới lầu. Khi nào giám đốc Lý đi, cứ gọi tôi một tiếng là được. Hạ Tưởng lập tức đồng ý.
Hắn thật sự muốn nhìn xem Lý Khai Lâm cố ý gạt Lý Đinh Sơn rốt cuộc là có ẩn giấu tâm địa gì. Vừa rồi Lý Đinh Sơn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cũng là bởi vì gã thật sự không có người cùng tiếp khách nên thử hỏi một chút, vốn cũng không trông cậy hạ tưởng sẽ đồng ý gặp Lý Khai Lâm. Bởi vì tuy bản thân gã là giám đốc công ty nhưng trong lòng cũng biết rất rõ, hiện tại lòng người trong công ty đã hoảng sợ, cấp dưới đã sớm không coi mình ra gì. Không ngờ hạ tưởng lại đáp ứng ngay như vậy, hơn nữa vẻ mặt rất tự nhiên, không hề có một tia trốn tránh nào, khiến Lý Đinh Sơn âm thầm khó hiểu, sao hạ tưởng lại dường như có vẻ thành thục trầm ổn lên nhiều như vậy. Lại nghĩ tới vừa rồi hạ tưởng một phen phân tích và đối đáp, trong lòng gã bỗng nhiên nổi lên một ý niệm, chẳng lẽ trước kia hạ tưởng vẫn giấu giếm. Hiện tại đúng là lúc mình khó khăn, khổ sở nhất, hạ tưởng chẳng những không mưu thăng chức như những người khác, ngược lại còn ở lại giúp mình giải quyết khó khăn, hoạn nạn. Xem ra hắn đúng là một người có thể dùng được. Xuống dưới lầu, hạ tưởng nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều, còn 2 giờ nữa mới hết giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh không biết từ lúc nào, bầu trời phía tây đầy dáng mây đỏ, hồng lên rực rỡ, cực kỳ tươi đẹp. Hạ tưởng ngơ ngác nhìn một lúc lâu, cảm xúc phập phồng, nghĩ tới việc không ngờ mình lại được thêm lần tái sinh, trong lòng tràn đầy kích động và vui sướng. Nếu có thể tái sinh, trước kia hắn cũng đã không ít lần có mơ ước như vậy. Sau khi uống rượu với bạn bè, hắn cũng đã từng dõng dạc nói, nếu có cơ hội như vậy, hắn sẽ nắm bắt cơ hội như thế nào, sẽ kiếm ra hàng đống tiền như thế nào, sẽ làm ra sự nghiệp lớn ra sao. Không ngờ lại thật sự được tái sinh quay lại 12 năm trước. Hết thảy chân thật nhưng lại như trong mơ, bước đi trước mắt rốt cuộc là đúng hay sai. Tái sinh là tái sinh, tuy rằng biết hướng đi của lịch sử nhưng lựa chọn và bước đi của mỗi người thì không ai có thể nắm chắc đúng tuyệt đối, vẫn cần phải thử thăm dò bước tới, sờ soạng tìm phương hướng. Hạ tưởng lắc đầu thở dài một hơi, đang định quay trở lại chỗ ngồi, bỗng nghe phía sau có người nói. Hạ tưởng, chú than thở gì thế? Chẳng lẽ bị bạn gái đá à? Tiếu Dai trên người mặc một chiếc áo phông ngắn tay, vừa khít che tới rốn, bên dưới mặc một chiếc quần bò bó, hỗ trợ cắp đùi thon dài của cô, tóc tùy ý buộc kiểu đuôi ngựa, thanh thuần như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, cười dài đứng sau lưng hạ tưởng. Khỏi cảm chưa? Phản ứng đầu tiên của hạ tưởng là cảm thấy thuốc của Lý Đinh Sơn khá tốt, phản ứng thứ hai mới là cảm thấy Tiếu Dai thật đúng là xinh đẹp. Cô ăn mặc thế này trông gọn gàng thanh thoát như một sinh viên, chỉ có điều không hiểu vì sao cô lại lui tới thân thiết với Văn Dương, dường như còn có chút quan hệ mờ ám. Có ý tưởng này, hạ tưởng liền lãnh đạm vài phần với Tiếu Dai, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cô rất biết cách ngụy trang, lại nhớ tới bộ dạng thất hồn lạc phách của cô khi nãy, trong lòng liền có chủ ý, tốt nhất là cứ kính trọng nhưng phải giữ khoảng cách như trước. Tiếu Dai lườm hạ tưởng một cái như oán trách, mặt mày đầy ẩn tình khiến hắn không khỏi động tâm. Mặc dù hạ tưởng cũng coi như đã trải qua không ít phụ nữ, nhưng vẻ phong tình mê người trong mắt Tiếu Dai vẫn khiến hắn không kìm nổi sửng sốt, thiếu chút nữa thất thần. Tiếu Dai rất tự tin với tướng mạo của mình, thấy hạ tưởng trước kia vốn thành thật, ngại ngùng, giờ lại vẻ mặt tự nhiên, liền không khỏi hơi ngẩn ra, lập tức lại nhếch miệng cười híp mắt lại. Thuốc hạ sốt rất tốt, cảm ơn hạ tưởng, không ngờ anh còn biết cách chăm sóc người khác. Hay là tối nay tôi mời anh ăn cơm cũng để cảm ơn anh đã chiếu cố tôi. Hạ tưởng cũng không muốn dính vào Tiếu Dai. Hiện tại tâm trí hắn đều đặt hết trên người Lý Đinh Sơn, hơn nữa tối nay còn phải đi cùng Lý Đinh Sơn, mà hắn cũng không muốn vì Tiếu Dai lại khiến Văn Dương không vui. Không phải nói là sợ Văn Dương mà chính là không muốn dính líu gì nhiều với Văn Dương. Hạ tưởng luôn cảm giác trong ánh mắt ti hí của Văn Dương thỉnh thoảng lại hiện lên một tia âm hiểm. Không cần khách khí. Đều là đồng nghiệp, nên thế. Tuy nhiên tối nay tôi còn có việc, sẽ không thể cùng đi với cô được. Ngại quá. Hạ tưởng nhẹ nhàng đáp. Tiếu Dai rõ ràng là sửng sốt, hiển nhiên không ngờ hạ tưởng lại có thể cự tuyệt sức hấp dẫn của mình. Suy nghĩ một chút, cô cười ha hả. Không có gì, lần sau tôi lại mời anh, nhất định phải nể mặt tôi đó. Đúng rồi hạ tưởng, hiện tại tình hình này công ty có lẽ không kiên trì được thêm mấy ngày, anh có ý tưởng gì không? Tốt xấu gì cũng là sinh viên chính quy, đi ra ngoài tìm một công việc không tồi cũng không phải là việc khó. Năm 1998, tuy sinh viên đã không còn là con cưng của trời, chạm vào là nóng bỏng tay như trước, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với sinh viên ở 10 năm sau, nhiều như lợn con, đào tạo kém chất lượng.
Bởi vậy lúc này sinh viên vẫn được xem như là hàng tốt. Thấy Tiếu Giai hỏi như tình cờ nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia khác thường, trong lòng Hạ Tưởng thoáng động. Chẳng lẽ Tiếu Giai cũng có ẩn tình gì? Cũng đúng, với tướng mạo và năng lực của cô, nếu thật sự phải rời khỏi công ty, ra ngoài tìm công việc tốt cũng rất dễ dàng. Cô lưu lại công ty không chịu đi, khẳng định là có ý tưởng gì đó. Lại nghĩ tới Văn Dương là bạn cùng trường với Lý Đinh Sơn nhưng thấp hơn mấy lớp, có lẽ là trước khi tới công ty đã được Lý Đinh Sơn đáp ứng điều gì đó. Nếu không, với chức vụ cán sự cấp trưởng phòng ở tỉnh đoàn của y, nếu nhảy ra ngoài làm cho công ty, cũng phải có dũng khí và quyết tâm rất lớn. Cấp trưởng phòng, Hạ Tưởng đột nhiên nhớ ra điều gì? Nếu chẳng may dưới sự âm thầm vận động của mình, Lý Đinh Sơn cuối cùng đồng ý nhận chức bí thư huyện ủy, khẳng định rằng gã sẽ phải dẫn theo vài người nhà đi cùng. Cổ Hợp là lái xe, Văn Dương làm tránh văn phòng huyện ủy, ở cấp bậc vẫn là cùng cấp, chỉ có mình căn bản là không hề có cấp bậc gì, cho dù làm thư ký cho Lý Đinh Sơn, có lẽ cũng không đủ tư cách. Vất vả bao lâu, Lý Đinh Sơn thành công nhậm chức, lại chỉ mang Cổ Hợp và Văn Dương đi, mình thì rơi vào kết cục không người hỏi đến. Chẳng lẽ là làm việc không công cho người khác sao? Nghĩ tới đây, Hạ Tưởng bỗng nhiên thở dài nói. Có thể có ý tưởng gì? Hiện tại quan hệ đều ở công ty, muốn nghỉ việc đi ra ngoài, nếu không động tới thủ tục, sẽ có hậu hoạn. Nhưng nếu động chạm tới thủ tục điều chuyển thì rất lằng nhằng. Hơn nữa công ty vẫn còn cơ hội, chờ một chút xem. Vừa nói, hắn vừa liếc Tiếu Giai, thấy cô dường như không có việc gì, chỉ mỉm cười, mắt híp lại như một vầng trăng khuyết, trông cực kỳ quyến rũ. Hắn không khỏi rung động tâm thần, vội vàng ho khan một tiếng che giấu sự thất thố của mình. Còn cô thì sao Tiếu Giai, có chiêu số phát tài nào không? Hạ Tưởng chỉ là thuận miệng hỏi nhưng không ngờ Tiếu Giai đột nhiên thần bí nói. Nếu anh đáp ứng ăn cơm với tôi sẽ nói cho anh một con đường phát tài. Hơn nữa tôi còn đồng ý bắt tay làm với anh chỉ cần gật đầu là được. Khi nói chuyện, Tiếu Giai tiến người lại. Không biết là do ra vẻ thần bí hay cố ý hấp dẫn Hạ Tưởng, cô tiến tới bên tai Hạ Tưởng, hơi thở như lan. Một mùi thơm ngát cùng với một luồng nhiệt khí thổi tới cổ Hạ Tưởng, khiến hắn nóng tai, ngứa cổ, tâm thần kích động, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn qua cổ Tiếu Giai, thấy trên vai cô có một chiếc quai áo ngực màu tím nhạt, càng làm nổi lên làn da trắng mịn màng động lòng người của cô. Nhớ tới lúc trước bị mắc mưa, Tiếu Giai còn mặc áo ngực màu da, giờ mới chốc lát đã thay bộ quần áo mới, ngay cả áo ngực cũng đổi thành màu tím nhạt, có khi cả trong lần ngoài đều thay hết một lượt. Hạ Tưởng đột nhiên sinh ra một ý niệm cổ quái trong đầu, Tiếu Giai để quần áo tại công ty từ khi nào nhỉ? Sao mình ngày nào cũng ở công ty lại không phát hiện ra? Không chịu nổi sự hấp dẫn của Tiếu Giai, Hạ Tưởng lặng lẽ nhích ra cách cô một thước mới nói. Hay đó, nếu thật sự có chiêu số phát tài, tôi mời cô ăn cơm mới đúng. Tuy nhiên phải nói thật, hiện tại tôi nghèo tay trắng, nếu muốn làm kinh doanh lớn gì thì không có tài chính để khởi động. Hạ Tưởng không tin rằng Tiếu Giai thực sự có biện pháp phát tài. Cho dù có, với những hiểu biết của mình về Tiếu Giai, hắn cũng không cho rằng cô sẽ hào phóng đến mức chia sẻ với mình, cho nên hắn mới nói vậy để cắt đứt ý tưởng khiến hắn xuất tiền ra của Tiếu Giai. Vẻ mặt Tiếu Giai giống như không cho là đúng. Hừ, nếu thật sự cần phải đầu tư mấy ngàn, mấy trăm ngàn, cho dù anh có tôi cũng không dám làm. Nếu thật sự phải đền, bán tôi đi cũng không đủ. Hạ Tưởng. Tôi nói thật đó, anh đừng nghi ngờ. Anh có biết hiện tại bất cứ lúc nào Văn Dương cũng có thể quay về tỉnh đoàn, vì sao lại không quay về mà cứ ở lại công ty sống dở chết dở này không? Chính là vì anh ta có thể kiếm hàng đống tiền lớn. Tin tức này lập tức khiến Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tiếu Giai, hắn không khỏi động tâm tư, lúc nào Văn Dương cũng có bộ dạng thần bí, thờ ơ với sự tình của công ty nhưng gần như ngày nào cũng tới đầy đủ. Chỉ nhốt chặt trong phòng không ra ngoài, cũng không biết là bận rộn cái gì. Tại công ty chỉ có Tiếu Giai thường xuyên ra vào phòng làm việc của y, người khác muốn vào đều bị y dùng đủ mọi lý do đuổi ra. Với quan hệ thân mật giữa Tiếu Giai và Văn Dương, xem ra khẳng định cô biết một ít gì đó. Hạ Tưởng thật sự không muốn kiếm tiền cùng với Tiếu Giai, nhưng nếu có thể từ miệng Tiếu Giai biết được rốt cục Văn Dương đang làm gì thì cũng đáng thử một lần. Hơn nữa cũng đúng lúc Lý Đinh Sơn phải lựa chọn lấy một người giữa hắn và Văn Dương, hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cũng hiểu thêm được Văn Dương là người thế nào. Công ty còn không kiếm nổi tiền, giám đốc Lý hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Nếu sếp Văn có biện pháp,
Vì sao không nói cho giám đốc Lý, cũng tốt để công ty khởi tử hồi sinh. Hạ Tưởng nhếch miệng cười hỏi. Đã trải qua 12 năm sống được tái sinh, khí chất của Hạ Tưởng đã trầm ổn và hiền hòa hơn hẳn so với bạn cùng lứa tuổi. Trong lúc vô ý cười đã xuất hiện khí độ không tương xứng với tuổi của hắn, khiến tim Tiếu Giai không kìm nổi đập mạnh. Cô không kìm nổi nhìn Hạ Tưởng vài lần, trong lòng buồn bực, trước kia vẫn luôn cảm thấy Hạ Tưởng ngờ nghịch, tuy bộ dạng không tồi nhưng không có vẻ khí phái, phong độ, sao hôm nay lại lập tức trở nên có khí chất đàn ông như vậy. Tiếu Giai lén đánh giá Hạ Tưởng, người này có nụ cười khả ái, làn da không trắng nhưng khỏe mạnh, nhìn kỹ thật đúng là một thanh niên sáng sủa. Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên phát hiện Hạ Tưởng như vô tình cố ý đảo mắt qua cổ mình, ánh mắt như lửa nóng lại có thêm một tia hương vị tham lam, cô không khỏi đỏ mặt, hừ một tiếng, mắng. Nhìn đâu đấy, thu hồi ánh mắt của anh lại, đừng có mà nhìn loạn lung tung. Hạ Tưởng cười ha hả như thể không có việc gì. Nói tới việc chính đi, đừng đánh trống lảng, tôi không nhìn loạn, là cô đứng quá gần tôi. Tiếu Giai oán giận lườm Hạ Tưởng một cái đầy phong tình. Khiến hắn suýt nữa không kìm nổi lòng mình, thầm kêu cô nàng này thật đúng là một yêu tinh. Văn Dương mà có tinh thần trí công vô tư thì hắn đã không phải là Văn Dương. Hừ một kẻ tiểu nhân, thần giữ của, quỷ tham lam, đại khốn khiếp. Rõ ràng phải có nửa phần của tôi, kết quả ngay cả 30% cũng không cho, còn muốn tôi. Bỗng nhiên ý thức rằng nói hớ, Tiếu Giai lấy tay che miệng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Tưởng, nói quanh co. Việc này anh đừng nói cho giám đốc Lý. Nếu chẳng may vì việc này mà giám đốc Lý và Văn Dương trở mặt thì hỏng mất, tôi sẽ chẳng được chút tiền nào cả. Quả nhiên có tin tức, Hạ Tưởng nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiếu Giai nhìn lên lầu, lắc đầu nói nhỏ. Khi nào anh mời tôi ăn cơm, tôi sẽ nói cho anh. Hiện tại, không tiện nói. Hạ Tưởng biết cô lo lắng trên lầu có Lý Đinh Sơn, bởi vậy cũng không miễn cưỡng. Liền mỉm cười trở lại chỗ ngồi, phất tay nói. Tối nay quả thật có việc, ngày mai sẽ tranh thủ thời gian mời cô ăn cơm. Đúng rồi, cô mới khỏi bệnh, phải uống nhiều nước ấm, như vậy mới củng cố thân thể, nếu không sẽ bệnh sẽ dễ tái phát. Hai mắt Tiếu Giai sáng lên, cô gật đầu nói. Ừ, cảm ơn anh, Hạ Tưởng, nói chuyện với anh một lúc, trong lòng tôi tốt hơn nhiều. Trước kia không chú ý, hóa ra chẳng những anh là người thành thật. Hơn nữa còn là một người tốt. Hạ Tưởng gật đầu, đang muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng bước chân, chỉ thấy Lý Đinh Sơn sồng sộc chạy từ trên lầu xuống, giơ chìa khóa trong tay lên nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, tối nay tôi có việc đột xuất, cùng đi với Cao Hải, việc ăn cơm với trưởng chi nhánh Lý thì nói sau. Khi các cậu hết giờ làm nhớ khóa cửa kỹ đó. Cao Hải là phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Tuy rằng cấp bậc chỉ là phó nhưng vị trí trọng yếu, hơn nữa nghe nói còn rất được thị trưởng Trần Phong trọng dụng, khả năng rất nhanh sẽ chuyển chính thức. Lý Đinh Sơn sốt ruột đi gặp Cao Hải, chẳng lẽ là đất tại quảng trường ga sắp được phê duyệt. Trong trí nhớ, văn bản phê duyệt đất phải ít nhất một tháng sau mới tới tay. Nếu bởi vì hắn tái sinh mà sự tình phát sinh biến hóa, văn bản được phê duyệt sớm, vậy hắn muốn khuyên bảo Lý Đinh Sơn theo chính trị sẽ rất khó thành công. Nếu thật sự như vậy, Lý Đinh Sơn sẽ chỉ đi tới ngõ cụt, có khi sẽ ngã đau ở dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn này, đến cuối cùng đừng nói là trở lại tòa soạn báo làm một biên tập viên bình thường, chỉ sợ là muốn chết già cũng khó. Hạ Tưởng sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời khó bình ổn được tâm tình. Đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay chợt lạnh, đã bị bàn tay nhỏ bé của Tiếu Giai đẩy một cái. Tiếu Giai lại dùng bàn tay nhỏ bé lung lay mấy cái trước mặt. Ngón tay cô thon dài. Dưới ánh mặt trời trông trong suốt như bạch ngọc. Tiếu Giai nói. Anh làm sao thế? Sao lại ngơ ngẩn ra vậy? Đừng ngây người nữa. Tiện thể tối nay mời tôi đi cơm. Tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với anh. Hạ Tưởng tỉnh lại, nghĩ thầm, mặc kệ thế nào, mình đều phải tìm cách giúp Lý Đinh Sơn tiến vào quan trường. Bởi vì với mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, cộng thêm bối cảnh truyền thông của gã, sau khi tiến vào quan trường, nhất định sẽ có cơ hội phát huy. Mà hắn chỉ cần lấy được tín nhiệm của Lý Đinh Sơn, vẫn đi theo bên cạnh gã, thuận buồm xuôi gió, muốn không có thành tựu cũng khó. Nếu thật sự không thuyết phục nổi Lý Đinh Sơn từ bỏ dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, đến lúc đó lưng đeo nợ nần, tòa soạn báo phái người tới để kiểm tra thì cho hắn thêm một năm nữa cũng không rời khỏi nổi. Đến lúc đó đừng nói tới chuyện rời tòa soạn báo đi làm bí thư huyện ủy,
không bị tòa soạn báo xử phạt đã là tạ ơn trời đất rồi. Tuy nhiên nếu lúc này có thể biết được động tác sau lưng của Văn Dương thì ăn bữa cơm với Tiếu Giai có lẽ không tính là gì. Nghĩ thông suốt, Hạ Tưởng trêu ghẹo. Rõ ràng mới đầu còn nói là cô mời tôi ăn cơm, sao chớp mắt lại biến thành tôi mời cô ăn cơm. Thế này cũng quá nhỏ nhen nhỉ. Thôi đi, cho anh cơ hội cùng ăn tối với một mỹ nữ, anh còn không biết quý trọng lại còn nói này nói nọ. Phải biết rằng, một khi cơ hội đã qua là vĩnh viễn không có lại được, cho nên đừng có hối hận. Tiếu Giai khôi phục lại thần thái, nheo mắt đầy vẻ quyến rũ, trên mặt không còn chút vẻ bệnh tật nào. Phía tây bầu trời dáng đỏ như lụa, một đàn chim bay phía xa xa truyền tới từng đợt tiếng chim hót, đúng là cảnh trời chiều đẹp hiếm có tại thành phố Yến. Sau cơn mưa chiều, trời dần tối, đèn đường sáng dần lên. Từng làn gió mùa hè thổi nhẹ, mang theo một hơi thở tươi mát khiến người ta khoan khoái. Hạ Tưởng và Tiếu Giai sóng vai đi trên con đường ven sông, vừa nói chuyện vừa thoải mái hít thở không khí tươi mát, trông như một cặp tình nhân. Hai người thương lượng đi thương lượng lại, cuối cùng quyết định đi tới khu quán nướng ở bờ sông Bách Tính để ăn. Khu quán nướng ở nút giao giữa đường Vành Đai 2 của thành phố và tiểu khu mới, hình thành một khu ẩm thực chuyên các món nướng. Nơi này đầy các quán nhỏ, đủ các hạng người đều thích tới đây ăn đồ nướng vào những buổi tối mùa hè. Mặc kệ là người giàu có đi Mercedes-Benz, BMW hay dân thường đi xe đạp hoặc đi bộ, đều kêu gọi bạn bè tới đây ăn vài cái cánh gà nướng, mấy xiên thịt dê nướng, một đĩa lạc rang, một đĩa đậu tương, một két bia, ngồi bên bờ sông nghe tiếng nước chảy ào ào, ăn to nói lớn, say sưa vui vẻ. Khu vực quán nướng này được xưng là khu quán nướng chính tông nhất của thành phố Yến, nổi danh nhất là Xí Hương Các với món cánh gà nướng. Chỉ riêng chân gà đã có hơn 10 món, ví dụ như chân gà chua cay, chân gà bình thường, chân gà biến thái, chân gà siêu cay, v.v. Vừa đến buổi tối đã kín hết chỗ ngồi, cả đêm bán ra hơn ngàn cái chân gà cũng không phải nói ngoa. Hạ Tưởng và Tiếu Giai tới chậm một chút, Xí Hương Các đã không còn chỗ ngồi, hai người đành phải bước thêm vào bước, tới một quán nướng tên là Túy Xuân Phong, tìm một góc trong phòng ngồi. Vì muốn thanh tĩnh nên họ vào vị trí tận cùng trong tường. Hạ Tưởng mời Tiếu Giai gọi món, Tiếu Giai xua tay ngăn lại, trả thực đơn cho Hạ Tưởng, nói. Anh mời khách, anh là chủ. Hạ Tưởng đùa cô. Vậy tôi không khách khí, tôi sẽ gọi món tôi thích. Tiếu Giai cũng trêu lại. Tùy anh thôi, chỉ cần trong lòng anh cảm thấy được là được. Hơn nữa, một nam một nữ đi ăn cơm, nữ trao quyền gọi món cho nam, chứng tỏ tuyệt đối tín nhiệm người nam. Khi nói chuyện, ánh mắt của Tiếu Giai mang theo ý cười, hai mắt bốc lên thần sắc như sương khói mờ ảo, như một cơn lốc xoáy hút lấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không phải sợ Tiếu Giai nhưng vì trong tâm lý vẫn tồn tại khúc mặc về quan hệ giữa cô và Văn Dương, liền cố ý tránh ánh mắt cô, nói. Được rồi, một đĩa đậu tương, một đĩa lạc, 6 cái chân gà, 20 xiên thịt dê, 2 cốc bia hơi. Thế nào? Thấy Hạ Tưởng trốn tránh. Trong mắt Tiếu Giai thoáng hiện một tia không vui nhưng lại lập tức biến mất. Cô nói, không cần bia hơi, quá nhẹ, như uống nước lã vậy. Phải 4 chai bia. Hạ Tưởng vội vàng nói, tôi chỉ có thể uống 2 chai bia, uống hơn là say. Cô có thể uống 2 chai à? Tiếu Giai bất mãn nói, thế nào, khinh người à? Nói cho anh biết này Hạ Tưởng, nếu tôi phát huy, uống 6 chai bia cũng không sao, có thể uống cho anh đổ ra đó. Hạ Tưởng cười ha hả không nói gì. Hắn và Tiếu Giai tới đây mượn cớ ăn cơm để nói chuyện chứ không phải là đấu rượu. Rất nhanh rượu và thức ăn liền cùng được đưa vào. Tuy rằng hai người ngồi trong góc nhưng quán không lớn, người lại đông, khó tránh khỏi tiếng nói ồn ào. Tuy nhiên cũng không ai thèm để ý tới tiếng ồn ào cả, như thể xung quanh càng ầm ĩ thì càng có không khí. Ăn đồ nướng chính là náo nhiệt như vậy. Tiếu Giai bảo nhân viên lập tức mở 4 chai bia, mỗi người 2 chai. Trước hết rót đầy một cốc, giơ cốc lên nói. Hạ Tưởng, anh và tôi là đồng nghiệp nhưng hôm nay là lần đầu tiên ngồi uống rượu với nhau. Tới, tôi kính anh một cốc, cảm tạ anh chiếu cố tôi. Nói xong, cũng không chờ Hạ Tưởng nói gì, cô uống một hơi cạn sạch. Hạ Tưởng đã gặp nhiều cô gái biết uống rượu bia, tuy nhiên giống như Tiếu Giai trước mặt, không hề ăn gì mà đầu tiên là uống hết một cốc đầy thì thật đúng là hiếm có. Một cốc mà cô uống tương đương với hơn nửa chai bia. Hạ Tưởng luôn tự nhận là tửu lượng không tồi nhưng nếu bụng rỗng mà uống 3 cốc như vậy thì cũng không chịu nổi. Có thể thấy được, bề ngoài vẻ mặt Tiếu Giai tươi cười,
thần thái hào hứng nhưng kỳ thật trong lòng vẫn ẩn giấu sự tình không thoải mái. Hạ Tưởng cũng không nói gì, một hơi uống cạn cốc của mình. Hai người tự rót đầy cốc, đầu tiên là lặng lẽ ăn. Hạ Tưởng thấy nụ cười trên mặt Tiếu Giai biến mất, bộ dạng rất có tâm sự, liền không chủ động mở miệng, chỉ tập trung cúi đầu đối phó với cái chân gà trong tay. Qua một lúc lâu, Tiếu Giai đột nhiên phì một tiếng. Anh là đàn ông mà không thể chủ động một chút sao? Lời này hơi có nhiều hàm nghĩa, Hạ Tưởng làm bộ khó hiểu, uống một ngụm bia để đè ép vị tê tê, cay cay trong miệng, hỏi. Chủ động cái gì? Tôi luôn chủ động ăn, chủ động uống, chưa từng chậm hơn cô nửa phần. Đáng ghét, miệng lưỡi trơn tuột. Tiếu Giai lườm Hạ Tưởng một cái, tuy chỉ là phong tình hiện lên trong nháy mắt nhưng đã khiến hai mắt Hạ Tưởng sáng lên, tim đột nhiên co rút lại, gần như ngừng thở. Cho dù hắn đã trải qua cuộc sống nhiều thêm 12 năm, cũng đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng phong tình quyến rũ nhất thì chỉ có một. Đáng tiếc, mỹ nữ như vậy không ngờ lại đi theo kẻ tâm tư âm trầm như Văn Dương. Vừa nghĩ tới đây, Hạ Tưởng liền cảm thấy bữa ăn này trở nên nhạt nhẽo. Vậy tôi xin tiếp thu ý kiến phê bình. Hạ Tưởng nghiêm mặt nói. Cô vừa mới khỏi cảm, khỏi sốt, không thích hợp ăn đồ nướng, càng không thích hợp uống rượu bia. Đưa hết phần đồ nướng và bia của cô cho tôi đành chịu thiệt một chút vậy, tiêu hóa giúp chúng cho cô. Tiếu Giai cười khanh khách, gần như gục đầu xuống bàn không ngẩng đầu lên nổi, một tay cầm chân gà, một tay chỉ vào Hạ Tưởng. Anh muốn ăn nhiều thêm một chút, còn lấy lý do quang minh chính đại như vậy, thật là hiếm có. Được, ngoan nào, chị tặng chân gà này cho chú ăn được không? Chỉ cần chú gọi chị là được. Hạ Tưởng cướp lấy nửa cái chân gà trong tay Tiếu Giai, không chút do dự nhét vào miệng, nhồm nhòm nói. Gọi chị cũng được, ăn trước nói sau. Không hiểu sao Tiếu Giai đỏ mặt, hạ giọng nói. Chú ăn uống khó coi qua, ăn cả xương cả thịt, không sợ hỏng răng à. Nếu thèm ăn đến thế, chị lọc bỏ xương cho chú. Thật đúng là muốn làm chị tôi à, cô chỉ lớn hơn tôi nửa năm thì phải. Vừa nói chuyện. Hạ Tưởng mới chợt nhớ ra là mình đang ăn cái chân gà cướp từ tay Tiếu Giai, Tiếu Giai mới ăn một nửa, hắn lại ăn nốt, dường như hơi có ý ăn chung. Những lời nói vừa rồi của hai người đều rất phong phú về hàm nghĩa và liên tưởng, khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi là hắn cố ý khiêu khích Tiếu Giai? Không được, hiện tại hắn cũng không có tâm tình phát sinh cái gì với Tiếu Giai. Rất nhiều chuyện đang nước sôi lửa bỏng. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi Tiếu Giai. Nói xem, rốt cuộc có chiêu số phát tài gì? Tiếu Giai ánh mắt ngả ngớn, cắn môi nói. Gọi là chị, không gọi là chị thì không nói. Thật muốn gọi. Hạ Tưởng có chút không chịu nổi sức quyến rũ của Tiếu Giai, hơi rượu bốc lên, toàn thân nóng ran. Phải gọi, chú đã ăn thịt chị rồi, không gọi không được. Những lời này rất rõ ràng khiến người ta miên man bất định. Vừa thốt ra lời, Tiếu Giai cũng ý thức được không ổn, liền thè lưỡi cười ngượng ngùng. Hạ Tưởng không lay chuyển được cô, đành phải kêu lên. Đại tỷ, Tiếu Giai bịt tai lại. Ai nha, khó nghe chết. Đại tỷ, cứ như thể tôi là mấy bà già 30, 40 tuổi vậy. Không được gọi đại tỷ, gọi chị là được rồi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu gọi. Chị, thế này được chưa? Coi như chú thức thời. Tiếu Giai đắc ý cười cười. Đừng có không tình nguyện như thế. Nhận chị làm chị. Chú chỉ có lãi không lỗ đâu. Tin không, không tin thì chị nói cho chú nghe một bí mật. Hạ Tưởng dựng đứng vành tai lên. Kỳ thật Văn Dương vẫn luôn lợi dụng danh nghĩa công ty kiếm tiền cho bản thân. Hơn nữa tiền kiếm được không ít, ít nhất cũng 1 triệu. Hạ Tưởng quá sợ hãi. Sao có thể chứ? Lý Đình Sơn mất 1 triệu, Văn Dương lại ở trong bóng tối lợi dụng danh nghĩa công ty đút túi vừa đúng 1 triệu. Nếu đúng như vậy thật. Lý Đình Sơn thua rất thảm mà Văn Dương lại kiếm rất dễ dàng. Biết ngay là chú không tin mà. Tiếu Giai mở to hai mắt nhìn. Ngay từ đầu tôi cũng không tin, tuy nhiên sau này tôi lại nhìn thấy số liệu trong tài khoản của hắn, lúc đó mới thật sự tin tưởng hắn lời 1 triệu. Nói cho Hạ Tưởng chú biết là tôi rất rõ ràng việc Văn Dương kiếm 1 triệu như thế nào, bởi vì tôi tham dự toàn bộ quá trình kiếm tiền của hắn. Hạ Tưởng trừng mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Ở năm 1998, 1 triệu chính là một khoản tiền rất lớn. Triệu phú lúc này có thể so sánh với tỷ phú vào 10 năm sau. Văn Dương bộ dạng xấu xí, cả ngày không biết làm cái gì,
hóa ra lén làm ăn lời 1 triệu sau lưng người khác. Tiếu Dai rất vừa lòng với vẻ kinh ngạc của Hạ Tưởng, cô nhướng mày hỏi. Có muốn biết hắn kiếm tiền như thế nào không? Có muốn kiếm 1 triệu để trở thành triệu phú không? Hạ Tưởng giả vờ tức giận. Nói nhảm, ai không muốn kiếm tiền? Muốn nói thì nói mau, đừng cố ra vẻ. Tiếu Dai cũng không giận, lại rót đầy một cốc bia mới chậm rãi nói. Tuy nhiên chú phải đáp ứng tôi một việc, chính là sau khi tôi nói ra chuyện này, chú nhất định phải hợp tác với tôi, chúng ta cùng nhau kiếm 1 triệu. Kiếm tiền ai lại không muốn? Tuy nhiên Hạ Tưởng tuyệt đối không kích động mà chỉ cảm giác chuyện này quá mức kỳ quái. Rõ ràng là Tiếu Dai và Văn Dương cùng một phe, sao lại hảo tâm nói cho mình chuyện sau lưng Văn Dương? Nếu thực sự có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, với giao tình của hắn và Tiếu Dai, cô cũng không cần phải tới tận cửa dâng bằng hai tay như thế này chứ. Đoán là vậy nhưng Hạ Tưởng vẫn thản nhiên nói. Không thành vấn đề, chỉ cần trong phạm vi của tôi, chỉ cần không phạm pháp, có ai mà không cần tiền chứ. Đúng không? Tiếu Dai đánh giá Hạ Tưởng từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt toát ra một tia ai oán, sâu kín nói. Hạ Tưởng, chú nói thật, có phải chú cảm thấy tôi là một cô gái hư hỏng không? Có phải chú cho rằng cả ngày tôi và Văn Dương mắt đi mày lại là nhất định đã lên giường với hắn không? Khụ khụ, Hạ Tưởng bị miếng dê nướng cay quá, không kìm nổi ho khan, vội vàng uống một ngụm bia để ép xuống, vội hỏi. Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, đừng đánh trống lảng. Thấy Hạ Tưởng không muốn nói việc này, Tiếu Dai rất bất mãn hừ một tiếng, quay sang gọi ông chủ. Ông chủ, cho thêm 4 chai bia. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng thấy rõ trong mắt trong suốt của cô có gì đó chớp động. Hắn muốn ngăn Tiếu Dai lại nhưng không ngờ ông chủ đã rất nhanh nhẹn đưa tới 4 chai bia, dường như còn sợ hai người không chịu uống, không hề nói gì liền mở luôn 2 chai. Tiếu Dai vừa uống bia vừa tự thuật một cách đứt quãng, Hạ Tưởng rốt cuộc hiểu được con đường phát tài của Văn Dương là như thế nào. Kỳ thật thủ đoạn kiếm tiền của Văn Dương cũng không cao minh, chỉ là thủ pháp cũ rích lợi dụng danh nghĩa viết thư lừa tiền. Ưu thế lớn nhất của Văn Dương chính là lợi dụng danh nghĩa tòa soạn báo cấp quốc gia của Lý Đinh Sơn. Tuy rằng công ty lấy tên là Trung tâm Văn hóa Tin tức Khoa học Kỹ thuật nhưng dù sao mở đầu vẫn là đại danh của tòa soạn báo cấp quốc gia, bởi vậy cực kỳ có sức thuyết phục. Văn Dương kéo Tiếu Dai tới một ngân hàng ở Bắc Kinh, tìm người phụ trách thư viện, tìm tòi trong đống tài liệu nội bộ, lấy được những bài phát biểu và họ tên của nhân viên chi nhánh ngân hàng trong cả nước. Ngành sách báo thời bấy giờ, trên sách chẳng những có họ tên còn có địa chỉ cụ thể, đây chính là điểm mà Văn Dương lợi dụng. Y lợi dụng 3 ngày cùng với Tiếu Dai trích lục gần 3.000 họ tên và địa chỉ, sau đó trở lại thành phố Yến, biên soạn một bản yêu cầu viết bài, in ra 5.000 bản, sau đó lợi dụng việc y quản lý con dấu công ty, đóng dấu lên, lấy danh nghĩa tòa soạn báo cấp quốc gia, gửi qua bưu điện. Thông báo phát ra không lâu, liền lục tục thu được hồi âm, ít nhất cũng có 2.000 người hồi âm. Sau đó Văn Dương lại soạn một thông báo xuất bản, nói rằng nếu được nhà xuất bản cấp quốc gia xuất bản bài viết, có thể trở thành căn cứ quan trọng để xác định chức danh cho người viết bài. Nhưng bởi vì nhà xuất bản yêu cầu ít nhất phải in 1 vạn quyển sách mới có thể xuất bản cho nên yêu cầu mỗi người ít nhất phải mua 5 quyển, mỗi quyển định giá là 200 tệ. Sách là loại có bìa cứng, rất có giá trị bảo tồn. Người làm ngân hàng rất có tiền, hơn nữa đa số những người viết văn vẻ này đều là lãnh đạo không lớn không nhỏ, 5 quyển sách chỉ 1.000 tệ, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể chi trả. Cho nên phát ra 2.000 phong thư, gần như ai cũng gửi tiền tới. Sau khi thống kê, tổng cộng có 1.956 người gửi tiền, ít nhất cũng 5 bản. Còn có mấy người muốn nhiều hơn, tổng cộng cũng thu được gần 2 triệu. Văn Dương cũng không tính là quá tham, khả năng đều biết những người trong ngân hàng đều là người có tiền, phải có hàng tốt, cho nên y cũng không hề tiết kiệm tiền giấy. Y bỏ 50.000 tệ mua giấy phép xuất bản của một nhà xuất bản cấp quốc gia. Lại tìm một nhà in lớn, dùng loại giấy tốt nhất, đóng bìa cứng thật đẹp, lại thêm đóng hộp tinh xảo, sách phân làm 2 quyển thượng hạ, mỗi quyển đều dày như từ điển, 2 quyển sách tổng cộng 2 triệu từ, mỗi người viết đều khống chế ở số lượng bài viết khoảng 1.000 từ. Chi phí in sách tổng cộng mỗi bộ 20 tệ, in 2 vạn bộ, cộng là 400.000 tệ. Sau khi chi trả các khoản như giấy phép, in ấn, chứng nhận, phí gửi bưu điện, v.v. Tóm lại trừ tất cả các khoản vẫn còn dư ra hơn 1 triệu tệ. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong nửa năm. Ban đầu Văn Dương chỉ phải đầu tư tiền xe từ thành phố Yến tới Bắc Kinh và mời người ở Bắc Kinh ăn uống,
in ấn mấy ngàn bức thư chỉ mất mấy trăm tệ. Nói cách khác, đầu tư giai đoạn đầu chỉ chừng 5-3 ngàn tệ. Về phần chi phí giai đoạn sau như in ấn linh tinh, hoàn toàn là dùng tiền của người khác để chi. Lại nói tiếp, tác dụng chủ yếu nhất chính là nhờ danh nghĩa tòa soạn báo cấp quốc gia. Năm 1998, tuy việc viết thư thu phí như thế này đã không phải rất dễ dàng khiến người mắc mưu như những năm 90 nhưng vẫn có không ít người nguyện ý chi tiền để in luận văn. Đúng là vì nắm được điểm này, lại nhận định người ngân hàng có tiền, lại thêm sức ảnh hưởng của chiêu bài tòa soạn báo cấp quốc gia, cho nên Văn Dương mới thành công việc này. Tiếu Giai nói xong, bốn chai bia cũng hết. Tính ra hai người uống hết 8 chai, chia đều mỗi người 4 chai. Hạ Tưởng không vấn đề gì, 4 chai bia không thể khiến hắn gục được, nhưng không ngờ Tiếu Giai lại mắt mơ màng, 3 phần men say nhưng vẫn thần trí thanh tỉnh, không say, tuy nhiên cũng khiến cô tăng thêm mấy phần quyến rũ. Tiếu Giai nhìn thẳng Hạ Tưởng, hỏi. Thế nào, có cảm tưởng gì, có muốn cùng tôi làm đại sự, kiếm mấy trăm ngàn không? Đời người có rượu là phải uống, có tiền là phải kiếm. Hạ Tưởng cười nói, không thể tưởng được cô lại có thể sảng khoái như vậy, tôi nghe mà nhiệt huyết sôi trào, quả thật muốn nhảy dựng lên làm đại một hồi, kiếm một khoản lớn. Tiếu Giai nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, biết hắn nói một đằng nghĩ một nẻo, châm chọc nói. Nói hay nhỉ, tuy nhiên nhìn bộ dạng chú có vẻ vẫn chưa động tâm, khẳng định là đang suy nghĩ, vì sao tôi đi theo Văn Dương, cuối cùng Văn Dương lại không chia tiền cho tôi. Nói cho chú biết này Hạ Tưởng, chú đừng khinh thường tôi. Tôi không phải loại đàn bà vì tiền là lên giường với người khác. Tôi có giới hạn của mình. Khi nói lời này, trong mắt Tiếu Giai thoáng hiện vẻ không cam lòng và bất mãn. Hạ Tưởng làm bộ không thấy, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối liền phất tay nói. Ông chủ, tính tiền. Tiếu Giai không cam lòng, giơ tay ngăn Hạ Tưởng lại. Chờ một chút Hạ Tưởng, vì sao chú không mở miệng hỏi rốt cuộc tôi và Văn Dương đã xảy ra cái gì? Vì sao không động tâm? Chẳng lẽ là sợ tôi lừa chú? Dưới tình thế cấp bách, bàn tay nhỏ bé của Tiếu Giai đặt trên tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm thấy trên tay truyền đến cảm giác nóng hổi, mịn màng, liền cúi đầu xuống nhìn. Bàn tay Tiếu Giai nhỏ bé trắng nõn, hơi xanh xao, rất cân xứng, không lớn không nhỏ, quả nhiên là bàn tay ngọc đẹp nhất mà Hạ Tưởng từng được thấy. Bỗng nhiên nhớ tới việc in dấu tay của đời sau, Hạ Tưởng thốt lên. Tiếu Giai, tay cô đẹp thật. Nếu sau này in dấu tay, cũng có thể kiếm tiền. Năm 1998 còn chưa có khái niệm in dấu tay, Tiếu Giai không hiểu được Hạ Tưởng nói gì, hơi sửng sốt. Chú nói gì? Lúc này Hạ Tưởng mới ý thức được mình nói sai, vội vàng chuyển đề tài. Cứ rời khỏi đây rồi nói. Ở đây đông người hỗn tạp, không phải nơi nói chuyện. Tiếu Giai gật đầu, lúc này mới phát hiện tay hai người còn đang dính vào nhau. Mà còn là tay cô chủ động nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng. Cô không khỏi đỏ mặt, vội vàng rụt tay về, xấu hổ nói. Tay lợn của chú toàn mỡ, tránh xa tôi ra một chút. Hạ Tưởng thuận miệng nói. Tôi còn đang tưởng rằng sao lại trơn mịn như vậy, vừa rồi còn tưởng là tay tôi mịn màng, giờ mới biết được hóa ra toàn mỡ. Hắn cười như không nhìn Tiếu Giai, trên mặt vừa có vẻ trẻ con của sinh viên mới ra trường, trong mắt lại có vẻ thành thục và giàu hoạt. Tiếu Giai bất giác hoảng hốt, trong lòng hiện lên một tia bối rối, không khỏi nghĩ rốt cuộc là hắn thật tâm hay vô ý. Thấy hắn đứng đắn thì như một sinh viên ngây ngô, lúc vui đùa lại như một người đàn ông đã vào đời nhiều năm, nói chuyện lại cẩn thận, vừa có chừng có mực làm người ta không thể phát hiện điểm gì xấu. Hạ Tưởng này trước kia nhìn như một gã ngờ nghịch, hiện tại tiếp xúc thấy cũng là một người đàn ông khá khôi hài, rất nam tính. Tim Tiếu Giai đập loạn xạ, ánh mắt như vô tình liếc Hạ Tưởng. Không tử tế, không thể tưởng tượng được chú cũng biến thành người xấu. Trước kia còn nghĩ chú là chính nhân quân tử. Đàn ông không có mấy người tốt. Đả kích hơi lớn, Hạ Tưởng vừa trả tiền vừa cười ha hả không ngừng, cũng không nói tiếp. Nói hắn không hề động tâm với Tiếu Giai là nói dối. Đã là đàn ông, khó tránh khỏi có chút ý tưởng với mỹ nữ là chuyện bình thường. Huống chi Tiếu Giai là mỹ nhân mà bất kể đi đến đâu cũng khiến người ta phải chú ý. Nhưng nếu nói muốn phát sinh gì đó với cô, với tình cảnh và tâm tình hiện tại của hắn, thật sự không có tâm tư đó. Hắn không phải là hoàn toàn không tin Tiếu Giai, cũng không phải là không muốn kiếm tiền, mà chính là không muốn làm sự tình phạm pháp. Lén dùng con dấu công ty, lấy danh nghĩa tòa soạn báo cấp quốc gia.
Đây rõ ràng là hành vi trái pháp luật, không nói đến việc viết thư thu phí và mua bán sách là hành vi trái pháp luật, nếu thật sự ham miếng lợi nhỏ trước mắt, về sau cho dù hắn thành công mượn lực Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu độ tiến vào quan trường, rất có thể nhiều năm sau sẽ có người tóm lấy chuyện này, đẩy hắn vào chỗ chết. Không kìm được việc nhỏ sẽ bị loạn việc lớn. Hạ Tưởng có hơn người thường 12 năm tái sinh, giờ không còn nóng máu và kích động như cái tuổi 23 hiện tại mà có vẻ trầm ổn và chín chắn. Tuy nhiên thu hoạch lớn nhất của việc này là hắn có thể hoàn toàn yên tâm buông tay làm những việc mà mình tính toán. Khi tới thời điểm mấu chốt sẽ không cần phải lo lắng bị Văn Dương đá đít. Ra khỏi quán Túy Xuân Phong, hai người bước đi trong bóng tối dọc bờ sông Bách Tính trở về nhà. Nhà Hạ Tưởng thuê ở cùng một khu với biệt thự mà công ty thuê, tuy nhiên chỉ là một phòng nhỏ trong khu, mỗi tháng 80 tệ. Hắn không biết Tiếu Giai ở đâu liền thuận miệng hỏi cô ở đâu để đưa cô trở về. Ánh mắt mơ màng của Tiếu Giai lóng lánh trong bóng đêm làm say lòng người, giống như hai vì sao sáng lập lòe trong bóng tối. Khi thì cô chắp hai tay sau lưng, khi lại vung vẩy tay, vui vẻ như một cô bé được người lớn cho kẹo. Bởi vì hai người đi gần sát nhau, tay của Tiếu Giai thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào tay Hạ Tưởng, thậm chí còn có một lần dừng lại trên đùi hắn. Tiếu Giai giật mình nhưng sau đó lại vẫn vung vẩy tay như trước. Tiếu Giai nhăn mũi, hơi có chút không vui nói. Mấy giờ, sớm như vậy về nhà làm gì, đi với tôi một chút. Hạ Tưởng nhìn chiếc máy nhắn tin nét của mình, trên màn hình màu lam hiện ra đã là 9 giờ rưỡi tối. Chiếc nét này của hắn giá 1.500 tệ, là sau khi hắn tốt nghiệp, tích cóp tiết kiệm, giảm ăn giảm mặc cả nửa năm trời mới mua được. Vốn hắn định dùng toàn bộ khoản tiền này tới huyện bá của thành phố chương trình thăm Dương Bối, kết quả khi gọi điện thoại gặp được Dương Bối lại bị cô nói là muốn chia tay hắn. Nguyên nhân là mẹ cô ép cô, hơn nữa cô và hắn cách xa nhau tới 500 km, muốn điều đến gần nhau là gần như không có khả năng, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, so với việc hai người không thể thực hiện được nguyện vọng, thà rằng cô lựa chọn chia tay. Hạ Tưởng nhớ rõ lúc đó khi buông điện thoại xuống, 1.500 tệ mà hắn vất vả tích cóp suýt nữa bị hắn xé thành đống giấy vụn. Hắn giống như từ lửa nóng mùa hè chỉ một bước đã rơi vào giữa hồ nước trong băng tuyết ngập trời. Toàn thân lạnh lẽo, đứng thẳng tại chỗ 10 phút không hề động đậy. Chủ nhân quán điện thoại này là một bà già mặt mũi hiền lành, lắc đầu thở dài nói. Lại một kẻ đáng thương. Chàng trai, đừng vướng bận trong lòng. Trên đời này thứ vướng bận nhất chính là tình cảm, nhưng dễ quên nhất cũng chính là tình cảm. Hạ Tưởng cũng không thể nhớ nổi hắn đã quay trở về như thế nào, nằm mê man trên giường liên tiếp ngủ một ngày một đêm, sau đó thức dậy rửa mặt. Không nói hai lời đi tới quán mua một chiếc di động. Vốn hắn muốn mua Motorola, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào không ngờ lại mua một chiếc máy nhắn tin nét. Ở năm 1998, máy nhắn tin nét tiêu thụ rất tốt ở trong nước, nhưng ở vài năm sau, dưới sự cạnh tranh kịch liệt giữa các hãng lớn, đành phải thất bại thảm hại, ảm đạm rời khỏi thị trường trong nước. Sau khi tiêu tiền, hắn cảm giác tinh thần khôi phục lại rất nhiều. Lúc nào cũng mang theo máy nhắn tin nhắc nhở cho hắn việc thất tình là sự thật. Cũng may sức chịu đựng của con người là vô cùng kiên cường, không quá lâu, Hạ Tưởng liền bắt buộc mình quên đi lai lịch của chiếc máy nhắn tin, chỉ coi nó là một công cụ thông tin bình thường. Kiếp trước, từ sau khi chia tay Dương Bối, hắn không còn gặp lại cô lần nào nữa. Chỉ có điều sau này nghe bạn học nói, Dương Bối trở lại huyện, được con trai của phó chủ tịch huyện nhìn chúng, rất nhanh Dương Bối được gả cho y. Về phần sự tình sau đó thế nào thì cũng không nghe ai nói thêm gì cả. Trong lúc vô ý cầm máy nhắn tin lên xem, khiến Hạ Tưởng nghĩ tới Dương Bối. Hắn không khỏi nhớ tới mối tình đầu, nhớ tới thời gian ở cùng Dương Bối, nhớ tới sự dịu dàng và săn sóc của cô, nhớ tới dáng người thon thả và khuôn mặt tinh xảo của cô, trong lòng hắn không kìm nổi hiện lên chút hoài niệm. Dù sao Dương Bối cũng là người con gái đầu tiên mà hắn yêu thương sâu sắc. Vẻ thất thố của Hạ Tưởng hiện lên trong mắt Tiếu Giai. Cô bất mãn nói. Đứng cùng với tôi mà lại nghĩ tới người con gái khác. Đầu tiên phải nghĩ tới tôi. Hạ Tưởng có chút tức giận vì Tiếu Giai đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của mình, lại nghĩ tới nửa năm vừa rồi gần như ngày nào cô cũng ở cùng chỗ với Văn Dương, hắn không khỏi giận dữ. Tôi và cô chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, tôi thích nghĩ tới ai thì nghĩ, cô quản được sao? Có biết là quản nhiều việc dỗi hơi thì ăn nhiều dám không? Cô có tư cách gì quản tôi? Tiếu Giai sửng sốt, khiếp sợ vì khí thế bộc phát không ngờ của Hạ Tưởng.
Cô đứng ngây tại chỗ, tim đập loạn xạ, sợ tới mức biến sắc, ấp úng nói. Hung hãn cái gì mà hung hãn, có bản lĩnh hù dọa tôi, sao không có can đảm làm việc với tôi? Hay là chú sợ bị Văn Dương phát hiện, sợ bị hắn tới tố cáo với giám đốc Lý? Nói cho chú này, Hạ Tường, Văn Dương không dám đâu. Chú nói một câu đi, rốt cuộc có muốn cùng viết thư với tôi không? Bề ngoài trấn tĩnh không thể che giấu được nội tâm kinh hãi, Tiếu Giai chỉ cảm thấy Hạ Tưởng trước mặt vẫn là Hạ Tưởng trước kia, nhưng toàn thân đã bao phủ một khí thế không thể xâm phạm, ánh mắt lạnh như băng, mặt không chút thay đổi, làm người ta sợ. Sao lại thế này, sao một người trước sau lại tương phản to lớn như thế? Đến lúc này Tiếu Giai không thể tin được Hạ Tưởng trước mắt mình lại là nam sinh viên mới tốt nghiệp vẫn trầm mặc ít lời, chưa bao giờ so đo với ai lúc trước. Hạ Tưởng ý thức được mình thất thố, lúc này mới phát hiện hóa ra cho tới giờ, Dương Bối vẫn giữ một vị trí rất trọng yếu sâu trong nội tâm hắn. Hắn thầm thở dài, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiếu Giai, cười xin lỗi. Quá chén, đừng để ý, tôi không phải không muốn viết thư, chỉ có điều không rõ, kỳ thật chuyện này cô hoàn toàn có thể làm một mình, vì sao còn muốn tới tìm tôi? Bởi vì tôi cảm thấy chú Thành thật tin cậy, có thể tín nhiệm. Đồng thời tôi và giám đốc Lý quan hệ không tốt, nếu chẳng may sự việc bị lộ, cũng có chú ra mặt thanh minh với giám đốc Lý. Còn gì nữa? Hạ Tưởng vẫn không nghĩ rằng đây là toàn bộ suy nghĩ của Tiếu Giai. Còn nữa là, đột nhiên trên mặt Tiếu Giai đỏ như giáng chiều, mặc dù trong bóng tối mờ mờ vẫn có thể thấy vẻ thẹn thùng đầy kiều diễm trên mặt cô, khiến Hạ Tưởng đang có men rượu trong người, suýt nữa không kìm lòng nổi. Tiếu Giai cắn răng, nói gần từng tiếng. Còn nữa chính là, nếu bắt buộc phải dựa vào một người đàn ông mới có thể phát tài, tôi tình nguyện lựa chọn người đàn ông trẻ tuổi một chút, đẹp trai phong độ một chút, đối xử tốt với tôi một chút, tốt nhất còn có thể nghe lời tôi một chút mà không phải là một gã đàn ông trung niên keo kiệt, đáng khinh kia. Hạ Tưởng, tôi nói thật cho chú biết, giữa tôi và Văn Dương chẳng phát sinh gì cả. Tôi và hắn chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn muốn chiếm lấy thân thể tôi muốn lợi dụng sắc đẹp của mình để kiếm tiền. Kết quả là tôi vẫn không gạt được hắn, cuối cùng hắn lấy thân thể tôi để uy hiếp tôi, nếu tôi không đáp ứng lên giường với hắn, hắn sẽ không chi cho tôi 500 ngàn. Tuy rằng tôi yêu tiền nhưng tôi cũng biết rõ, không thể nói điều kiện với kẻ lang sói. Nếu thực sự phải đáp ứng hắn, có lẽ tôi không những không lấy được tiền mà còn tiện nghi không công cho tên khốn khiếp đó. Nói xong lời cuối cùng, Tiếu Giai gần như là nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ tàn nhẫn. Tuy rằng vì cô quá mức xinh đẹp nên không có một chút lực uy hiếp nào nhưng Hạ Tưởng vẫn không kìm nổi nghĩ rằng thật không thể coi thường Tiếu Giai này. Cô yêu tiền không có gì là sai, sai là ở chỗ thích chơi với lửa mà không biết rằng so sánh với đàn ông, phụ nữ luôn là phe yếu thế, chơi với lửa có ngày bị lửa đốt cháy tay. Cũng như một con cừu và một con sói già chơi trò trốn tìm. Cừu có thông minh thế nào thì cuối cùng cũng khó thoát khỏi kết cục bị sói già ăn thịt. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút. Nói. Để tôi suy nghĩ kỹ một chút, việc này không gấp được. Chúng ta không thể so được với Văn Dương. Hắn là phó giám đốc, trực tiếp quản lý con dấu. Tôi nghĩ biện pháp xem có thể khiến giám đốc Lý thu hồi con dấu, như vậy chúng ta còn có cơ thực hiện. Lời này của Hạ Tưởng tuyệt đối là ứng phó, tuy nhiên lại hợp tình hợp lý. Tiếu Giai bất mãn trong lòng nhưng không có gì để nói, đành phải cúi đầu dùng chân vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất, lúc sau mới ngẩng đầu lên. Mở to đôi mắt câu hồn người, cố gắng dũng khí nói. Hạ Tưởng, tôi ở thôn Bắc Độ, hơi xa công ty. Nếu không tối nay anh ở lại một chút. Có mỹ nữ chủ động nhảy vào lòng thì bất cứ đàn ông bình thường nào đều động tâm. Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hắn vẫn không tới mức bị sắc đẹp của Tiếu Giai làm mê muội đầu óc mà nghĩ rằng sau khi phát sinh quan hệ với Tiếu Giai là có thể vẫy tay tạm biệt. Tiếu Giai rất xinh đẹp nhưng cũng là một cô gái có tâm cơ thâm trầm. Vì kiếm tiền mà bất cứ thủ đoạn nào cũng dám dùng. Lúc này Hạ Tưởng đang có tính toán khác, tái sinh sau 12 năm khiến hắn hiểu một điều, rất nhiều sự việc không thể chỉ nhìn biểu hiện bề ngoài. Làm người phải có giới hạn, vấn đề nguyên tắc nhất định phải nắm thật chặt, nếu không một khi phát sinh sự việc sẽ dẫn tới tai ương ngập đầu. Tôi đưa cô trở về, hiện tại còn sớm, hơn nữa cũng không xa lắm. Hạ Tưởng uyển chuyển cự tuyệt Tiếu Giai. Trong mắt Tiếu Giai thoáng lóe lên một tia thất vọng, lập tức mỉm cười, trong nụ cười không ngờ còn có một tia đắc ý nho nhỏ. Cô đang định nói gì bỗng nhiên biến sắc mặt, tiến lên ôm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng,
dán sát vào người hắn, bộ ngực cô cũng ép vào thân thể hắn, khẽ run lên nói. Có hai người cứ như ma quỷ vẫn đi theo sau lưng chúng ta. Hạ Tưởng nhìn lại, quả nhiên trong bóng đêm có hai thằng danh tuổi chừng 20 đang loạng choạng đi tới, vừa tới gần đã thấy hơi rượu sộc vào mũi. Một tên trong đó mặc áo sơ mi hoa, tay cầm nửa hòn gạch, dáng vẻ lưu manh nói. Bằng hữu, chúng tao đi theo hai người đã nửa ngày, biết rằng chú mày không phải bạn trai của cô em này, không đáng ra mặt cho cô ta. Thế nào, hôm nay mấy anh cao hứng, nể mặt chú mày. Bây giờ thì chú mày quay người đi coi như không phát hiện điều gì, để cô em này lại cho anh em bọn anh vui vẻ. Một tên khác cởi trần, trước ngực lộ ra hình xăm đầu sói, vẻ mặt hung ác, bẻ đốt ngón tay rắc rắc, nói. Nếu thức thời thì khẩn trương chạy trốn càng nhanh càng tốt, nếu không để mấy anh đây giãn gân cốt giúp chú mày. Tiếu Dài sợ tới mức mặt mũi trắng bệch không còn chút máu. Hạ Tưởng không phải loại người cao lớn thô kệch, cũng không phải là thư sinh yếu ớt nhưng tuyệt đối không phải loại có ngoại hình có sức khỏe hoặc có võ thuật. Tiếu Dài ôm chặt lấy Hạ Tưởng, sợ rằng hắn sẽ thực sự bỏ cô quay người bỏ chạy. Dù sao hai tên kia nói cũng đúng, Hạ Tưởng không phải bạn trai của cô, không đáng ra mặt thay cho cô. Chẳng những Tiếu Dài cho rằng Hạ Tưởng chắc chắn sẽ chỉ biết lo cho bản thân. Ngay cả hai tên tiểu lưu manh kia cũng nhận định sau khi bị chúng dọa, Hạ Tưởng nhất định sẽ không nửa phần do dự bỏ chạy trốn chết. Bởi vì hai tên đó đã đi theo sau Hạ Tưởng và Tiếu Dài hồi lâu, quan sát nửa ngày, phát hiện Hạ Tưởng chẳng những không thân thiết với Tiếu Dài mà ít nhiều còn có chút lãnh đạm. Hai tên kia uống chút rượu vào làm tăng thêm can đảm, thấy Tiếu Dài xinh đẹp như vậy liền động sắc tâm. Vừa lúc tới nơi này không có ai, chúng liền tìm một viên gạch dưới đất, chuẩn bị dọa cho thằng đàn ông kia chạy rồi tính sau. Hạ Tưởng khẽ cười, đẩy tay Tiếu Dài ra, nói. Đa tạ hai vị đại ca đã thả cho tôi đi ngay, tuyệt đối không chậm trễ việc tốt của hai vị đại ca. Tôi đi ngay. Nói xong, hắn cũng không thèm liếc Tiếu Dài một cái, đi tới trước mặt hai tiểu lưu manh. Nhà tôi ở bên này, xin hai vị đại ca nhường đường. Tiếu Dài mặt xám như cho tàn, hai tay xoắn lại, toàn thân run rẩy, muốn hô Hạ Tưởng dừng lại nhưng há mồm nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh nào. Hai tiểu lưu manh thấy Hạ Tưởng cợt nhả đi tới, vừa lúc tới giữa hai người. Thấy hắn vô cùng phối hợp, lại cúi đầu biểu hiện rất ngoan ngoãn, tâm tình cả hai rất tốt đều tách ra hai bên, tránh lối đi giữa cho Hạ Tưởng. Tên mặc áo sơ mi hoa còn đắc ý nói. Lưu manh không chịu cái thiệt trước mắt, người anh em, xem ra chú có con mắt, dù sao cũng không phải cô em của chú mày, cũng không cần phải đỡ việc cho cô ta, đúng không? Để anh chơi mấy cái cho ngon nào. Đi tới giữa hai người, Hạ Tưởng đột nhiên trầm mặt, hai mắt bốc lửa, hung tợn hô to. Chơi cái đầu mẹ mày. Còn chưa dứt lời, tay phải hắn đã hung hăng nện một quyền vào bụng tên áo sơ mi hoa. Bụng là nơi mềm nhất trên cơ thể người, chỉ một đòn sẽ gây đau đớn khó chịu. Một đòn toàn lực này của Hạ Tưởng, tên áo sơ mi hoa không kịp đề phòng, không kêu nổi tiếng nào, đau gập cả người lại như một con tôm. Một đòn trúng đích. Hạ Tưởng không chút do dự giơ tay ra cướp lấy nửa hòn gạch trong tay tên áo sơ mi hoa, đập thẳng lên người tên cởi trần bên cạnh. Lần này đánh đúng vị trí cứng rắn, chỉ nghe, bộp, một tiếng rất to. Tên cởi trần đứng không vững, lảo đảo tiến về phía trước, suýt nữa ngã lăn. Hạ Tưởng sao có thể buông tha cơ hội tốt này chứ? Hắn quay người hai tay túm tóc y ấn xuống, đùi phải nâng lên. Đầu gối hắn và mặt tên cởi trần tiếp xúc với nhau lập tức khiến tên cởi trần mặt mũi nở hoa, đau đớn kêu gào, lảo đảo hai vòng, rốt cuộc không kìm nổi ngã xuống lăn lộn dưới đất. Tên áo sơ mi hoa đột nhiên gặp biến cố, lại bị Hạ Tưởng đánh đau, đang muốn thẳng lưng dậy phản kích, không ngờ Hạ Tưởng đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng chân trái làm tâm, chân phải đảo một vòng, trúng ngay ống đồng tên sơ mi hoa. Xương ống đồng cứng nhưng không chịu được đau, bị một cú đá quét này của Hạ Tưởng. Tên áo sơ mi hoa không chịu nổi lập tức ngã lăn xuống đất. Chỉ trong không đến vài giây, Hạ Tưởng động tác mau lẹ đã đánh ngã hai tên tiểu lưu manh, ra tay cực nhanh và cũng cực độc khiến Tiếu Dài giật mình há hốc mồm như thể thấy sự tình không thể tin nổi, ngơ ngác đứng im tại chỗ không thể động đậy. Hạ Tưởng đá ngã hai tên nhưng vẫn chưa hết hận, lại tiến lên đá mỗi tên một phát nữa, mắng. Khốn khiếp, con nhỏ tuổi không lo học chỉ thích học đòi lưu manh. Bình sinh tao khinh thường nhất những thằng dùng sức mạnh cưỡng ép phụ nữ. Không có bản lĩnh tới mức ngay cả phụ nữ cũng không dụ dỗ nổi lên giường với mình thì có sống cũng là kẻ bất lực.
Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Hạ Tưởng, Tiếu Giai kinh hãi tỉnh lại, không kìm nổi dùng mình. Đây là Hạ Tưởng vốn luôn ngượng ngùng, thành thật và không bao giờ nổi nóng với ai sao? Hóa ra khi hắn nổi giận lại đáng sợ và khủng bố như vậy. Hạ Tưởng mắng xong, thấy Tiếu Giai vẫn đứng im tại chỗ bất động liền tiến tới kéo tay cô, bỏ chạy thật nhanh. Còn không mau chạy, thất thần làm gì? Nếu chẳng may hai tên này có đồng lõa, tôi mà đánh không lại chỉ có thể hy sinh cô thôi. Nói xong, hắn còn cười hì hì, khôi phục lại vẻ ngây ngô. Tiếu Giai trở nên mơ hồ cũng không hiểu Hạ Tưởng này rốt cuộc là người như thế nào. Hai người nắm tay nhau chạy thẳng một mạch tới nơi Hạ Tưởng thuê nhà, lúc này mới thở hồng hộc dừng lại, đầu tiên là liếc nhau, tiếp đó là Tiếu Giai vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực nói. Tôi sợ chết đi được, đám khốn nạn, lưu manh, chó chết. Mắng mấy câu, dường như trình độ chửi của Tiếu Giai rất hữu hạn nên chỉ giới hạn có vài từ. Cảm ơn anh, Hạ Tưởng. Vẻ mặt Tiếu Giai chân thành, hai tay đặt trước ngực, vừa lúc dừng ở giữa hai ngọn núi, như thể đang cố ý quyến rũ Hạ Tưởng, tuy nhiên trong mắt lại toát ra vẻ cảm kích mà không hề có ý khiêu khích. Hạ Tưởng phất tay, thản nhiên nói. Tôi hận nhất là loại đàn ông cưỡng ép phụ nữ, gặp một là đánh một. Tiếu Giai vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp nói. Giờ này, Hạ Tưởng, muộn quá, tôi sợ, có thể ở lại chỗ anh nghỉ đêm được không? Tôi nằm đất cũng được. Chú thích của người dịch, đoạn này xưng hô của hai người lại trở lại anh tôi, cô tôi như bình thường. Cách xưng hô chị em chỉ là trêu đùa nhau lúc trước mà thôi. Hạ Tưởng ở lầu 2, loại nhà một gian cho thuê có 2 tầng này ở giữa có một hành lang, mỗi tầng đều có 5 nhà một gian, 5 phòng, mỗi phòng chừng 15 mét vuông, tiền thuê mỗi tháng là 80 tệ. 5 nhà dùng chung một nhà vệ sinh và phòng bếp, cũng may người thuê ở đây phần nhiều là độc thân, rất ít người nấu cơm. Vệ sinh coi như tạm được. Hạ Tưởng vốn định cự tuyệt Tiếu Giai, tuy nhiên nhìn hai mắt đầy vẻ sợ hãi của cô, hắn lại mềm lòng đành mời cô đi lên. May mắn là bình thường hắn còn thỉnh thoảng thu dọn phòng, không đến mức hỗn độn không chịu nổi, tuy nhiên tất và quần lót vẫn vứt lăn lóc mấy nơi. Vừa vào phòng, hắn vội vàng thu hồi đống lộn xộn đó, đỡ làm Tiếu Giai thấy lại xấu hổ. Vừa vào đến cửa, Tiếu Giai liền cuộn mình trên giường. Nhớ tới chuyện vừa rồi không khỏi sợ hãi từng hồi, trong lòng lại cảm kích Hạ Tưởng thêm mấy phần. Hạ Tưởng xin lỗi Tiếu Giai, nói không có nước ấm, chỉ có thể dùng nước lạnh để rửa mặt, sau đó đi ngủ. Mặc dù dưới ánh đèn mờ tối cặp đùi thon dài của Tiếu Giai vẫn cực kỳ mê người, nhưng trong lòng Hạ Tưởng vẫn không bốc lên dục vọng. Hắn không phải Liễu Hạ Huệ một nhưng cũng không phải tiểu nhân dậu đổ bìm leo, hơn nữa trong lòng vẫn luôn có tâm tư đề phòng Tiếu Giai. Cho nên chỉ đơn giản nói vài câu liền nằm lên sofa chuẩn bị ngủ. 1. Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ tiếng Hán, Liễu Xia Huy, năm 720 trước công nguyên, năm 621 trước công nguyên, tên thật là Triển Cầm Chan Chin, tự là Quý Di, người đất Liễu Hạ, Liễu Xia, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ làm sĩ sư, 3 lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời. Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị 3 lần truất? Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ? Sau khi chết, được đặt tên Thụy là Huệ. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về hòa thánh chi hòa sân chư he. Nguyễn Du trong Bắc Hành Tạp Lục đã làm bài thơ viếng mộ ông. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng. Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Hạ Tưởng, sao anh lợi hại như vậy? Anh biết võ công à? Tiếu Giai nằm trên giường, đêm mùa hè vô cùng nóng bức nhưng cô vẫn cảm giác trên người rét run từng đợt. Trước đây học của chú tôi ham võ thuật. Cũng biết một ít công phu. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Sau một lúc lâu, Tiếu Giai thốt lên một câu. Anh không có bạn gái à? Xem như không có. Thật sự cảm ơn anh, Hạ Tưởng. Nếu không có sự dũng cảm của anh, hôm nay thật sự tôi không qua được cửa này. Đừng nghĩ lung tung nữa, vừa lúc tôi gặp phải, cho dù đầu rơi máu chảy cũng không thể để người xấu hại cô. Đúng không nào? Tôi còn muốn anh giúp tôi một chuyện được không? Tiếu Giai càng hạ thấp giọng, như thể đang mơ ngủ,
Cái gì? Anh có thể ôm tôi được không? Tôi lạnh. Hạ Tưởng ôm lấy Tiếu Dài từ phía sau, hai tay quàng qua cổ cô, giao nhau trước ngực cô. Tiếu Dài co người lại như một con mèo nhỏ bị thương, hai tay nắm chặt hai tay Hạ Tưởng. Thân thể mềm mại như không xương của cô khiến Hạ Tưởng cảm giác tâm thần nhộn nhạo, trong mũi truyền đến mùi thơm ngát. Hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn cái cổ trắng nõn của Tiếu Dài. Trời còn chưa sáng, Hạ Tưởng đã sớm tỉnh dậy. Cảm giác dưới thân cứng lên, chạm vào mông Tiếu Dài, hắn chột dạ vội vàng nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó chạy ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, chống đẩy mấy chục cái mới tiêu diệt được ngọn lửa trong lòng. Hắn không biết rằng hắn vừa mới ra khỏi cửa, Tiếu Dài liền lén mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng đắc ý. Trên má trái của cô hiện ra một lúm đồng tiền xinh xắn, động lòng người. Tiếu Dài đơn giản rửa mặt, buộc tóc xong liền cùng với Hạ Tưởng đi ra cửa. Vừa mới ra khỏi cửa, phòng bên cạnh đột nhiên nhảy ra một nữ sinh. Cô bé này dáng người không cao, đeo kính mắt, trên mặt có chút trứng cá, chừng 20 tuổi. Vừa thấy Hạ Tưởng và Tiếu Dài đi ra, cô bé lập tức trợn tròn đôi mắt, chu miệng lại bất mãn nói. Hạ ca ca, không phải anh nói anh không có bạn gái sao? Thế nào mà nhanh như vậy đã ở chung rồi? Anh làm đau lòng người ta, anh hoàn toàn phá hủy ấn tượng tốt đẹp của em về anh. Hạ Tưởng giơ tay cười nói. Hồ Phượng, em đừng nói móc anh nữa. Ai chẳng biết người theo đuổi em vô số, ai cũng ưu tú hơn rất nhiều so với anh. Không phải nói ngày nào em cũng nói đang sầu vì không biết làm sao trả lại được hết đống thư tình sao. Hồ Phượng hơi ngẩng mặt lên đắc ý. Không phải, em là ai? Em là Hồ Phượng mà 500 về trước và 500 năm về sau, tổng cộng 1000 năm không ai có thể sánh bằng. Còn phải thích Hạ Tưởng anh sao? Nói đùa. Sau đó cô ngẩng đầu, ưỡn ngực chạy ào vào nhà vệ sinh. Tiếu Dài không kìm nổi cười. Hạ Tưởng ở cách công ty không xa, đi bộ chỉ mất 10 phút. Hai người tới công ty, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, nói. Tiếu Dài, chuyện hôm qua cô nói đó, đừng nói với ai cả. Việc này từ từ sẽ đến, không thể vội. Tiếu Dài nghe lời gật đầu, đáp ứng. Đây là bí mật giữa chúng ta, tôi sẽ không nói cho ai cả. Hạ Tưởng luôn đoán xem đêm qua Cao Hải tìm Lý Đinh Sơn rốt cục có chuyện gì, không ngờ hôm nay Lý Đinh Sơn lại không hề xuất hiện, cũng không ai biết gã đi đâu. Lý Đinh Sơn không tới nhưng thật kỳ lạ, những người khác cứ như thể hẹn nhau vậy, đều đến đông đủ. Văn Dương tới còn sớm hơn cả Hạ Tưởng và Tiếu Dài. Thấy Hạ Tưởng và Tiếu Dài cùng nhau đi vào, y biến sắc mặt, liếc Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý, sau đó quay người đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại không hề ló mặt ra. Nếu là trước kia, Tiếu Dài sẽ đẩy cửa phòng Văn Dương ra bước vào rồi đóng chặt cửa lại, không hết giờ thì không xuất hiện. Hôm nay Tiếu Dài do dự một chút, một mình đi tới phòng làm việc. Đăng Cường đã lâu không thấy xuất hiện, giờ vừa vào cửa liền hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó đi tới trước mặt Hạ Tưởng, chỉ vào cửa căn phòng nhỏ, hỏi nhỏ. Sao vậy, Tiếu Mỹ Nữ và Văn Bánh Quẩy giận nhau à? Đừng trách tôi không cảnh báo chú nha Hạ Tưởng. Tiếu Dài ngon tươi mọng nước, cho dù không còn nguyên lành nhưng chú vẫn có thể thừa cơ cưa đổ, ít ra cũng được chút hương hoa. Văn Bánh Quẩy là biệt danh của Văn Dương do Đằng Cường đặt cho. Bởi vì có một lần Văn Dương mua một cân bánh quẩy tới công ty, chỉ một lát sau một mình hắn ăn hết sạch, khiến Đằng Cường trợn mắt há hốc mồm, liền đặt cho y biệt danh Văn Bánh Quẩy. Đằng Cường tóc rẽ ngôi giữa, xịt gôm bóng nhoáng như thể một chiếc giày da mới đánh bóng lộn. Điều khiến người ta buồn nôn nhất là trên mặt y không biết còn có thứ đồ mỹ phẩm gì, có mùi là lạ, quả thật là một kẻ loè loẹt. Hạ Tưởng rất ghét Đằng Cường, không phải bởi vì y cả ngày lang thang, không làm việc tử tế mà bởi vì tay chân y không sạch sẽ. Đúng là vì y ở giữa phá rối nên khoản đầu tư kinh doanh đầu tiên của Lý Đinh Sơn mới thua thảm như vậy, khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng Lý Đinh Sơn là người nhớ ân tình cũ. Lại bởi vì Đằng Cường có quan hệ thân thích lằng nhằng với gã nên vẫn chịu đau, không quyết định đuổi y đi. Đằng Cường cũng biết y không được mọi người ở công ty hoan nghênh. Từ trước tới giờ Văn Dương không hề để ý tới y, cổ hợp vừa thấy y liền châm chọc khiêu khích, thường thường lại gõ vài câu. Tiếu Dài thì lạnh lùng như băng tuyết, thậm chí còn không thèm liếc mắt. Tính đi tính lại, chỉ có Hạ Tưởng thành thật không có biểu hiện gì. Bởi vậy, chỉ cần tới công ty, Đằng Cường lại đùa cợt vài câu với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đang cúi đầu đọc sách, chờ Đằng Cường nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
Nói xong chưa? Đăng Cường hoảng sợ, lùi lại phía sau theo bản năng. Nói xong rồi xin mời anh đi cho, tôi còn phải làm việc, không rảnh nói chuyện linh tinh. Nếu anh cảm thấy không có việc gì thì có thể đến kho hàng thống kê số bình thủy tinh. Trong kho hàng còn tồn mấy vạn chiếc bình thủy tinh, là bài học mất 500.000 tệ để mua. Vốn công ty muốn làm một nhà cung cấp bình thủy tinh cho một nhà máy dược phẩm. Đăng Cường thề sống thề chết bảo đảm kết nối được với lãnh đạo nhà máy, còn ký kết hợp đồng thu mua. Bởi vì bản thân y chính là người của nhà máy dược phẩm nên Lý Đinh Sơn cũng tin tưởng y, liên hợp với một xí nghiệp ở thị trấn quê nhà, sản xuất rất nhiều bình thủy tinh. Kết quả cuối cùng, nhà máy dược phẩm không hề mua một chiếc bình nào. Khoản đầu tư kinh doanh này khiến Lý Đinh Sơn lỗ nặng, cũng khiến gã hận Đăng Cường thấu xương. Chỉ có điều khi Đăng Cường khóc lóc kể lể trước mặt gã vài lần, lại nhờ vào mấy cụ ông cụ bà họ hàng gọi điện thoại cầu tình, không ngờ Lý Đinh Sơn lại có thể dễ dàng tha thứ, để Đăng Cường tiếp tục lưu lại. Rất nhiều người đều biết rất rõ, Đăng Cường ở giữa làm ăn lời một khoản hoa hồng lớn. Cũng bởi vì Đăng Cường làm việc bất lợi mới dẫn tới việc cuối cùng nhà máy dược phẩm từ chối mua. Người như vậy còn cho ở lại công ty, ít nhiều cũng khiến Hạ Tưởng cảm thấy Lý Đinh Sơn không đủ quyết đoán. Nhắc tới bình thủy tinh, Đăng Cường liền giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, khó tin nhìn Hạ Tưởng, mãnh liệt kêu lên. Phản rồi, Hạ Tưởng, dám chọc tao à, xem tao có xử lý mày hay không? Hạ Tưởng ngồi nguyên bất động. Anh định xử lý tôi thế nào? Đánh nhau hay là chửi nhau? Không biết tại sao, Hạ Tưởng không hề động nhưng trên người hắn lại toát ra một khí thế kinh người, trấn định, bình tĩnh, là một ánh mắt của kẻ ở trên cao nhìn xuống, khiến Đăng Cường kinh hãi, lập tức giảm bớt dáng vẻ bệ vệ, than thở nói. Không thèm chấp nhặt với loại trẻ con đít xanh như mày. Mất mặt. Nói vậy nhưng trong lòng y nghĩ thầm, tinh tướng cái gì mà tinh tướng? Một thằng sinh viên mới ra trường cả ngày ngồi ở đây không có việc gì, chẳng phải cũng lăn lộn như chó kiếm ăn hay sao? Đăng Cường xô cửa đi ra ngoài. Hạ Tưởng mỉm cười, tiếp tục cúi đầu đọc sách, kỳ thật là đọc chẳng vào chữ nào mà chính là trong lòng đang nhớ lại những việc về Lý Đinh Sơn. Mặc kệ Lý Đinh Sơn có những khuyết điểm như vậy, hắn nhất định vẫn phải đỡ Lý Đinh Sơn leo lên. Dù sao không thể coi thường kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn. Mạng lưới quan hệ phức tạp của y có thể nói là mạnh gấp trăm lần so với một gã sinh viên nghèo mới ra trường, chỉ có hai bàn tay trắng. Lại có tiếng mở cửa, Cổ Hợp đã trở lại. Cổ Hợp là quân nhân xuất ngũ, được người giới thiệu làm lái xe cho Lý Đinh Sơn, đã đi theo Lý Đinh Sơn 5, 6 năm, cực kỳ được gã tín nhiệm. Hạ Tưởng và Cổ Hợp quan hệ coi như không tồi, cũng biết Cổ Hợp là người mà Lý Đinh Sơn chắc chắn sẽ dùng. Vừa lúc giữa hắn và Cổ Hợp không hề có xung đột gì, tăng mạnh một chút quan hệ là tất yếu. Về rồi à Cổ Hợp, đi đường thuận lợi chứ? Hạ Tưởng cười ha hả hỏi. Hoàn hảo, hoàn hảo. À, giám đốc Lý có nhà không? Cổ Hợp có thân hình vô cùng tráng kiện, vừa nhìn là biết thuộc loại người cơ bắp. Giám đốc Lý không có đây, cũng không biết đi đâu. Để tôi gọi di động cho sếp. Cổ Hợp gật đầu, quay người lên lầu. Lý Đinh Sơn lúc nào cũng mang theo một chiếc di động, người bình thường không biết số. Hạ Tưởng cũng chỉ biết số máy bàn của gã. Theo hắn đoán, số di động của Lý Đinh Sơn chỉ nói cho người thân cận nhất để người đó có thể liên hệ với gã bất cứ lúc nào. Xem ra trong cảm nhận của Lý Đinh Sơn, hắn vẫn chưa đạt tới mức có thể biết số di động của gã. Hạ Tưởng không kìm nổi tự giễu, có lẽ hiện tại mọi người chẳng ai quan tâm tới tiền đồ của Lý Đinh Sơn như hắn. Tuy nhiên trong mắt Lý Đinh Sơn, có lẽ hắn còn không thân cận bằng Văn Dương. Phải nói thế sự thật là buồn cười, Đăng Cường là người Lý Đinh Sơn tin tưởng thì hại gã khoản đầu tư kinh doanh đầu tiên thất bại, trợ thủ đắc lực nhất của gã là Văn Dương lại âm thầm kiếm lời một khoản lớn sau lưng gã. Hôn nhân của Lý Đinh Sơn thất bại, sự nghiệp bị nhục, chính là một kẻ thất bại không hơn không kém. Nếu thật sự đi vào quan trường, liệu gã có thể thong dong ứng phó với các sóng gió trong quan trường để từng bước leo lên đài cao không? Trong nháy mắt, bỗng nhiên Hạ Tưởng sinh ra một tia dao động đối với quyết định của mình. Tuy nhiên hắn đã không còn đường rút lui, chỉ có mượn dùng quan hệ của Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu Độ, đi một bước tính một bước. Cho dù Lý Đinh Sơn chỉ có thể dẫn hắn một đoạn đường, dìu hắn tới vị trí cấp phòng, chỉ cần hắn có thể kết nối vào đường dây của Tống Chiêu Độ,
Dựa vào việc nhân sự đầy phập phồng phong vân của quan trường tỉnh Yến mà hắn đã biết trước 12 năm sau, hắn tự tin có thể gây dựng một khoảng trời riêng cho mình. Kiếp trước, đúng là bởi vì có Lý Đinh Sơn cho nên Hạ Tưởng mới chú ý tới mấy bạn học của gã đi theo quan trường. Sau trận động đất quan trường tỉnh Yến vào mấy năm sau, một số lớn quan cao cấp của tỉnh phải xuống ngựa, rất nhiều người trước đó vốn không được coi trọng lại leo lên cao, trong đó có đủ bạn học hoặc là nhân vật trong mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn. Đáng tiếc chính là, Lý Đinh Sơn đang ở giữa núi vàng mà không biết quanh người mình có vô số của cải, cứ gắt gao bám chặt lấy công ty sống dở chết dở, còn ôm mộng đẹp làm phú ông. Theo suy nghĩ của gã, sau khi hoàn thành dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, không tới 3, 5 năm sau có thể triển khai đưa ra thị trường, đến lúc đó số tiền gã kiếm được sẽ là hàng triệu, thậm chí có thể là hàng trăm triệu. Dưới giấc mộng to đẹp như vậy, một chức phụ bí thư huyện ủy hiển nhiên không đủ khiến cho Lý Đinh Sơn coi trọng. Hạ Tưởng cũng biết, nếu Lý Đinh Sơn lợi dụng tốt đầy đủ mạng lưới quan hệ của mình, 2 năm sau, khi Tống Chiêu Độ một lần nữa trở lại, trở thành ngôi sao trên chính đàn tỉnh Yến mà chạm tay có thể bỏng. Nước lên thì thuyền lên, Lý Đinh Sơn được gọi về thành phố Yến thì hoặc là tỉnh ủy hay ít nhất một cấp phó giám đốc sở là không thể thoát được. 2 năm tiếp theo, Tống Chiêu Độ điều sang tỉnh Tây Bình làm một chủ tịch tỉnh, mặc kệ có mang Lý Đinh Sơn đi theo hay không, ít nhất trước khi rời tỉnh Yến, đỡ Lý Đinh Sơn lên làm một thị trưởng không phải là một việc khó khăn gì. Nếu Lý Đinh Sơn thật sự làm thị trưởng, chỉ dựa vào mạng lưới quan hệ của gã với truyền thông Bắc Kinh, cộng với mạng lưới quan hệ khác của gã, cho dù không có Tống Chiêu Độ hỗ trợ vẫn có thể vững vàng thăng tiến, cuối cùng ít nhất cũng có thể lên tới cấp phó chủ tịch tỉnh, thậm chí là chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên hết thảy những điều này phải dưới một điều kiện tiên quyết là, Lý Đinh Sơn nghe theo Tống Chiêu Độ an bài, tới huyện giao làm bí thư huyện ủy, trả lại công ty cho tòa soạn báo. Tuy nhiên theo tình cảnh hiện tại, trừ phi Lý Khai Lâm bị điều đi, văn bản phê duyệt đất không được phê chuẩn, bị dồn vào đường cùng thì Lý Đinh Sơn mới có thể hạ quyết định. Nếu hắn thực sự có năng lực âm thầm làm chuyện xấu, Hạ Tưởng không ngại làm một kẻ xấu xa, làm hỏng dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn này. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn thứ nhất là không có tiền, thứ hai là không có ảnh hưởng, chỉ nhỏ bé như một giọt nước mưa, không kích dậy nổi chút sóng gợn nào. Nên làm thế nào mới tốt? Hạ Tưởng khẽ gõ trán, càng nghĩ càng đau đầu. Hạ Tưởng, giám đốc Lý đi thành phố bảo, tối mới về, nói là cùng đi ăn với trưởng chi nhánh Lý. Đúng rồi, giám đốc Lý cố ý dặn cậu ở lại. Cổ Hợp từ trên lầu xuống, vẻ mặt hồ nghi đánh giá Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng giám đốc Lý rất ít khi chủ động cho Hạ Tưởng cùng đi tiếp khách. Bởi vì trước kia từng có 2 lần không thoải mái, kể từ đó giám đốc Lý không cho Hạ Tưởng tiếp khách nữa, lý do là Hạ Tưởng tính cách rụt rè, ít nói, khó cởi mở, không kết giao với khách lúc ăn uống. Nhất là Hạ Tưởng và Lý Khai Lâm còn có xung đột. Lý Khai Lâm là thần tài của công ty, không thể đắc tội được, sao giám đốc Lý lại đặc biệt dặn Hạ Tưởng ở lại để đi cùng. Thật sự là việc lạ. Hạ Tưởng thấy ánh mắt nghi ngờ của Cổ Hợp, cũng không giải thích, chỉ gật đầu cười. Được, không thành vấn đề. Trong mắt Cổ Hợp hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như suy nghĩ một chút, cuối cùng lại lắc đầu cười nói. Tối nay chúng ta cùng đi. Cổ Hợp quay người đi vào phòng của mình không ra, có lẽ là ngủ bù. Hạ Tưởng thầm suy tính xem tối nay sẽ ứng đối thế nào, đã thấy Văn Dương ra khỏi phòng, đi vào phòng trong, gõ cửa phòng Tiếu Giai. Tiếu Giai mở cửa, thấy là Văn Dương, trên mặt cô cười nhẹ, hỏi. Chuyện gì vậy sếp Văn? Ánh mắt cô mơ hồ đảo qua lại giữa hai người Văn Dương và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng làm bộ không thấy, nghĩ thầm rằng Tiếu Giai thật đúng là giỏi đóng kịch. Nhìn hai mắt cô tỏa sáng trông rất có vẻ tự nhiên. Hoặc có lẽ là do cô thích liếc mắt nhìn người nên khi lọt vào trong mắt đàn ông liền nghĩ rằng cô thích mắt qua mày lại với người khác. Có phải trước kia hắn cũng bị lối suy nghĩ theo thói quen này ảnh hưởng hay không? Có lẽ bởi không thích tính cách âm trầm của Văn Dương nên với Tiếu Giai vốn tới lui thân thiết với Văn Dương thì hắn cũng có phần coi thường hay không? Nhớ tới đêm qua ngủ chung phòng, thậm chí cùng giường với Tiếu Giai, ánh mắt Hạ Tưởng rơi xuống thân hình tuyệt mỹ của Tiếu Giai, bỗng nhiên cơ thể cảm thấy khô nóng. Tuổi trẻ đúng là thân thể dễ bị kích động, Hạ Tưởng nghĩ tới 12 năm sau của mình, tuy rằng vẫn thích mỹ nữ nhưng ít ra cũng không đến mức hơi động một tí là thân thể có phản ứng, quả thật là hại người. Văn Dương không nhìn ra Tiếu Giai có gì khác trước, liền nghiêm trang nói. Tôi tìm cô có việc, đến phòng làm việc của tôi một chút. Vâng,
Tiếu Giai lập tức đáp ứng, đi theo Văn Dương vào phòng làm việc của hắn, còn cố ý liếc Hạ Tưởng một cái, dừng ánh mắt trên mặt hắn chừng vài giây rồi nháy mắt với hắn, không hiểu là ám chỉ cái gì. Sau hơn 2 giờ, Tiếu Giai mới ra khỏi phòng Văn Dương. Trong thời gian đó, Văn Dương đi ra ngoài một lần chừng nửa giờ, dường như mua cái gì đó. Từ đầu tới cuối, Tiếu Giai đều ở trong phòng Văn Dương như trước, không biết hai người làm gì trong đó. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, chỉ luôn suy tính xem mục đích Lý Đinh Sơn cố ý nói hắn cùng tiếp khách là gì. Có lẽ là những lời hắn nói hôm qua đã động tới tâm sự của Lý Đinh Sơn, có khi Lý Đinh Sơn cũng đã nghe được Lý Khai Lâm sắp phải điều đi. Hết giờ làm việc buổi trưa, Văn Dương rời công ty trước tiên. Văn Dương vừa mới đi, Tiếu Giai liền ra khỏi phòng y, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén tới trước mặt Hạ Tưởng, chỉ vào phòng Cổ Hợp, hỏi nhỏ. Ngủ dậy chưa? Hạ Tưởng lắc đầu, Cổ Hợp chỉ nghe lời một mình Lý Đinh Sơn, toàn bộ công ty không ai quản được gã. Chỉ cần Lý Đinh Sơn không có nhà, gã sẵn sàng ngủ cả ngày mà không có ai quản cả. Tiếu Giai cầm một phong thư trong tay. Phong thư phồng lên, chứa một thứ gì đó. Cô cầm phong thư giơ nhoáng lên trước mặt Hạ Tưởng một cái, hếch mũi lên đắc ý nói. Con giấu công ty, đi mau, thừa dịp Văn Dương không có đây, chúng ta tìm một chỗ khác giấu, sau đó chúng ta sẽ biên thư một cách thần không biết quỷ không hay. Tôi tính kỹ rồi, Văn Dương viết thư là cho Ngân hàng Công Thương, chúng ta có thể viết thư cho Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Xây dựng, tùy tiện ngân hàng nào cũng được. Hạ Tưởng giật nảy cả mình, đè tay Tiếu Giai xuống, hạ giọng nói. Lá gan cô lớn nhỉ, đây là phạm tội, bị phát hiện sẽ vào tù. Sợ cô thật, mau trả con dấu trở về, coi như việc này chưa từng phát sinh. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Tưởng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiếu Giai ấn xuống dưới, vừa lúc đặt trên bụng cô. Tuy rằng cách một lớp áo nhưng mùa hè mặc áo mỏng như không có gì, chỗ đặt tay cảm giác bóng loáng mềm mại, từng đợt sóng nhiệt truyền đến. Hắn cảm thấy không ổn, muốn rụt tay lại thì lại bị Tiếu Giai nắm lấy tay. Hai người rằng co liền kéo áo phông của Tiếu Giai lộ ra một mảng da thịt trắng nõn gần thắt lưng. Rốn Tiếu Giai rất đẹp, tròn và lõm sâu, màu hồng hồng, trông như rốn trẻ con. Eo lưng cô trơn nhẵn, trắng như tuyết khiến người ta lóa mắt. Hạ Tưởng hơi dùng sức một chút, rời khỏi sự khống chế của Tiếu Giai, hai tay đặt trên bàn, mặt không đổi sắc, cũng không quay lại nhìn Tiếu Giai. Tiếu Giai oán trách nói. Nhát gan. Cũng không biết là cô nói chuyện con dấu hay ám chỉ điều gì khác. Không khí nhất thời có chút mờ ám khiến Hạ Tưởng vốn muốn nói mấy câu với Tiếu Giai cũng không biết bắt đầu thế nào. Hắn thầm cảm thán, Tiếu Giai quả nhiên lợi hại, cố ý mà như vô tình, hiểu cách tận dụng đầy đủ ưu thế bản thân, khiến người ta không thể nghiêm khắc nổi với cô. Tuy nhiên mặc kệ nói thế nào, khắc trộm con dấu là vấn đề lớn. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định khuyên Tiếu Giai từ bỏ. Hạ Tưởng vừa muốn mở miệng bỗng nghe tiếng Cổ Hợp truyền đến. Hạ Tưởng, trưa nay cùng ăn cơm nhé, tôi mời. Tôi nói này Tiếu Giai, cô và Hạ Tưởng thì thầm cái gì thế? Sao hai người đều đỏ mặt? Không đúng, tuyệt đối là có chuyện. Bề ngoài thì Cổ Hợp khá tùy tiện, gặp ai cũng trêu đùa nhưng kỳ thật cũng là một người có chủ kiến. Trong công ty, gã và Hạ Tưởng khá thân nhau, bởi vì Hạ Tưởng trẻ tuổi, hơn nữa lại lành tính. Cổ Hợp có một ưu điểm lớn nhất chính là trung thành, tuyệt đối trung thành với Lý Đinh Sơn. Bất cứ kẻ nào làm ra chuyện bất lợi cho Lý Đinh Sơn, chỉ cần bị Cổ Hợp biết, mặc kệ là ai, nhất định Cổ Hợp sẽ trở mặt với kẻ đó. Tiếu Giai vội vàng giấu con dấu ở phía trước người, cũng không quay lại, chỉ nói một câu. Tôi đi trước. Liền đó cô vội vàng chạy ra ngoài. Cổ Hợp nhìn bóng dáng Tiếu Giai, cười ha hả nói. Hạ Tưởng. Không phải là giữa cậu và Tiếu Giai phát sinh vấn đề gì đó chứ? Cậu xem cậu làm người ta đỏ mặt như quả táo chín kìa. Hạ Tưởng thầm ảo não, không ngờ Cổ Hợp xuất hiện khiến Tiếu Giai cầm con dấu ra khỏi công ty, vậy mà hắn lại không thể vạch trần. Hắn âm thầm lo lắng, chỉ hy vọng cô có thể suy nghĩ thông suốt đúng lúc, đừng làm ra việc gì ngu ngốc. Bị Cổ Hợp trêu ghẹo, Hạ Tưởng cũng cố ý đáp lại với giọng đùa cợt. Đừng nói lung tung Cổ Hợp. Tiếu Giai không coi trọng thằng nghèo như tôi đâu. Chẳng lẽ anh không phát hiện, ngày nào cô ta cũng ở cùng một chỗ với Văn Dương sao? Cổ Hợp bĩu môi. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi. Tiểu Hạ, anh nói thật với chú, nhìn qua giường như Tiếu Giai đi lại gần gũi với Văn Dương, mắt đi mày lại, kỳ thực không phải chuyện thật đâu.
con người Thiếu Giai tầm mắt khá cao, sẽ không coi trọng kẻ lòng dạ hẹp hòi như Văn Dương đâu. Hơn nữa theo anh thấy, Thiếu Giai không phải cố ý mắt qua mày lại với Văn Dương mà là trời sinh cô ta đã như thế. Có câu nói thế nào nhỉ, có người phụ nữ trời sinh quyến rũ, thích được đàn ông nhìn, bề ngoài rất sôi nổi, khá phóng đãng nhưng kỳ thật đó chỉ là cử chỉ bản năng của người ta, có lẽ trong lòng cơ bản không hề có ý quyến rũ ai cả. Một câu nói này lập tức khiến Hạ Tưởng nhìn Cổ Hợp bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ nha, Cổ Hợp nhìn như phóng túng nhưng thật ra ánh mắt sắc bén, lập luận sắc sảo. Hạ Tưởng nghĩ lại sau khi tái sinh, lại có ngày hôm qua tiếp xúc với Thiếu Giai, lúc này mới ý thức được có lẽ Thiếu Giai chính là cô gái trời sinh có bề ngoài quyến rũ, cũng không phải cố tình khiêu khích quyến rũ ai. Thì ra Cổ Hợp đã sớm nhìn ra điều này. Buổi trưa tùy tiện ra ngoài ăn với Cổ Hợp, chiều vừa tới công ty, Thiếu Giai liền mang theo một cái túi đi vào cửa, còn cố ý gật đầu cười với Hạ Tưởng, cũng không biết ẩn sau nụ cười đó là cái gì. Hạ Tưởng vốn muốn hỏi nhưng lại cố kìm tâm lý tò mò xuống. Kỳ thật quan hệ giữa hắn và Thiếu Giai còn chưa tốt tới mức có thể ảnh hưởng làm cô thay đổi chủ ý. Hơn nữa Thiếu Giai lại là một người có chủ kiến, việc cô đã quyết định sẽ không dễ thay đổi. Trong chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân là cô căm hận Văn Dương nói không giữ lời. Bình thường Văn Dương không tới, cho dù đến công ty cũng chỉ đến buổi sáng nhưng hôm nay lại khác, buổi chiều lại tới công ty. Càng khác thường nữa là vừa vào cửa, y liền nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, đến phòng tôi có chút việc. Hiện giờ công ty tới sát bờ vực đóng cửa, uy tín của Lý Đinh Sơn bị hạ thấp, Văn Dương là phó giám đốc, càng không ai coi y ra gì. Tuy nhiên bề ngoài vẫn phải khách khí một chút, Hạ Tưởng gật đầu, đi theo Văn Dương tới phòng của y. Văn Dương lấy tay chỉ sofa, ánh mắt đảo trên mặt Hạ Tưởng. Phát hiện vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong lòng y rất ngạc nhiên. Trước kia Hạ Tưởng vốn không hay nói, tuy nhiên dường như hôm nay thay đổi không ít. Trước kia không nói là bởi vì hướng nội nên trầm mặc ít lời, hiện tại nói không nhiều lắm là do trong lòng có tâm sự nên bất động thanh sắc. Hạ Tưởng ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phó giám đốc Văn tìm tôi có chuyện à? Văn Dương cầm một bản khai từ trên bàn làm việc, đưa cho Hạ Tưởng. Tôi có một người bạn chuẩn bị mở một siêu thị ở nút giao giữa đường Vành Đai 2 và phố Thiện Lương, tên là siêu thị Giai Gia. Bởi vì mới khai trương nên cần rất nhiều nhân viên công tác. Tôi cảm thấy cậu biết cách quan hệ, có thể nhận lời mời làm một nhân viên quản lý tầng trung. Hiện tại tương lai công ty không quá sáng sủa, cậu còn trẻ, ở mãi đây cũng không phải chuyện tốt, đúng không nào? Cậu thấy sao? Đầu óc Hạ Tưởng như nổ ầm, suýt nữa không tin vào tai mình. Không nghe nhầm chứ, là siêu thị Giai Gia. Trong lòng hắn vui mừng quá đỗi, không ngờ Văn Dương lại quen biết người sáng lập siêu thị Giai Gia, thật sự là một niềm vui to lớn bất ngờ. Khi siêu thị Giai Gia mới xây dựng ở thành phố Yến cũng không được người ta chú ý, nhưng chỉ sau vài năm, nó đã phát triển lớn mạnh nhanh chóng, liên tiếp mở ra 7-8 chi nhánh, trở thành chuỗi siêu thị cỡ lớn có hiệu quả và lợi ích tốt nhất thành phố Yến. Mấy siêu thị nổi tiếng của nước ngoài sau khi tiến vào thành phố Yến cũng không thể uy hiếp được siêu thị Giai Gia, cuối cùng bắt buộc phải thất bại toàn diện mà rút lui. Siêu thị Giai Gia một mình một đường, mãi cho tới năm 2010, siêu thị Walmart một tiến vào thành phố Yến mới hơi làm giảm xu thế khuếch trương của siêu thị Giai Gia. 1. Walmart, Walmart Store, Inc. NYSE, WMT, là một công ty công cổ phần công khai Mỹ. Hiện là một trong những công ty lớn nhất thế giới theo doanh số theo công bố của Fortune 500 năm 2007. Nó được thành lập bởi Sam Walton năm 1962, đã thành lập công ty ngày 31 tháng 10 năm 1969, và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán New York năm 1972. Đây là đơn vị tư nhân thuê nhân công lớn nhất thế giới và là đơn vị sử dụng nhân công công cộng và thương mại lớn thứ tư thế giới. Chỉ xếp sau Quân Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc, Cục Y tế Quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và ngành đường sắt Ấn Độ. Walmart là nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất Hoa Kỳ, với khoảng 20% doanh thu hàng tiêu dùng và tạp phẩm. Walmart cũng là công ty bán đồ chơi lớn nhất Hoa Kỳ với khoảng 45% doanh số tiêu thụ đồ chơi, vượt qua Toys R Us cuối thập niên 1990. Ở kiếp sau, bởi vì Hạ Tưởng thường đi siêu thị Giai Gia mua đồ, lại bởi vì quen một nhân viên tầng trung của siêu thị Giai Gia, nên cũng hiểu biết một ít quá trình phát triển của siêu thị Giai Gia. Thuở ban đầu, siêu thị Giai Gia gặp phải tình trạng khốn đốn vì thiếu tài chính,
thậm chí còn suýt nữa vì thiếu tài chính mà phải dừng xây dựng. Nếu đúng như Hạ Tưởng tính toán, lúc này siêu thị Giai Gia còn chưa được xây dựng, khẳng định là còn gặp phải vấn đề thiếu hụt lớn về tài chính. Nếu lúc này có một khoản tiền đầu tư vào, trở thành một trong những cổ đông của siêu thị Giai Gia, sau này muốn không giàu cũng khó. Đương nhiên, siêu thị Giai Gia đang trong bước gian nan, bề ngoài nhìn như Văn Dương hảo tâm giới thiệu việc cho hắn, kỳ thật là muốn mượn cơ hội đuổi hắn ra khỏi công ty. Trong lòng Hạ Tưởng căng thẳng, Văn Dương khẳng định là không có hảo tâm gì, tuy nhiên lúc này đột nhiên y đề xuất giới thiệu mình tới siêu thị Giai Gia làm việc, rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân gì? Là vì y phát hiện ra bí mật giữa mình và Tiếu Giai hay là vì y có ý tưởng khác? Chẳng lẽ là Văn Dương cũng biết Lý Đinh Sơn sẽ nhậm chức bí thư huyện ủy nên động tâm? Văn Dương rõ ràng đã sớm biết chuyện Lý Đinh Sơn có cơ hội nhậm chức bí thư huyện ủy, nhưng y biết rõ tính cách Lý Đinh Sơn, khẳng định sẽ không nghe theo sự an bài của Tống Chiêu Độ. Y đúng là rất quan tâm tới việc Lý Đinh Sơn có làm bí thư huyện ủy hay không. Bởi vì ở tỉnh đoàn, y đã là cán sự cấp trưởng phòng, nếu thực sự đi theo Lý Đinh Sơn tới huyện, làm một trưởng phòng nào đó hoặc làm chánh văn phòng huyện ủy cũng là bình thường. Có thực quyền tốt hơn nhiều so với làm một cán sự của tỉnh đoàn. Nhưng Lý Đinh Sơn vẫn không động, Văn Dương vẫn chưa hết hy vọng việc này, vừa lúc lại nghĩ tới biện pháp viết thư kiếm tiền. Sau khi kiếm lời một khoản lớn, tâm tư theo chính trị của y cũng phai nhạt rất nhiều. Không ngờ hôm qua bỗng nhiên nghe một bạn học nói, đêm qua Lý Đinh Sơn và Cao Hải cùng ăn tối, bạn cùng học đó cũng tham dự. Trong lúc nói chuyện, không ngờ Lý Đinh Sơn vô ý nói ra có ý muốn theo quan trường. Nghe bạn học nói vậy, Văn Dương lại liên tưởng tới mạng lưới quan hệ sau lưng Lý Đinh Sơn, lập tức tâm tư lại linh hoạt hẳn lên. Hạ Tưởng đoán không sai, Văn Dương này đúng là muốn đá Hạ Tưởng sang một bên, khiến hắn rời xa công ty. Nếu Lý Đinh Sơn thật sự quyết tâm làm bí thư huyện ủy, y có thể thuận thế đi theo Lý Đinh Sơn. Không có Hạ Tưởng bên người vướng bận, Lý Đinh Sơn cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác. Tuy rằng Văn Dương xem ra Hạ Tưởng căn bản không tạo thành uy hiếp gì với mình, nhưng làm việc tốt nhất phải tính chu toàn, cẩn tắc vô áy náy. Vì thế trải qua một phen suy tính kỹ càng, y mới giới thiệu công việc cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười lạnh trong lòng. Quả nhiên Văn Dương không để hắn thất vọng, Lý Đinh Sơn còn chưa mở miệng, y đã bố trí chu đáo chặt chẽ trước, muốn trước tiên đá hắn ra ngoài. Văn Dương không biết rằng, hiện tại Hạ Tưởng đã không còn là Hạ Tưởng trước kia để mặc cho người ức hiếp nữa. Nếu không trải qua 12 năm trước khi tái sinh, hắn sẽ thật sự bị vẻ mặt thân thiết tươi cười của Văn Dương lừa gạt, có khi còn cảm động rơi nước mắt, chạy thật nhanh tới siêu thị Giai Gia. Thấy trong mắt Văn Dương hiện lên vẻ tinh danh và đắc ý, Hạ Tưởng thở ra một hơi, kìm nén sự chán ghét trong lòng, cầm lấy bản khai trên tay, nhìn qua vài lần, cười nói. Cảm ơn Phó Giám Đốc Văn. Phó Giám Đốc Văn quả là một người tốt, tôi sẽ điền vào biểu mẫu này, tranh thủ nhanh chóng tới siêu thị Giai Gia báo tin. Văn Dương thân thiết vỗ bả vai Hạ Tưởng, nói. Vậy là được rồi, người trẻ tuổi, ánh mắt phải nhìn lâu dài một chút, trời đất bên ngoài vẫn còn rộng lớn lắm. Đừng cảm ơn tôi, dù gì cũng là đồng nghiệp, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Còn nữa, phải nhanh một chút, nghe nói bọn họ cần người rất gấp. Tốt nhất sáng mai tới luôn đi, nói tên tôi ra, xếp một vị trí tốt là không thành vấn đề. Quả thực là khẩn cấp muốn đuổi hắn ra khỏi công ty. Hạ Tưởng cố kìm lửa giận trong lòng, cầm bản khai trong tay, đột nhiên hỏi. Việc này trước tiên có cần phải nói với Giám đốc Lý một chút không? Văn Dương sửng sốt, sắc mặt cứng lại, trong lòng mắng thầm, mày ngu thật hay giả ngu? Tao là phó giám đốc, sao có thể kể cho Lý Đinh Sơn biết chuyện mình tự đào tường của công ty chứ? Đây không phải là tự tát vào mặt sao? Y hơi đổi sắc mặt, lại nói với vẻ thần bí. Việc này không nên chậm trễ. Hạ Tưởng, nghe tôi nói đi, trước hết báo danh, sau khi sự tình đã định thì nói với Giám đốc Lý cũng không muộn. Đến lúc đó Giám đốc Lý còn có thể ngăn cậu lại sao? Cậu xem hiện tại công ty lâm vào tình huống này, đến tôi còn không có tin tưởng, cậu mỗi ngày ngồi đây làm gì? Thanh niên ai không suy tính cho tiền đồ của mình, tôi cũng là thấy cậu thành thực tin cậy mới giúp cậu một chút. Nếu cậu cảm thấy tôi làm điều thừa, vậy cứ coi như tôi chưa nói lời này. Hạ Tưởng vẻ mặt áy náy, cúi đầu, dùng mũi chân vẽ hai vòng trên mặt đất, nói. Rất xin lỗi Phó Giám Đốc Văn, sếp đừng trách tôi. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật, lập tức điền vào bản khai, ngày mai tới báo tin. Văn Dương hài lòng gật đầu.
Như vậy mới đúng, chú ý giữ bí mật. Công việc này rất cạnh tranh đó, nghe nói lương tháng 1.500 tệ. Ở năm 1998, lương bình quân tháng của thành phố Yến chỉ là 300.500 tệ, 1.500 tệ tuyệt đối là lương cao. Hạ Tưởng vẻ mặt thành khẩn nói. Đa tạ phó giám đốc Văn, tôi sẽ nhớ kỹ sự giúp đỡ này. Có rảnh nhất định mời sếp ăn cơm. Chờ Hạ Tưởng rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt Văn Dương lập tức biến mất không còn, trên mặt hiện lên thần sắc đắc ý giạt rào. Một thằng danh ngu ngốc, cho mày cái hố mày còn tưởng là chỗ tốt liều mạng nhảy vào. Nếu thật sự ngã chết thì đừng trách người khác, phải tự trách mình quá ngu ngốc. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Tiếu Giai, tâm tình vui vẻ của Văn Dương lập tức trốn sạch không còn một mảnh. Tiếu Giai như một chiếc bánh bao mới ra lò còn nóng hổi, sạch sẽ thơm tho, xinh đẹp, đáng tiếc là hiện tại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hơi tiếp cận một chút sẽ nóng bỏng mồm. Văn Dương trái lo phải nghĩ một phen, cảm thấy không thể để tiện nghi cho Tiếu Giai như vậy. Ở thành phố Yến, Tiếu Giai không quen không thân ai, cho dù hắn cưỡng ép, sau đó ném cho mấy vạn tệ, chẳng phải là thừa sức bịt mồm lại sao? Văn Dương âm trầm sắc mặt, nhe răng cười độc ác. Hạ Tưởng trở lại chỗ ngồi, điền vào biểu mẫu xong liền đặt xuống, đã thấy Văn Dương gõ cửa phòng Tiếu Giai. Tiếp đó Tiếu Giai đi theo Văn Dương vào phòng làm việc của y, vừa mới đóng cửa không lâu, chợt nghe bên trong truyền tới tiếng người cãi nhau kịch liệt. Không phải Tiếu Giai lén khắc con dấu bị Văn Dương phát hiện chứ? Hạ Tưởng đang muốn đứng dậy xem rốt cuộc là chuyện gì thì Cổ Hợp đã ở trên lầu dậm chân mấy cái, hô to. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Muốn ầm ĩ thì ra ngoài mà đi, đừng có ở trong này ảnh hưởng tới người khác. Cổ Hợp kêu lên khiến bên trong im lặng, sau một lát, Văn Dương vẻ mặt xanh mét từ trong đi ra, thở phì phì đóng sập cửa lại. Tiếu Giai thì sắc mặt không đổi từ trong đi ra, thấy Cổ Hợp ở đó, cũng không đi tới mà chỉ lặng lẽ mỉm cười với Hạ Tưởng, còn vụng trộm làm một tư thế ok. Cổ Hợp phát hiện điều gì đó, nhìn Hạ Tưởng rồi lại nhìn Tiếu Giai, bật cười ha hả. Có phải ngại tôi làm kỳ đà cản mũi hay không? Hạ Tưởng, cẩn thận một chút, Tiếu Giai thật sự lợi hại đó, là một người không bao giờ chịu thiệt đâu. Tiếu Giai lạnh lùng nói. Đừng có mà nói bậy trước mặt người ta. Rất nhanh tới lúc hết giờ, Cổ Hợp lại gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn, sau đó xuống lầu nói với Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn đang chờ họ ở Sở Phong Lâu. Sở Phong Lâu ở phía Bắc Đại Lộ Bằng Hiếu, là trung tâm ẩm thực được quy hoạch của thành phố Yến vào năm 2000, tuy nhiên hiện tại đoạn đường này vẫn còn khá lạnh lùng, chưa ra hình ra hồn gì cả, mới chỉ có 2-3 khách sạn, nhà hàng. Hạ Tưởng và Cổ Hợp chạy tới nơi vừa đúng 7 giờ tối, lẽ ra đúng giờ ăn cơm là tấp nập nhất. Tuy nhiên trước cửa Sở Phong Lâu lại có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có 2-3 chiếc xe đang đỗ. Tiểu thư đón khách mặc áo sườn xám xẻ tà cao cao uể oải đứng giữa cửa, ngẩng đầu nhìn trời sao. Lý Đinh Sơn ở căn phòng trên lầu 2. Khi Hạ Tưởng và Cổ Hợp tới, trong phòng chỉ có một mình Lý Đinh Sơn đang hút thuốc. Vẻ mặt gã tiều tụy, tóc rối bời, trông cực kỳ mệt mỏi. Hạ Tưởng vừa nhìn đã thấy động tâm. Nói vậy hôm qua gã đi gặp Cao Hải cũng không được chuyện gì tốt. Nếu không có chuyện tốt, vậy có lẽ đã xảy ra vấn đề. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Quả nhiên vừa thấy mặt Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn liền mở miệng hỏi. Chuyện Lý Khai Lâm phải điều đi có thể tin được bao nhiêu phần? Lý Đinh Sơn nóng nảy, sự tình không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, vẫn đúng như quỹ đạo đã tính trước. Trong trí nhớ của Hạ Tưởng, sau khi Lý Khai Lâm điều đi không tới nửa tháng, công văn phê duyệt đất tới tay, chỉ tiếc rằng lúc đó Lý Đinh Sơn đã không có tài chính để làm. 80%. Kỳ thật chuyện Lý Khai Lâm điều đi là chắc chắn, hiện tại chi nhánh ngân hàng hẳn là đã có công văn, chỉ chờ tới thời cơ là tuyên bố. Lý Đinh Sơn quá biết chế độ chính sách, chỉ có điều quan tâm quá sẽ bị loạn, muốn nắm lấy cây rơm cứu mạng cuối cùng. Hạ Tưởng lại muốn rút nốt cây rơm này của Lý Đinh Sơn, làm cho gã mau chóng tắt hết hy vọng. Phê duyệt đất còn chưa thông qua, Cao Hải nói phải đệ trình lần nữa. Cho dù có anh ta ở giữa Chu Toàn, mau chóng trình thị trưởng thẩm tra thì cũng phải một tháng sau mới có kết quả. Nếu vậy trước khi Lý Khai Lâm điều đi, phải tìm kiếm nguồn đầu tư càng sớm càng tốt mới được. Hạ Tưởng, cậu có ý tưởng gì không, nói nghe một chút. Hạ Tưởng liếc Cổ Hợp một cái. Cổ Hợp đang cầm ấm trà rót nước cho Lý Đinh Sơn, trong ánh mắt không che giấu nổi vẻ kinh ngạc,
hiển nhiên là không ngờ Lý Đinh Sơn lại trịnh trọng trưng cầu ý kiến Hạ Tưởng. Theo cổ hợp nghĩ, Lý Đinh Sơn tìm Hạ Tưởng tới ăn cơm chỉ là vì muốn có thêm người tiếp khách, nhưng thật không ngờ đúng là Lý Đinh Sơn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Hạ Tưởng. Giám đốc Lý, xin thứ cho tôi nói thẳng, dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn hiện tại đang gặp cửa ải khó khăn rất lớn. Cho dù có thể triển khai, tìm được tài chính, tôi cảm thấy tương lai cũng không quá tốt, về sau không chừng còn có thể lâm vào khốn cảnh hơn nữa. Không bằng hiện tại thu tay lại còn kịp. Hạ Tưởng cũng không khách khí, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình, không muốn cho Lý Đinh Sơn một tia hy vọng. Bởi vì hắn hiểu, Lý Đinh Sơn hy vọng càng cao thì cuối cùng thất vọng sẽ càng lớn. Giao sắc chặt đay rối là một loại dũng khí, cũng là một loại trí tuệ. Lý Đinh Sơn dường như lập tức già đi rất nhiều, ngồi co rút trên ghế, khoát tay nói. Thu tay lại, thu như thế nào, bỏ như thế nào, hiện tại tôi đã không còn đường rút lui. Nơi này không có người ngoài, tôi xin lớn mật nói một câu. Hạ Tưởng nhìn cổ hợp bên cạnh, khẽ mỉm cười nói. Lần trước tôi có nghe cổ hợp nói, mạng lưới quan hệ của giám đốc Lý rất rộng, có bạn học cũ là quan lớn ở tỉnh. Có lẽ theo chính trị là một lựa chọn không tồi. Với mạng lưới quan hệ của giám đốc Lý, một khi tiến vào quan trường, không tới vài năm sẽ là một thị trường. Rất nhiều việc của Lý Đinh Sơn đều là do cổ hợp lộ ra. Kỳ thật cổ hợp cũng hy vọng Lý Đinh Sơn có thể đi theo chính trị. Dù sao ở cơ quan chính phủ, cho dù thu nhập có thấp một chút nhưng ít nhất gã cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Là người tâm phúc bên cạnh bí thư huyện ủy, cho dù chỉ là một lái xe cũng sẽ có rất nhiều người nịnh bợ. Nhà cổ hợp ở nông thôn, càng có xu hướng ham thích quyền lực. Tuy nhiên trình độ và tầm nhìn của gã có hạn, rất nhiều việc không thể nhìn thấu được, cũng không dự tính trước được, chỉ mù quáng đi theo Lý Đinh Sơn, sẽ không ảnh hưởng tới ý tưởng của Lý Đinh Sơn. Bị ánh mắt của Hạ Tưởng ám chỉ, cổ hợp hiểu ý hôm nay là cơ hội hiếm có, gã cũng kiên trì nói theo Hạ Tưởng. Đúng vậy, tôi cũng biết giám đốc Lý có quan hệ tốt như vậy mà không tận dụng, thật là đáng tiếc. Tôi có một chiến hữu là lái xe cho một chủ tịch xã, lương tháng chỉ 150 tệ nhưng vinh váo vô cùng, như thể chính hắn là một quan lớn vậy, mỗi lần tôi trở về đều khoác lác trước mặt tôi. Lý Đinh Sơn khoát tay ngắt lời cổ hợp. Cổ hợp đừng nói nữa, nghe Hạ Tưởng nói. Triều Độ đã nói chuyện này với tôi, để anh ta ra mặt tác động, cho tôi tới huyện giao làm bí thư huyện ủy. Bởi vì tôi có quan hệ với tỉnh ủy, cấp bậc và kinh nghiệm đều đủ, anh ta tác động cũng không khó khăn. Đi theo chính trị cũng không phải là không thể, tuy nhiên hiện tại tình huống có chút phức tạp, không phải một hai câu là có thể nói được rõ ràng. Hơn nữa cho dù làm bí thư huyện ủy thì cũng có thể vài năm sau lại bị gạt sang một bên không dùng đến, bị đẩy tới một bộ môn dâu ria nào đó dưỡng lão. Hạ Tưởng biết Lý Đinh Sơn lo lắng cái gì. Lý Đinh Sơn khẳng định đã biết Tống Chiêu Độ sắp sửa thất thế, mà hiện tại Tống Chiêu Độ vội vã an bài Lý Đinh Sơn làm bí thư huyện ủy, chỉ sợ cũng là kết quả thỏa hiệp chính trị. Tống Chiêu Độ làm thường vụ tỉnh ủy 3 năm, muốn gã đi xuống, đối thủ ít nhiều cũng phải trả giá một chút. Cho nên Tống Chiêu Độ nhân cơ hội đề xuất an bài một vài người nhà, đối thủ cũng không dám quá đắc tội hắn, hơn nữa chẳng qua chỉ là cán bộ cấp huyện, khẳng định sẽ vui vẻ tặng một nhân tình. Đương nhiên ý tưởng của Tống Chiêu Độ đã tính đến khả năng nếu chẳng may không có cơ hội quật khởi thì dựa vào mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, sau vài năm cũng có thể leo lên tới hàng ngũ cán bộ cao cấp của tỉnh, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tuy nhiên nghĩ vậy nhưng trong lòng gã vẫn lo lắng, dù sao đối thủ của gã cũng là bí thư tỉnh ủy, Lý Đinh Sơn chỉ cần ở tại tỉnh Yến một ngày, dưới sự áp chế của bí thư tỉnh ủy, lập tức không có cơ hội để trở mình. Điều khiến Tống Chiêu Độ an tâm nhất chính là việc Lý Đinh Sơn là người của tòa soạn báo cấp quốc gia. Người ủng hộ sau lưng Lý Đinh Sơn tại tòa soạn báo ít nhất cũng là phó tổng biên tập. Có tầng quan hệ như vậy, cho dù đường đường bí thư tỉnh ủy cũng phải kiêng kỵ ba phần, không dám quá mức khó xử Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn không ở quan trường, nhưng tòa soạn báo cấp quốc gia của gã cũng có nhiều điểm chung với quan trường, đương nhiên gã hiểu rõ tâm tư của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng cân nhắc từ ngữ, quyết định nhân cơ hội này đánh mất sự e dè trong lòng Lý Đinh Sơn. Giám đốc Lý, công ty chúng ta là công ty nhà nước, là công ty con của tòa soạn báo, hiện tại sự phát triển đang ở thời kỳ mấu chốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể vận động tới trình độ này, có thể đạt được ý đồ ký kết hợp tác với ngân hàng,
có thể khiến Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý phê cấp mảnh đất tấc vàng ở quảng trường ga cho chúng ta thì giám đốc Lý đã làm ra thành tích mà rất nhiều người không thể tin nổi. Nếu trả lại tòa soạn báo phần thành tích này, khẳng định lãnh đạo tòa soạn báo sẽ vô cùng cao hứng, ảnh hưởng của thất bại từ khoản kinh doanh thứ nhất sẽ giảm tới mức thấp nhất, cũng bởi vậy mà tòa soạn báo sẽ đối đãi với giám đốc Lý bằng con mắt khác. Lý Ninh Sơn biến sắc, nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, nói tiếp. Nhưng nếu hiện tại giám đốc Lý không buông tay, tiếp tục kinh doanh công ty, nếu chẳng may tài chính và đất đai xảy ra vấn đề, trách nhiệm sẽ phải do giám đốc Lý gánh vác. Nếu thật sự qua được cửa ải khó khăn của tài chính và phê duyệt đất, dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn triển khai thành công, chính thức đưa vào hoạt động, vậy tiếp theo sẽ có hai khả năng. Thứ nhất là tương lai không tốt, không kéo được khách tới quảng cáo, lợi nhuận không đủ để duy trì hoạt động bình thường, lúc này tòa soạn báo sẽ có người nói này nói nọ, hoài nghi năng lực của giám đốc Lý. Bấy giờ chỉ sợ ngay cả khoản kinh doanh đầu tiên thất bại cũng sẽ quy kết cho giám đốc Lý vì là lãnh đạo phải gánh trách nhiệm chủ yếu. Nếu thật sự có ngày như vậy, giám đốc Lý tiến không được, lui không được, mới chân chính là đâm lao phải theo lao. Lý Đình Sơn uống một ngụm nước, sắc mặt biến đổi mấy lần, biểu hiện nội tâm bất an mãnh liệt. Đương nhiên còn một tình huống là tương lai tốt, dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn kiếm được rất nhiều tiền, mang tới hiệu quả kinh tế và lợi ích cho tòa soạn báo. Ở tình huống này, giá trị của giám đốc Lý cũng sẽ tăng lên rất nhiều tại tòa soạn báo, nếu lại được lãnh đạo thưởng thức, đến Bắc Kinh làm một phó tổng biên tập hoặc thậm chí là một phó giám đốc đài cũng không phải nói chơi. Hạ Tưởng phân tích đầy đủ. Hắn tin tưởng Lý Ninh Sơn hiểu được lời hắn ám chỉ. Nếu thật sự tương lai tốt, ở tòa soạn báo sẽ có người đỏ mắt, sẽ có người tới hái đào tranh công, đến lúc đó Lý Ninh Sơn sẽ bị gọi về Bắc Kinh, đổi một người tới kinh doanh công ty. Lý Đinh Sơ cóp cho cọp nó sơi. Bởi vậy ý tứ ngầm của Hạ Tưởng chính là mặc kệ kết quả thế nào thì Lý Đinh Sơn cũng sẽ không nhận được thứ mình muốn. Không thể nói Lý Đinh Sơn hoàn toàn không suy tính các loại khả năng. Nhưng dù sao gã cũng là người trong cuộc, không thể nhìn rõ được như Hạ Tưởng là kẻ ngoài cuộc. Huống chi, Hạ Tưởng lại hơn 12 năm tái sinh, hiểu biết về thế sự không hề thua kém Lý Đinh Sơn chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Điều hòa trong phòng bật rất mạnh, Hạ Tưởng cảm thấy mát rượi, thậm chí còn hơi lạnh. Nhưng Lý Đình Sơn thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, như thể muốn phát hiện thứ gì đó trên mặt hắn. Trên mặt cổ hợp không chút che giấu vẻ tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, dường như không nhận ra Hạ Tưởng nữa, trong ánh mắt cổ quái còn có thêm vài phần dò xét và khẩn trương. Hạ Tưởng chậm rãi uống nước, trà hoa cúc không cho thêm đường, sau khi vào mồm thấy hơi chát. Lúc này chỉ sợ trong lòng Lý Đinh Sơn cũng là chua xót khôn kể. Nhưng không có chua xót sao có thể biết ngọt lành. Không nói trong lòng Lý Đinh Sơn dậy sóng như thế nào, khó tin nhìn Hạ Tưởng, kẻ mà trước kia chỉ nói ba câu cũng khó khăn. Ngay cả cổ hợp cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ Hạ Tưởng vốn trông rất bình thường nhưng đến thời điểm mấu chốt lại có thể nhìn sự việc thấu triệt đến như vậy. Trừ việc giật mình và bội phục, cổ hợp chỉ cảm thấy không bằng người ta. Tuy y không quá hiểu được Hạ Tưởng đang nói vòng vo cái gì nhưng cũng nghe rõ một việc, Hạ Tưởng đang khuyên Lý Đinh Sơn buông tay, nghe theo sự khuyên bảo của Tống Chiêu Độ mà đi theo con đường chính trị. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Lý Đinh Sơn làm quan, y là lái xe cũng có thể được thơm lây, cũng là việc mà y rất vui vẻ nếu được thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều không nói lời nào, Hạ Tưởng uống trà, Lý Đinh Sơn cúi đầu không nói, cổ hợp nhìn quanh. Hết nhìn Hạ Tưởng lại nhìn Lý Đinh Sơn, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên đúng lúc đó một giọng nói khàn khàn đánh vỡ sự im lặng. Sao hôm nay giám đốc Lý lại tìm tới nơi hoang vắng này? Sở Phong Lâu, chưa từng nghe tới nha, làm tôi khó tìm quá. Một người đàn ông trung niên dáng người trung bình, tai to mặt lớn, đi vào. Người này chỉ cao chừng 1m6, trên người mặc một chiếc áo phông màu sẫm. Bởi vì quá béo nên không thể cắm thùng được. Đành phải tùy tiện thả áo ngoài quần. Mặc dù vậy bụng y vẫn có vẻ rất to, như thể phụ nữ có bầu 8 tháng vậy. Kiếp trước từ sau khi rời khỏi công ty, Hạ Tưởng không hề gặp lại Lý Khai Lâm. Hôm nay gặp lại, có thể xem như gặp lại sau 12 năm. Nhớ tới lần trước Lý Khai Lâm lăng nhục mình, trong lòng hắn mơ hồ có chút không thoải mái, tuy nhiên vẫn bình tĩnh đứng lên lễ phép nói. Chào trưởng chi nhánh Lý. Lý Khai Lâm vừa thấy Hạ Tưởng liền sửng sốt. Lập tức mở rộng miệng cười. Tôi còn tưởng là ai,
hóa ra là cậu sinh viên mắc cỡ của chúng ta ở đây. Dù thế nào hôm nay cũng phải uống vài chén rượu chứ nhỉ? Hạ Tưởng chỉ cười nói. Trưởng chi nhánh Lý uống bao nhiêu thì tôi uống bấy nhiêu. Lý Khai Lâm không tin vào tai mình, vỗ vai Hạ Tưởng nói. Nói ra thì đừng nuốt lời, nếu cậu không uống thì sao? Hạ Tưởng cười với Lý Đinh Sơn, lại nhìn Cổ Hợp nói. Giám đốc Lý ở đây, Cổ Hợp cũng ở đây, tôi sẽ đấu rượu với trưởng chi nhánh Lý, xem tôi có phải mạnh mồm hay không. Lý Khai Lâm cười ha hả, đưa cho Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp mỗi người một điếu thuốc, tự ngồi xuống cạnh Hạ Tưởng, nắm chặt tay hắn nói. Nói hay lắm, hôm nay ai nói mà không làm chính là con chó. Tuy rằng Lý Khai Lâm là một trưởng chi nhánh ngân hàng nhưng không có văn hóa gì, xuất thân là bộ đội, lươn lẹo lăn lộn ở ngân hàng vài năm, thường xuyên ăn nói thô tục. Lý Đinh Sơn nhìn ra được hôm nay Hạ Tưởng cố ý chơi Lý Khai Lâm, vốn định ngăn cản nhưng nghĩ ra khả năng Hạ Tưởng có ý đồ khác liền nói vun vào. Nếu hai người muốn đấu rượu, thắng thua tự chịu, ai gục phải tự mình trở về. Cổ Hợp muốn khuyên ngăn Hạ Tưởng lại bị Lý Đinh Sơn nháy mắt ngăn lại, liền tận theo nói. Không sao đâu, ai sai tôi phụ trách cõng về. Lý Khai Lâm không để ý tới Cổ Hợp, đặt mấy cái chén trước mặt hai người, hỏi. Cách giải quyết như thế nào? Hạ Tưởng không cam lòng yếu thế. Trưởng chi nhánh Lý định đoạt, tôi nghe theo. Vẻ trấn tĩnh và tự tin của Hạ Tưởng khiến Lý Khai Lâm mơ hồ có chút không vui. Theo y thấy, Hạ Tưởng chỉ là một thằng trẻ danh, sinh viên thì có năng lực gì chứ? Chẳng phải là bị y bóp mũi sao? Nếu thật sự làm việc dưới tay y không đùa hắn chết mới là lạ. Vốn xuất thân quân ngũ, tính cách Lý Khai Lâm vừa có sự tự tin mãnh liệt lại vừa có tự ti rất sâu. Y luôn cảm thấy mặc dù sinh viên có bằng cấp cao nhưng sinh viên đều là được nuông chiều từ bé, không chịu được gian khổ, chẳng được tích sự gì. Nhưng chính sách của Trung ương càng ngày càng quy định rõ, về sau phân công cán bộ phải có bằng đại học chính quy. Điều này làm cho Lý Khai Lâm cảm thấy cực kỳ mất mát, tiến tới hình thành tâm lý cực kỳ so bì. Mấy thủ hạ của y là sinh viên tốt nghiệp đều bị y nhìn không vừa mắt, phạt họ tới mấy bộ môn vất vả nhất nhưng lương lại thấp nhất. Cho nên chỉ tiếp xúc với Hạ Tưởng vài lần nhưng y đã thấy Hạ Tưởng không vừa mắt, mấy lần đều muốn làm nhục Hạ Tưởng. Dù sao Lý Đinh Sơn đang muốn moi tiền từ chỗ y, nếu không có y gật đầu thì Lý Đinh Sơn không thể triển khai được dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn. Lý Khai Lâm muốn thu thập một thằng lính quèn của Lý Đinh Sơn còn có thể có ý kiến gì chứ? Hôm nay vừa thấy bộ dạng ông cụ non của Hạ Tưởng, dám chính diện đấu với mình, trong lòng Lý Khai Lâm rất bất mãn nhưng trên mặt vẫn tươi cười, chỉ có ánh mắt là có ý hung ác. Tôi định đoạt, cậu đừng hối hận. Y lấy hai bình rượu trắng, lại thêm mỗi người hai chai bia. Một kẹp hai, thế nào? Một kẹp hai chính là cứ một chai rượu trắng uống cùng một chai bia. Hạ Tưởng lấy một cái bát lớn, đầu tiên là rót nửa bát bia, sau đó lại lấy ra một cái chén nhỏ, rót đầy rượu trắng, rồi thả cái chén vào trong vào bát to, nói. Đừng uống bia nguyên, cứ trực tiếp uống hỗn hợp, cái này gọi là ngư lôi. Lý Khai Lâm khẽ biến sắc mặt. Được đó Hạ Tưởng, không ngờ đó. Hóa ra trước kia cậu vẫn ẩn nấp quá sâu không lộ ra. Lý Đinh Sơn đoán được dụng ý của Hạ Tưởng, liền cố ý khuyên. Hạ Tưởng đừng làm càn, rượu trắng trộn bia uống dễ say lắm. Trưởng chi nhánh Lý lớn tuổi hơn cậu, uống nhiều dễ gây tổn thương thân thể, không tốt. Lý Khai Lâm sao chịu thua chứ? Hạ Tưởng dám công khai khiêu chiến quyền uy của y, khiến y căm hận khó tiêu, quyết tâm uống cho Hạ Tưởng gục tại chỗ mới chịu. Lời Lý Đinh Sơn vừa nói như lửa đổ thêm dầu, y lập tức đỏ mặt tía tai, đập bàn kêu lớn. Giám đốc Lý, nếu anh nể mặt tôi thì đừng khuyên tôi. Tôi thật sự muốn xem một thằng trẻ danh mà cũng dám đấu rượu với tôi. Phản rồi. Bộ dáng của hắn đúng là đỏ mặt tía tai. Lý Đinh Sơn cười không nói gì, Cổ Hợp thấy Lý Khai Lâm ăn nói khó nghe, trong lòng không thoải mái, cũng khoanh tay xem náo nhiệt. Hạ Tưởng không sợ Lý Khai Lâm làm loạn. Nếu đã nói tới mức này rồi, hắn cũng không cần phải khách khí, liền nâng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, buông chén nói. Mạnh mồm chẳng ích gì, uống rượu mới biết công phu thật. Một bát được gọi là thủy lôi này chứa chừng nửa chai bia và ba chén rượu trắng. Ở kiếp sau, bởi vì thành lập công ty nên phải giao tiếp với đủ hạng người từ công thương thuế vụ, v.v. Hạ Tưởng đã luyện được một tửu lượng rất tốt,
cho dù thêm nửa chai rượu trắng và 4-5 chai bia cũng không thành vấn đề. Hiện tại lại là giai đoạn thân thể ở trạng thái tốt nhất, hắn tự tin sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lý Khai Lâm không chịu thua, cũng uống một bát thủy lôi cạn sạch, sau đó nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, nói. Thế nào, còn loại gì nữa cứ tiếp tục mang ra đi, tôi tiếp tới cùng. Hạ Tưởng không nói nhiều, gọi nhân viên phục vụ mang một cái cốc lớn, đổ toàn bộ chai bia vào, sau đó lấy một cái chén to bằng 3 cái chén thường, rót đầy rượu trắng vào, thả cả chén vào trong cốc, nói. Cốc này gọi là tàu ngầm hạt nhân. Nói xong, hắn cầm cốc lên, ngửa cổ uống, nháy mắt uống cạn sạch. Lý Khai Lâm trầm mặt xuống. Còn tàu ngầm hạt nhân, có tàu vũ trụ tôi cũng không sợ. Y cũng điều chế một cốc, nghiêm túc uống cạn sạch. Hai cốc rượu hỗn hợp vào bụng, Hạ Tưởng chỉ cảm thấy trong bụng như sông cuộn biển gầm, dạ dày co thắt lại, suýt nữa thì phun ra. Hắn thầm kêu nguy hiểm, xem ra thân thể này vẫn yếu hơn một chút so với tưởng tượng, cũng có thể là còn chưa hoàn toàn thích hợp với rượu. Hạ Tưởng khó chịu, Lý Khai Lâm còn khó chịu hơn. Y cưỡng chế vài lần mới đè ép được thứ gần như đã vọt tới cổ họng. Hiện tại không thể phun, nếu phun chẳng khác nào thua thằng danh kia. Nếu thật sự thua Hạ Tưởng, y cảm thấy còn khổ hơn là bị giết. Hôm nay Lý Khai Lâm biết rõ là Hạ Tưởng cố tình chơi mình để rửa lại sỉ nhục lúc trước. Lý Khai Lâm đứng lên, hơi lảo đảo nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Chú nhóc, còn bản lĩnh nào nữa thì cứ mang ra. Tôi mà nói nửa chữ sợ thì tôi là đồ chó đẻ. Hạ Tưởng chỉ đồ ăn trên bàn hỏi. Trưởng chi nhánh Lý có cần phải ăn mấy món để đổ bê tông trước không? Lý Khai Lâm giơ đẩy tay Hạ Tưởng ra. Ăn cái rắm, uống. Hôm nay cậu không uống chết ở đây thì đừng nghĩ ra khỏi cửa này. Hạ Tưởng cười lạnh. Trưởng chi nhánh Lý ăn to nói lớn thật, tốt nhất là nên tiết kiệm sức lực để dùng uống rượu. Lý Khai Lâm giận dữ, giơ tay tóm lấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng và khéo léo tránh thoát, lại lấy một chai rượu trắng, rót chừng nửa cân rượu bằng 250ml lại đặt một chén bia nhỏ vào trong cốc rượu trắng. Giơ lên trước mặt Lý Khai Lâm. Cốc này gọi là tửu trung tiên. Chúng ta làm một trận, ai không uống chính là đồ khốn khiếp. Uống, ông mày sợ chó gì? Mẹ mày, dám chơi ông à, mày là cái gì chứ? Lý Khai Lâm có men say, hùng hùng hổ hổ rót nửa cân rượu trắng, cũng không chịu thua kém thả một chén bia vào, sau đó giơ cốc lên cùng với Hạ Tưởng. Chạm cốc là phải tới. Mặc kệ có phải là người hay không. Có phải đàn ông hay không, là chó đẻ hay là khốn khiếp? Hạ Tưởng không thèm để ý tới những lời tục tĩu của y, chỉ trầm mặt nói. Xin kính trước, uống một hơi nửa cân rượu trắng, cho dù là ai cũng không chịu nổi. Hạ Tưởng cảm thấy dạ dày như thể một cái nồi áp suất, toàn thân khó chịu. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Lý Khai Lâm cũng nghiến răng uống hết nửa cân rượu trắng, ánh mắt đỏ ngầu, cũng biết là y đang rất khó chịu. Trưởng chi nhánh Lý tửu lượng cao thật, quả nhiên lợi hại, tôi xin bái phục. Tuy nhiên tôi cũng không rõ, trưởng chi nhánh Lý đối nhân xử thế hào phóng, tửu lượng cao, sao còn không lên tới sở giao dịch ngân hàng làm lãnh đạo. Hạ Tưởng thấy Lý Khai Lâm lảo đảo sắp ngã, biết y không kiên trì được lâu. Người bình thường không chịu nổi lực sát thương của hỗn hợp rượu trắng trộn bia. Lý Khai Lâm vốn bị Hạ Tưởng làm cho nổi giận lôi đình, hiện tại lại bị men rượu nên suy nghĩ cũng mất tỉnh táo. Vừa nghe Hạ Tưởng đá đều như vậy, lập tức mất lý trí quát lớn. Mày là cái chó gì mà dám ăn nói với tao như vậy? Nói cho mày biết, Hạ Tưởng, tao muốn thu thập mày chẳng khác gì thu thập một con kiến. Cho dù Lý Đinh Sơn muốn bảo vệ mày cũng không cản được tao. Tao không thăng quan à? Hừ, nửa tháng sau tao sẽ lên sở giao dịch làm phó giám đốc, tầm nhìn của mày hạn hẹp, biết cái chó gì? Cây rơm cuối cùng mà Lý Đinh Sơn ôm cũng tuột ra theo những lời Lý Khai Lâm vừa nói. Hạ Tưởng thấy Lý Đinh Sơn sắc mặt xanh mét, cực lực đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, tới mức cổ cũng phải nổi gân xanh. Tình hình tiếp theo thế nào thì hắn không nhớ rõ nữa, bởi vì hắn chỉ vừa thả lỏng tâm tình liền bị sức rượu bốc lên, cảm giác trời đất quay cuồng, say bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường Cổ Hợp. Cổ Hợp đang ở bên cạnh rót nước. Thấy Hạ Tưởng tỉnh lại liền cười nói. Tỉnh rồi à, hôm qua khá lợi hại đó, khiến thằng cha Lý Khai Lâm phải bò dưới gầm bàn. Thằng cha đó hùng hùng hổ hổ, ăn nói không giữ mồm giữ miệng. Mà thôi, không thèm để ý tới nó nữa. Hạ Tưởng,
Sao cậu biết Lý Khai Lâm phải điều đi? Điều này làm giám đốc Lý tức giận mắng to rằng Lý Khai Lâm là tên khốn nạn, rõ ràng biết sắp phải điều đi mà không nói. Đây không phải là đẩy giám đốc Lý xuống hố sao? Hạ Tưởng đau đầu muốn nứt ra, loạng choạng ngồi xuống. Cổ Hợp vội vàng đỡ lấy hắn, tỉnh lại sau khi say rượu, khó chịu nhất là đau đầu như thể sắp sửa nứt làm đôi, dạ dày vẫn cuộn lên không ngừng. Chủ yếu là mỗi cử động đều đau đầu vô cùng. Giám đốc Lý nói thế nào? Mình chịu khổ sở thế này, quyết tâm đắc tội Lý Khai Lâm không phải vì muốn xem thái độ của Lý Đinh Sơn sao? Cả đêm qua giám đốc Lý không ngủ, hút thuốc cả đêm, nói là chờ cậu tỉnh lại thì bảo lên lầu gặp. Cổ Hợp vẻ mặt hưng phấn, lại hỏi tiếp. Hạ Tưởng, nếu giám đốc Lý thật sự làm bí thư huyện ủy, cậu bảo tôi sẽ được chức vụ gì? Hạ Tưởng cũng không sốt ruột lên ngay trên lầu tìm Lý Đinh Sơn mà uống một cốc trà đặc, sau đó dùng khăn lạnh rửa sạch mặt, cảm giác khôi phục một ít tinh lực, lúc này mới ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, nghênh đón hắn là ánh mắt thân thiết của Tiếu Giai. Tiếu Giai há mồm muốn nói gì đó lại phát hiện Văn Dương cũng mở cửa phòng, đang đứng ở cửa, ánh mắt như mũi tên nhìn về phía cô. Hạ Tưởng biết tâm tư Tiếu Giai, cũng không muốn khiến cô khó xử, liền gật đầu với cô, lại gật đầu với Văn Dương, sau đó lên lầu. Trên lầu khói bay mù mịt, Lý Đinh Sơn râu không cạo, tóc rối bù ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn. Chiếc gạt tàn thuốc lá cỡ lớn trên bàn đựng đầy tàn thuốc. Vừa thấy Hạ Tưởng lên, Lý Đinh Sơn đã nói luôn. Hạ Tưởng, có biết trong tỉnh ủy đang truyền lưu một câu nói gì không? Hạ Tưởng lắc đầu, chờ Lý Đinh Sơn mở miệng. Muốn hỏi có khổ hay không, ngẫm lại tỉnh ủy Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ vốn là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng sắp sửa mất danh hiệu thường ủy, đổi sang làm giám đốc sở công nông. Sở công nông, ha ha, hắn làm giám đốc sở công nông, người hắn đề bạt lên về sau có thể có cơ hội lên chức gì. Huống chi người bất mãn với hắn chính là bí thư tỉnh ủy. Cậu không biết, bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng có chỗ dựa rất cứng, có quan hệ thông thiên. Biết, Hạ Tưởng sao không biết đại danh Cao Thành Tùng chứ? Ở kiếp sau, ngay cả người dân bình thường chẳng bao giờ quan tâm tới chính trị cũng biết đại danh lừng lẫy của vị bí thư cường quyền này. Cao Thành Tùng vốn là người phương Nam. Nếu nói là vóc dáng người không cao vốn là đặc trưng phổ biến của người phía Nam vậy thì hình thức của y không hiểu đột biến gen như thế nào lại giống người phương Bắc, vẻ mặt dữ tợn. Cao Thành Tùng xuất thân bần hàn, nghe nói bởi vì khi còn ở cấp huyện đã giúp đỡ một vị lãnh đạo huyện, được vị lãnh đạo đó thưởng thức, điều tới phòng truyền thanh huyện. Từ đó về sau quan vận của Cao Thành Tùng rất hanh thông, từng bước thăng chức, trải qua vài thập niên phấn đấu, rốt cuộc lên tới vị trí bí thư tỉnh ủy. Cao Thành Tùng đối nhân xử thế cứng rắn mạnh mẽ, tính cách đường hoàng. Hễ là người mà y nhìn không vừa mắt thì y đều phải dẫm nát dưới chân hoặc trực tiếp đánh ngã. Từ khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, lập tức y làm cho quan trường tỉnh Yến chướng khí mịt mù. Ai thuận theo y thì sống, ai đối nghịch với y thì chết. Vô số cán bộ bị y lấy đủ loại lý do hoặc miễn chức hoặc điều đi hoặc lùi về tuyến hai dưỡng lão. Tỉnh Yến biến thành lãnh địa cá nhân của y. Dưới sự kiêu ngạo bệ vệ của Cao Thành Tùng, ngay cả chủ tịch tỉnh Diệp Thạch Sinh cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, nén giận. Mãi cho tới khi hậu trường của Cao Thành Tùng ở thủ đô bị rơi đài, y mới bị miễn chức, tiếp đó là hủy bỏ đãi ngộ cấp tỉnh. Bởi vì ở tỉnh Yến, y bị người người oán trách nên không dám ở lại, phải về phương Nam sống trong nhà dưỡng lão. Tuy rằng cuối cùng không truy cứu trách nhiệm của y nhưng y bị giám thị cả đời không được ra khỏi địa phương. Còn con trai của y chạy trốn ra nước ngoài, bị cảnh sát quốc tế truy nã, sau đó bị bắt về nước, không có kết cục gì tốt. Lúc này Cao Thành Tùng vừa mới điều đến tỉnh Yến, đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy còn không đến nửa năm, cũng đã bắt đầu thanh trừ những kẻ không cùng chí hướng. Tống Chiêu Độ đứng mũi chịu sào bị liên lụy, Hạ Tưởng sao có thể không biết Cao Thành Tùng chứ? Cho dù nhiều năm sau, khi Cao Thành Tùng đã xuống đài 2, 3 năm, khi nhắc tới tên Cao Thành Tùng, nhân dân thành phố Yến vẫn còn hận thấu xương. Mà lúc này Cao Thành Tùng mới chỉ là bí thư tỉnh ủy, một năm sau y lại kiêm nhiệm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, mới đạt tới đỉnh cao quyền lực, giờ đại đao lên có thể tùy ý cắt đứt tiền đồ của người khác. Hắn còn biết, Cao Thành Tùng càn rỡ trong vòng 2 năm mới chậm rãi rời khỏi vũ đài chính trị. Tuy rằng hắn không nhớ rõ lúc đó Tống Chiêu Độ ở đâu, nhưng có thể khẳng định là Tống Chiêu Độ luôn lặng lẽ chờ đợi, cho tới khi Cao Thành Tùng rơi đài. Tống Chiêu Độ mới quật khởi, trở thành một ngôi sao chính trị mới.
Hạ Tưởng nhìn ra được, tâm lý Lý Ninh Sơn rất mâu thuẫn. Trên thực tế gã đã có ý tưởng buông tha công ty, nhưng lại không đủ tự tin đi theo chính trị, lo lắng sau khi Tống Chiêu Độ thất thế sẽ bị tai bay vạ gió. Cho dù y có người ở lĩnh vực truyền thông của Trung ương nhưng bí thư tỉnh ủy mà muốn quyết tâm thu thập một bí thư huyện ủy nho nhỏ thì chẳng phải chỉ là một chuyện đơn giản như giơ tay lên sao. Có lẽ vì điểm này mà Lý Ninh Sơn mới chậm chạp không chịu đáp ứng sự an bài của Tống Chiêu Độ. Mà hiện tại lại thấy dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn phải bỏ dở dang, lại được Hạ Tưởng tác động nên ý tưởng theo chính trị mới càng thêm mãnh liệt trong đầu y. Chỉ có điều nghĩ tới việc ngay cả Tống Chiêu Độ đường đường là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng bị chèn ép, cho dù gã nhậm chức bí thư huyện ủy cũng sẽ bị người ta nhận định là người của Tống Chiêu Độ, sau này còn có tiền đồ gì đáng nói chứ. Mặc dù Hạ Tưởng biết tiến trình lịch sử nhưng không thể nói cho Lý Ninh Sơn rằng, 2 năm sau, khi Cao Thành Tùng rơi đài, đến lúc đó Tống Chiêu Độ lại quật khởi lần nữa, hơn nữa càng tiến xa thêm một bước so với hiện tại. Lúc này hắn chẳng qua chỉ là một thằng trẻ danh, cho dù nói này nói nọ cũng sẽ không ai tin. Tôi có một ý tưởng cũng chưa hoàn thiện lắm, nếu giám đốc Lý muốn nghe, tôi liền tự bêu xấu. Hạ Tưởng cố ý khiêm tốn nói. Lý Ninh Sơn bóp điếu thuốc trong tay, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tưởng. Có chuyện cứ nói thẳng, hiện tại chúng ta là cùng hội cùng thuyền. Trong lòng Hạ Tưởng mừng rỡ như điên, những lời này của Lý Ninh Sơn chẳng khác nào đã nhận định Hạ Tưởng có thể là một trong những người thân cận, tín nhiệm nhất của mình. Tuy nhiên Hạ Tưởng không có biểu hiện gì quá đắc ý mà vẫn kính cẩn như cũ. Trước khi trưởng ban thư ký Tống thất thế, mau chóng an bài tốt hết thảy công việc. Theo sách lược chính trị này, giám đốc Lý không cần thay đổi, sẽ phải đến huyện nhậm chức bí thư huyện ủy. Tuy nhiên không tới huyện giao của thành phố Yến, nơi đó rất gần tỉnh ủy, rất dễ bị người khác chú ý. Có thể lựa chọn một huyện nghèo nơi hẻo lánh, đến một vùng không người chú ý. Một ngày nào đó, Cao Thành Tùng sẽ bị điều đi, giám đốc Lý chỉ cần vùi đầu chăm chỉ làm việc 3, 4 năm, có thể chờ được một mảng trời xanh. Lý Ninh Sơn ngồi thẳng dậy, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, không ngờ trước kia không nhận ra, chàng trai Hạ Tưởng này vẫn thường kín tiếng lại hóa ra là một người tâm tư kín đáo. Ánh mắt này, định lực này, ý nghĩ thủ lợi trong lúc hỗn loạn này, đừng nói là toàn bộ công ty không ai sánh bằng, cho dù là cả tòa soạn báo cấp quốc gia của mình. Xét trong những người trẻ tuổi xấp xỉ, cũng không ai có thể sánh nổi với hắn. Hơn nữa bộ dạng không kiêu không nóng này, trấn tĩnh, tự nhiên của hắn cho thấy đây là một người có thể dùng được. Lý Ninh Sơn xoay chuyển tâm tư mấy vòng, suy nghĩ xuất thần một lát, cảm thấy phương pháp mà Hạ Tưởng vừa nói hẳn là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Gã vỗ vai Hạ Tưởng, đột nhiên đứng lên. Ngày mai tôi lên Bắc Kinh, trước hết bàn giao công tác với lãnh đạo tòa soạn báo. Sau khi trở về phải gặp Tống Chiêu Độ nói chuyện kỹ mới được. Nói xong, gã nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý, thuận miệng nói. Đến lúc đó nếu cậu vẫn còn ở công ty thì đi cùng. Trở lại chỗ ngồi nửa ngày, đầu óc Hạ Tưởng vẫn còn cảm thấy choáng váng. Thứ nhất là bởi vì say rượu vẫn còn chưa hết hẳn, thứ hai là vì câu ám chỉ cuối cùng của Lý Ninh Sơn. Nếu nói muốn dẫn hắn đi gặp Tống Chiêu Độ, hàm nghĩa không nói đã rõ, Lý Ninh Sơn nhậm chức bí thư huyện ủy. Mình sẽ là người tín nhiệm nhất bên cạnh gã. Hơn nữa trong đó còn có một ẩn ý, chỉ cần mình còn ở lại công ty một ngày, Lý Ninh Sơn sẽ không bạc đãi mình. Hạ Tưởng cười thầm, nếu hắn thực sự muốn rời khỏi công ty thì đã sớm đi rồi, cũng không nhọc lòng âm thầm trợ giúp Lý Ninh Sơn đi theo chính trị. Tuy nhiên lời nói của Lý Ninh Sơn có lẽ là có ám chỉ khác, hoặc là gã vẫn có chút nghi ngờ về việc hắn có một lòng ở lại công ty hay không. Chẳng lẽ là Văn Dương âm thầm giở trò? Từ sau khi Hạ Tưởng xuống lầu, Cổ Hợp liền vội vàng lên lầu, ở trên đó chừng nửa giờ mới xuống lầu. Sắc mặt gã vui mừng, đi tới bên cạnh Hạ Tưởng, thân thiết ôm lấy bả vai Hạ Tưởng, cao hứng nói. Được đó người anh em, cao tay, tôi bội phục cậu. Trưa nay tôi mời khách, uống một chút, thế nào? Cổ Hợp đi theo Lý Ninh Sơn nhiều năm, đã gặp rất nhiều lái xe của các cán bộ lớn nhỏ ra vẻ ta đây, trong lòng cũng rất muốn trở thành lái xe của bí thư huyện ủy. Chỉ có điều gã không thể ảnh hưởng được quyết định của Lý Ninh Sơn. Hai ngày này kiến thức được bản lĩnh của Hạ Tưởng, vốn gã và Hạ Tưởng có quan hệ rất tốt, lần này lại coi là bạn bè gần nhất. Hơn nữa, người mà có thể tạo ảnh hưởng tới Lý Ninh Sơn thì cũng có thể ảnh hưởng tới cái nhìn về người khác của Lý Ninh Sơn, Cổ Hợp đến gần Hạ Tưởng cũng là có ý giữ gìn thân phận trung tâm của vòng tròn.
Hạ Tưởng luôn có thiện cảm với Cổ Hợp, cảm thấy gã cũng là một người có thể làm bạn, lập tức gật đầu. Ăn cơm thì ăn nhưng đừng uống. Hôm qua say quá còn chưa tỉnh. Mẹ kiếp, say rượu mệt quá. Cổ Hợp cười ha hả, quay người đi ra rửa xe. Hạ Tưởng vừa mới đứng dậy rót một chén nước đã thấy Văn Dương vẻ mặt không vui đi ra khỏi phòng nói. Hạ Tưởng, nếu cậu không đi siêu thị Dai ra thì trả lại bản khai cho tôi. Lại nói tiếp, Hạ Tưởng còn nghĩ rằng Văn Dương thật lòng cho hắn cơ hội tốt này sao? Đương nhiên hắn sẽ không trả lại biểu mẫu. Hắn đứng dậy cười nói. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải quý trọng. Chiều nay tôi sẽ đi siêu thị Dai ra, cảm ơn Phó Giám đốc Văn. Trước khi mọi người xé rách mặt mũi, vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười và thái độ cung kính. Văn Dương không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu, quay người đi lên lầu. Không biết sau khi lên lầu Văn Dương đã nói gì với Lý Đình Sơn nhưng dù sao sau khi xuống lầu, vẻ mặt y không che giấu được nụ cười vui vẻ. Điều này khiến trong lòng Hạ Tưởng rất không thoải mái, mơ hồ lo lắng nếu chờ tới lúc đại sự thành công, Văn Dương sẽ khẩn cấp nhảy vào hái thành quả thắng lợi. Nếu thật sự như vậy, Hạ Tưởng cũng không sợ trở mặt với Văn Dương. Chỉ riêng việc âm thầm lấy danh nghĩa công ty biên thư đã có thể giam y vào chỗ chết. Hiện tại còn chưa tới lúc mày sống tao chết, hắn có lý do để tin tưởng, khi Lý Đình Sơn nhậm chức bí thư huyện ủy, hắn sẽ được chọn làm người đi theo. Buổi trưa khi ăn cơm với Cổ Hợp, Hạ Tưởng làm bộ vô tình nói. Nếu giám đốc Lý nhậm chức bí thư huyện ủy, Văn Dương ít nhất có thể làm một chánh văn phòng huyện ủy. Hôm nay tôi thấy anh ta từ trên lầu xuống, bộ dạng thật cao hứng, dường như chiếm được tin tức tốt nào đó. Cổ Hợp khinh thường cười, nói với vẻ không cho là đúng. Tôi cảm thấy giám đốc Lý sẽ không dẫn anh ta, có lẽ anh ta cũng không muốn xuống huyện, nếu công ty giao lại cho tòa soạn báo, có khi Văn Dương lên làm giám đốc không biết chừng. Nếu công ty thật sự rơi vào tay Văn Dương, khẳng định sẽ trở thành công cụ để y ở trung gian để kiếm tiền riêng. Tuy nhiên hiện tại Hạ Tưởng không có tinh lực quan tâm việc này. Chỉ cần Văn Dương không tranh đấu với hắn, chỉ cần Văn Dương không gây sự, hắn sẽ không nói ra chuyện y biên thư. Trong mơ hồ, Hạ Tưởng cảm thấy một khi chuyện Văn Dương biên thư bị lộ, Tiếu Giai khẳng định sẽ bị liên lụy. Hắn thủy chung không muốn dùng việc này để uy hiếp Văn Dương. Chẳng lẽ còn có yếu tố lo lắng cho Tiếu Giai? Ngẫm nghĩ một chút, tuy rằng Tiếu Giai rất được nhưng hẳn là sẽ không có kết quả gì với mình. Có lẽ chỉ có chút thông cảm nhất thời mà thôi. Kỳ thật ngẫm lại, Tiếu Giai cũng là một cô gái rất đáng thương. Vốn cô cũng phải trả giá không ít nhưng lại không nhận được chút thù lao nào từ tay Văn Dương, muốn thông qua thủ đoạn bình thường để đòi thì không được, rơi vào đường cùng, không ngờ lại nghĩ ra việc trái pháp luật là lén khắc con dấu. Bề ngoài Hạ Tưởng nói không biên thư cùng Tiếu Giai nhưng trên thực tế là mở một mắt nhắm con mắt với việc cô làm, coi như là một thái độ mặc kệ. Ăn chưa xong, Hạ Tưởng xin Lý Đình Sơn nghỉ buổi chiều, nói là muốn xử lý một ít việc riêng. Lý Đình Sơn cũng không hỏi gì liền gật đầu đồng ý. Chờ khi hắn ra tới cửa, Lý Đình Sơn đột nhiên nói một câu. Tôi đi Bắc Kinh một chuyến, đại khái cần thời gian 2-3 ngày. Hạ Tưởng đi xe đạp dọc theo con đường nhỏ bên bờ sông Bách Tính. Sông Bách Tính là một con sông nhân tạo, được đào năm 1995, mất 4 năm xây dựng và mấy trăm triệu tài chính. Lúc ấy thành phố nói là kiến tạo một lá phổi nhân tạo cho thành phố Yến, cải thiện tình trạng khô cạn, chất lượng không khí không tốt của thành phố Yến. Đáng tiếc chính là sau khi sông Bách Tính xây xong, có cải thiện chất lượng không khí hay không thì không ai nhắc lại. Căn cứ theo cảm nhận của bản thân, Hạ Tưởng cảm thấy cũng không có tác dụng gì, nhưng ngay năm đầu tiên sau khi sông Bách Tính được hoàn thành, chỉ trong thời gian ngắn ngủn đã chết đuối 8 người. Nói đến cũng lạ. Về sau hàng năm sông Bách Tính đều chết đuối mười mấy người, mãi cho đến năm 1998, tổng cộng chết đuối hơn 30 người, có già có trẻ, có nam có nữ. Có người hiểu chuyện thống kê họ tên tất cả những người chết đuối ra, liền kinh ngạc phát hiện, hơn 30 người không ngờ lại không có ai cùng họ. Vì thế bắt đầu có tin đồn rằng sông Bách Tính đích thực hàm nghĩa là phải chết đuối mấy trăm người, mỗi dòng họ trong Bách gia tính phải chết đuối một người. Kết quả truyền đi truyền lại. Sông Bách Tính trở thành sông chết đuối Bách Gia Tính trong miệng dân cư của thành phố. Mặc dù sau này Ủy ban Nhân dân thành phố lần nữa áp dụng các loại biện pháp, đồng thời tăng mạnh tuyên truyền, nhưng hàng năm vẫn có người chết đuối ở sông Bách Tính. Mãi cho tới mười mấy năm sau, Hạ Tưởng còn nhớ rõ có người đã thống kê, sông Bách Tính tổng cộng chết đuối hơn 150 người.
Tháng 6 của thành phố Yến, nắng như đổ lửa. Đi bên bờ sông Bách Tính, gió mát thổi phất phơ ít nhiều cũng giảm bớt một chút nóng bức. Thành thị phát triển luôn phải trả một cái giá như vậy. Trong mắt Hạ Tưởng, con sông nhân tạo này quả thật chỉ có ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực tế, căn bản là công trình chiến tích, không hề có tác dụng gì đối với sự phát triển của thành phố Yến. Ngược lại, bởi vì giải phóng mặt bằng và xây cầu mà tiêu phí mất một lượng lớn tài chính. Nhưng quan trường là như vậy, vị thị trưởng năm đó bởi vì có chiến tích làm sông Bách Tính mà thăng chức lên làm bí thư thành ủy, sau lại nghe nói được thăng cao hơn nữa làm chủ tịch tỉnh. Đương nhiệm thị trưởng Trần Phong mới là một người chân chính thật sự làm việc. Ông ta mạnh mẽ thúc đẩy việc cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến, tự mình dẫn người đến khu vực thôn nội đô thuyết phục các hộ dân bị cưỡng chế, mở ra rất nhiều đường phố vốn là ngõ cụt, khiến hoàn cảnh giao thông của thành phố Yến phát triển lên một nấc thang mới. Tuy rằng để lại cho một số ít người dân thuộc khu vực thôn nội đô một ấn tượng mạnh mẽ và hống hách nhưng đối với đại đa số nhân dân thành phố Yến mà nói, thị trường Trần là thị trưởng có năng lực và sức hấp dẫn nhất của thành phố Yến trong hơn 10 năm qua. Buồn cười chính là mặc dù Trần Phong để lại thanh danh nhưng lại không có được kết cục tốt. Sau này không biết vì đắc tội Cao Thành Tùng ở chuyện gì, dưới sự bày mưu đặt kế của Cao Thành Tùng, Trần Phong bị đối thủ vu oan hãm hại, cuối cùng bị phạt 10 năm tù vì tội tham ô. Tuy nhiên dù bị bỏ tù nhưng mọi người trong thành phố Yến vẫn nhớ rõ Trần Phong là người tốt. Trên đường phố vẫn còn truyền tụng cuộc sống trong trại giam của Trần Phong, nói trong trại giam ông ta có thái độ cải tạo rất tốt, dù trong ngục vẫn không quên học tập, cuối cùng làm quản lý thư viện của trại giam. Tất cả mọi người thân thiết gọi ông ta là quản lý Trần. Dọc theo sông Bách Tính, xuyên qua một khu thôn nội đô, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại mới là năm 1998. Trần Phong vừa mới lên làm thị trưởng, còn chưa bắt đầu bắt tay vào cải tạo mạnh mẽ thôn nội đô. Việc cải tạo thôn nội đô là một mồi lửa dẫn Trần Phong xuống đài, có lẽ là vì động chạm tới ích lợi của Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tới nay, chẳng những bốn phía bài trừ đối lập, còn muốn thò tay vào lĩnh vực thương nghiệp. Đương nhiên đây cũng không tính là gì, quan thương lẫn lộn, chỉ cần tất cả mọi người đều tuân theo quy củ là được, cũng không cần phân biệt quá mức rạch ròi. Nhưng Cao Thành Tùng tính cách độc đoán, vợ và con trai y đều tương tự, biến toàn bộ tỉnh Yến trở thành thiên hạ mà bọn họ độc chiếm, kiếm tiền chẳng những kiếm một mình mà còn không cho bất cứ kẻ nào nhúng tay vào lĩnh vực họ đã nhìn chúng. Vợ Cao Thành Tùng nhúng tay vào thị trường xây dựng của toàn bộ tỉnh, lợi dụng quyền lực trong tay mang một công ty xây dựng phía Nam tiến vào thành phố Yến, không tới vài năm liền đá sạch mấy công ty xây dựng của tỉnh. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Trần Phong bị Cao Thành Tùng đánh ngã, có lẽ chính là liên quan tới xung đột lợi ích trong việc cải tạo thôn nội đô. Con trai của Cao Thành Tùng lại càng quá đáng, chỉ cần thấy ngành nghề nào kiếm được tiền liền nhúng một tay vào. Ở kiếp sau, khi siêu thị Giai Gia phát triển mạnh, tất cả người trong thương nghiệp đều biết, con trai Cao Thành Tùng là Cao Kiến Viễn có cổ phần ở siêu thị Giai Gia. Đứng trước một đại công trường, nhìn siêu thị Giai Gia đang trong quá trình xây dựng, Hạ Tưởng cảm thán. Hiện tại khẳng định là Cao Kiến Viễn còn chưa thèm biết tới tên siêu thị Giai Gia. Mà bây giờ đúng lúc siêu thị Giai Gia đang trong giai đoạn thiếu tài chính khẩn cấp, nếu trong tay hắn có một khoản tài chính, trực tiếp đầu tư vào siêu thị Giai Gia, không tới 2 năm sau sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên dù hiện tại không có tiền nhưng có thể làm quen với một trong những người sáng lập siêu thị Giai Gia cũng là một chuyện tốt không thể bỏ qua. Hạ Tưởng học xây dựng ra, tự nhiên quen thuộc với tình huống công trường. Ngựa quen đường cũ rất đơn giản tìm được cửa phòng giám đốc, gõ cửa phòng. Người bạn mà Văn Dương giới thiệu tên là Phùng Húc Quang, dáng người cao lớn, khá béo, có lẽ nặng không dưới 90 kg. Phùng Húc Quang vừa nghe nói là Văn Dương giới thiệu tới, lập tức vô cùng nhiệt tình giơ tay ra. Hoan nghênh, hoan nghênh, Hạ Tưởng phải không, Văn Dương đã nói việc này với tôi đại biểu cho siêu thị Giai Gia hoan nghênh cậu. Tuy nhiên tôi cần phải nói mất lòng trước được lòng sau. Hiện tại tài chính đang rất khẩn trương, công trình đang bị vây trong trạng thái bán đình công, công ty xây dựng nói rằng nếu không trả tiền thì sẽ không thi công tiếp. Hiện tại đúng là lúc khẩn cấp, qua được cửa này, sau này sẽ ngon lành. Nếu không qua được cửa này, tự thân tôi còn khó giữ, công việc của cậu cũng chẳng còn để làm. Một câu này đã chiếm được thiện cảm của Hạ Tưởng. Hắn cảm thấy trong sự khôn khéo của Phùng Húc Quang lộ ra sự chân thành. Có thể trong thời gian ngắn nói 5-3 câu đã chỉ rõ lập trường, vừa không thiên vị, không khuếch đại sự thật, lại không làm cho người ta có cảm giác qua loa cho xong, quả nhiên là một nhân vật.
Khó trách siêu thị Giai Gia càng làm càng tốt, cho dù sau này đại chiến giữa các siêu thị vẫn đứng sừng sững không ngã. Năng lực cá nhân của Phùng Húc Quang cũng chiếm vai trò rất lớn trong đó. Nếu tôi có 1 triệu nhập cổ phần, Tổng Giám đốc Phùng tính cho tôi bao nhiêu cổ phần? Không nói láo trước mặt người sáng mắt, bởi vì ấn tượng của hắn đối với siêu thị Giai Gia rất tốt, ấn tượng ban đầu về Phùng Húc Quang cũng không tồi, cho nên hắn trực tiếp đặt ra một nan đề đủ lớn. Trong mắt Phùng Húc Quang hiện lên một tia không tin, khẳng định là không tin Hạ Tưởng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, tuy nhiên chỉ đảo mắt vẻ mặt đã trấn tĩnh, không nói hai lời xoay người cầm máy tính, cúi đầu tính toán. 5 phút sau, Phùng Húc Quang cười ha hả nói. Đất đầu tư 3 triệu, tổng thể công trình đầu tư 5 triệu, các hạng mục phụ khác 2 triệu, tổng cộng khoảng 10 triệu. Cậu nhập vào 1 triệu, chia đều ra thì không đến 10%, tuy nhiên hiện tại là thời khắc mấu chốt. 1 triệu tài chính là thể giải được khốn cảnh sống chết trước mắt, tôi có thể làm chủ, tính cho cậu 10%. Tuy nhiên Hạ Tưởng, cậu có tiền chứ? Không chênh lệch lắm so với tính toán của Hạ Tưởng, Phùng Húc Quang không hề nói láo, càng làm hắn hạ quyết tâm. Hạ Tưởng ăn ngay nói thật. Tôi không có tiền, TRUIENIICOM. Phùng Húc Quang cũng không giận. Nói vậy cậu có thể thay tôi tìm được 1 triệu đầu tư. Hạ Tưởng vẫn lắc đầu. Chỉ sợ không thể. Phùng Húc Quang vẫn giữ sắc mặt khá bình tĩnh. Như vậy không phải cậu tới để nhận lời mời làm việc mà là có ý giúp đỡ tôi. Nói đi, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của tôi đều cấp cho cậu 10% cổ phần như vừa tính. Hạ Tưởng mỉm cười, Phùng Húc Quang quả nhiên là một người thông minh, chỉ cần một chút đã hiểu. Tuy nhiên dù sao cũng là lần đầu kết giao, mới quen biết sơ không thể nói nhiều được. Hắn gật đầu hỏi lại. Tổng Giám đốc Phùng, xin hỏi một vấn đề cá nhân, anh và Phó Giám đốc Văn quen biết nhau thế nào? Phùng Húc Quang thoáng mỉm cười. Trước kia tôi cũng là người của tỉnh đoàn, là đồng sự với Văn Dương. Quan hệ cá nhân với Phó Giám đốc Văn thế nào? Hạ Tưởng khẽ gõ gõ trên bàn, mặt như cười như không, nhìn Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang hứng thú nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng người thanh niên này tuổi không lớn nhưng nói chuyện đúng mực, đắn đo cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, hơn nữa còn có bộ dáng định liệu trước, thật sự là một thanh niên hiếm thấy. Trong lòng có chủ ý, Phùng Húc Quang nói. Quan hệ cũng tạm ổn, thỉnh thoảng ăn cơm với nhau, bình thường chỉ gọi điện thoại cho nhau. Quan hệ cũng nhạt như nước, đúng không? Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, kinh doanh là kinh doanh, ai có con đường của người nấy. Không thể nhập làm một, đúng không? Hạ Tưởng yên tâm giơ tay ra. Tổng Giám đốc Phùng cho tôi một cái danh thiếp, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể liên hệ với anh, được không? Ra khỏi siêu thị Giai Gia, nhìn cảnh tượng bừa bãi trước mắt, rất khó tưởng tượng nửa năm sau, trước cửa nơi này dừng đỗ đầy các loại xe, ngày nào cũng kín người tới. Vô số công ty, xí nghiệp đều đánh nhau vỡ đầu để muốn chiếm một vị trí trong siêu thị Giai Gia. 1 năm sau, chi nhánh đầu tiên của siêu thị Giai Gia xây dựng xong, tiếp đó là chi nhánh thứ 2, thứ 3. Khuếch trương mãi tới tận năm 2010 vẫn chưa ngừng bước. Trong lòng Hạ Tưởng tràn đầy vui mừng, không ngờ trước khi siêu thị Giai Gia xây dựng lên còn có một đoạn nhạc đệm thiếu tài chính. Hắn cũng biết, không có hắn xuất hiện thì Phùng Húc Quang vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này rất nhanh. Tuy nhiên nếu hắn không xuất hiện thì sao ưu đãi lại có thể rơi xuống trên người hắn chứ? Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, Hạ Tưởng liền vứt bỏ ý tưởng quay lại công ty, chuẩn bị trở về nhà ngủ một giấc. Đi được nửa đường, máy nhắn tin đổ chuông, là điện thoại của công ty. Hắn vội tìm một nhà điện thoại công cộng gọi về, thì ra là Tiếu Giai tìm hắn. Chuyện gì? Nghe thấy giọng nói dễ thương của Tiếu Giai trong điện thoại, Hạ Tưởng cảm thấy có chút không ngờ. Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Giọng Tiếu Giai nghe như làm nũng. Dường như ý thức được giọng nói của mình có chút vấn đề, cô lại ho khan. Khi nào thì anh trở về? Không có chuyện gì thì hôm nay tôi sẽ không quay về công ty. Giọng Tiếu Giai có chút mất mát. Cũng được, hôm qua anh uống say, hôm nay phải nghỉ ngơi kỹ một chút. Treo máy nhé. Một cuộc điện thoại chẳng hiểu ra sao cả. Hạ Tưởng lắc đầu không thèm suy nghĩ nữa. Sau khi trở về, Hạ Tưởng ngủ một giấc thoải mái. Hôm sau vừa đến công ty, hắn đã bị Tiếu Giai gọi vào trong phòng. Cô cắn môi, ánh mắt trong veo như nước, giọng nói quyến rũ,
dễ thương đầy phong tình. Hạ Tường hoảng sợ. Sao vậy Tiếu Giai, cô bị cảm lại à? Tiếu Giai tức giận. Anh mới có bệnh ấy. Cái gì gọi là ánh mắt? Không thấy tôi quyến rũ, đang dùng ánh mắt ngây thơ hòa tan trái tim băng giá của anh à? Hạ Tường giơ tay lên sờ trán Tiếu Giai. Không sốt, có phải ăn gì khó tiêu hay không? Sao lại dọa người như vậy? Tiếu Giai giận quá hóa cười. Giỏi rồi, sợ anh rồi, đừng thế nữa. Tôi sẽ nói rõ luôn, anh có tính toán cùng viết thư với tôi hay không? Hạ Tường cười hì hì, cũng không trêu Tiếu Giai nữa. Gần đây tôi có chút việc, không có thời gian. Tiếu Giai hơi có vẻ buồn bã. Quên đi, không ép anh. Có tiền không kiếm là tội của anh, về sau đừng trách tôi là được. Vậy tôi cầu anh một việc, được không? Hôm nay Tiếu Giai cố ý ăn mặc tỉ mỉ một chút, một chiếc áo liền váy màu vàng nhạt dài tới đầu gối, trên vòng eo nhỏ đeo một chiếc thắt lưng bằng lụa màu tím, vừa đẹp lại vừa không mất vẻ sống động, chân đi một đôi xăng đan màu lục, mười móng chân được sơn đỏ hồng, càng làm nổi bật nước da chân trắng nõn của cô. Càng xinh xắn hơn là phía trên mắt cá chân của cô lại đeo một sợi dây đỏ, trên sợi dây còn đeo một chiếc chuông bạc nho nhỏ, càng làm người ta thích mắt. Trên khuôn mặt thanh xuân rào rạt là một lớp phấn mỏng, cái mũi nhỏ xinh hơi hếch lên đầy tự tin. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ tươi cười, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ. Nhất là hàng mi dài của cô nhấp nháy đáng yêu như búp bê, rất khiến người ta suy nghĩ miên man. Quen biết Tiếu Giai đã hơn nửa năm nhưng Hạ Tưởng vẫn phải âm thầm khen Tiếu Giai xinh đẹp, quả thật là mỹ nữ trời sinh. Tiếu Giai chỉ cần đứng trước mặt, không cần làm động tác gì đặc biệt. Chỉ cần nhấp nháy mắt đã khiến vô số người lâm vào si mê. Lại nhìn cái cổ thon dài và bộ ngực tầm trung của cô, Hạ Tưởng cảm khái, điểm đáng tiếc duy nhất chính là, mỗi cử động của Tiếu Giai đều quá mức quyến rũ, mặc kệ là nói chuyện với ai đều khiến người ta có cảm giác như cô đang cố ý dụ dỗ người ta vậy. May mắn là một tuyệt thế hồng nhan thế này sau khi tốt nghiệp lại tới công ty làm việc, may mắn là công ty khá nhỏ, quan hệ nhân sự đơn giản. Nếu phóng ra bên ngoài, không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì đó. Có việc gì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức. Hạ Tưởng kiềm chế cơn suy nghĩ lung tung trong đầu, nói. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là muốn vay anh ít tiền. Tiếu Giai nhấp nháy đôi mắt trong sáng, bộ ngực cũng hơi ưỡn lên cao, không biết là hưng phấn cái gì. Bao nhiêu? Hạ Tưởng dừng ánh mắt ở điểm cao nhất chừng 3 giây liền rời ánh mắt đi. Hắn biết hiện tại mình không thể trêu vào chuyện gì. Kể cả chuyện tình cảm. Có 1.000 vay 1.000, có 10.000 vay 10.000. Anh có bao nhiêu? Tiếu Giai cười hì hì, không hề khách khí. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, hắn không phải kẻ thích tiêu tiền, tuy nhiên lương không cao nên cũng không còn bao nhiêu tiền. May mắn là 10.000 tệ bố cho khi tốt nghiệp vẫn chưa động tới. Vốn là định làm lễ tặng giám đốc Sở Tào, kết quả là giám đốc Sở Tào nói không nhận gì hết, hắn liền giữ lại tới giờ. Năm 1998, khi sinh viên tốt nghiệp muốn được giữ lại thành phố Yến còn phải đi xin phân phối thủ tục. Hạ Tưởng không tìm được đơn vị nào nhận. Vừa lúc ở thành phố Đan Thành, bố hắn có một đồng nghiệp tên là Tào Vĩnh Vượng, là em trai của giám đốc Sở Tào của Sở Xây Dựng Đô Thị tỉnh Yến. Bố hắn liền lấy quan hệ của Tào Vĩnh Vượng, tìm gặp được Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc là giám đốc sở, chính là cán bộ cấp tỉnh, có lẽ vì em trai mình nên không hề tỏ vẻ kênh kiệu chút nào. Đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Không lâu sau Tào Vĩnh Quốc liền tự mình đến công ty xây dựng số 3 của tỉnh, bố trí Hạ Tưởng ở công ty xây dựng số 3. Tuy rằng không lâu sau, Hạ Tưởng liền từ công ty xây dựng số 3 điều tới công ty bây giờ, nhưng trong tâm Hạ Tưởng vẫn rất cảm kích Tào Vĩnh Quốc. Dù sao nếu không có Tào Vĩnh Quốc ra tay tương trợ, hắn không có khả năng được giữ lại làm việc tại thành phố Yến. Trước khi hắn tốt nghiệp, nghe nói nếu muốn ở lại tỉnh thành, lấy một hộ khẩu cần phải mất 30.000 tệ. Tào Vĩnh Quốc ra tay lúc đó liền giải quyết cho hắn hộ khẩu và công việc. Ở kiếp sau, hắn rời xa quan trường, vẫn cảm thấy thân phận và khoảng cách của Tào Vĩnh Quốc quá lớn. Trừ lần đầu tiên tới nhà ông ta đưa một ít hoa quả, rượu, thuốc lá, về sau liền cắt đứt liên hệ. Tuy nhiên hắn vẫn chú ý con đường làm quan của Tào Vĩnh Quốc. Không lâu sau khi Cao Thành Tùng lên đài, Tào Vĩnh Quốc liền bị điều từ Sở Xây Dựng Đô Thị tới làm giám đốc Sở Đo Vẽ Bản Đồ Tỉnh. Tuy rằng trên Sở Xây Dựng Đô Thị còn có Ủy ban Xây Dựng Chủ Quản, nhưng dù sao vẫn có quyền lãnh đạo đối với gần 100 công ty xây dựng trong toàn tỉnh. Mà Sở Đo Vẽ Bản Đồ Tỉnh lại là một đơn vị độc lập không chân,
không hề có cơ cấu cấp dưới ở các thành phố, quyền lực gần như bằng không. Nhìn như điều chuyển ngang nhưng kỳ thật là bị biến tới một bộ môn không quan trọng. Cuối cùng Tào Vĩnh Quốc về hưu ở vị trí giám đốc sở đo vẽ bản đồ, không tiến thêm được bước nào nữa trên con đường làm quan. Nghĩ tới sự tình kiếp sau, Hạ Tưởng còn có chút xuất thần. Tiếu Dài giơ bàn tay nhỏ thon dài, trắng nõn khẽ véo tay hắn, cười nói. Ngoan nào, tỉnh lại chưa? Hạ Tưởng không biết nên khóc hay nên cười, đẩy tay Tiếu Dài ra. Tôi không phải bé con, không cần cô dỗ, tôi chỉ có 10.000 tệ, cho cô vay cả. Tiếu Dài cao hứng nhảy dựng lên, giơ tay lấy một tờ giấy trên bàn, nhanh chóng viết vài đường rồi đưa cho Hạ Tưởng. Đây là giấy ghi nợ, cầm lấy đi, mất không trả đâu. Nếu làm mất thì tự gánh lấy hậu quả, đừng trách tôi không trả nợ đó. Hạ Tưởng vừa thấy giấy ghi nợ mới biết thì ra cô đã viết và ký tên sẵn, chỉ chờ hắn nói ra số tiền là điền vào. Có lẽ Tiếu Dài đã sớm tính ra được hắn nhất định sẽ cho cô vay tiền, mặc kệ nhiều ít thế nào, khẳng định là sẽ có. Cất giấy ghi nợ đi, Hạ Tưởng nói. Cô chờ chút, tôi đi lấy tiền cho cô. Hắn đi lấy tiền rồi về công ty đưa cho Tiếu Dài, tiếp đó từ chối lời mời ăn cơm của Tiếu Dài. Hạ Tưởng thấy Văn Dương không ở đây, cổ hợp lại cùng Lý Đinh Sơn đi Bắc Kinh, hóa ra ở công ty chỉ có mỗi hắn và Tiếu Dài. Tiếu Dài ở một mình trong phòng một lát, sau đó đi ra nói với Hạ Tưởng. Giúp tôi xin phép giám đốc Lý nghỉ phép 2 ngày, tôi về với ông bà một chuyến. Anh cũng đừng ở công ty nữa, dù sao cũng chẳng có việc gì. Tiếu Dài vừa đi, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại tới Tào Vĩnh Quốc, chào hỏi xong liền nói muốn đến thăm ông ta. Tào Vĩnh Quốc cũng không ra vẻ, nói mấy ngày nay ông ta phải đi thị sát, nói hắn thứ 7 gọi điện thoại lại, đến lúc đó có thể trực tiếp đến nhà tìm ông ta. 3 ngày sau, Lý Đinh Sơn vẫn không từ Bắc Kinh trở về mà gọi một cuộc điện thoại, nói khả năng cuối tuần mới về. Mấy ngày nay vẫn chỉ một mình Hạ Tưởng ở công ty. Từ sau lần bị hắn đá đều, Đăng Cường không hề xuất hiện. Văn Dương cũng không biết đi đâu, không hề thấy mặt. Sáng thứ 7, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc. Không ngờ Tào Vĩnh Quốc vẫn còn nhớ rõ chuyện hắn gọi điện thoại, nói mình đang nghỉ ở nhà, bảo Hạ Tưởng trực tiếp tới nhà tìm mình. Hạ Tưởng buông điện thoại, lập tức ra ngoài mua một ít hoa quả. Hắn nhớ rõ Tào Vĩnh Quốc thích nhất uống kiếm Nam Xuân, liền mua một chai kiếm Nam Xuân, cưỡi xe đạp đi tới khu nhà của ủy ban xây dựng. Cấp bậc của Tào Vĩnh Quốc không thấp, tuy nhiên luôn làm việc tại mảng xây dựng, phòng ở cũng là do ủy ban xây dựng phân cho trên phố Hải Tiên, không phải ở tại tiểu khu tỉnh ủy nổi tiếng trên phố Thanh Thủy mà là ở khu phố Hải Tiên. Phòng ở của khu ủy ban xây dựng cũng không tồi, dù sao cũng là nhà ở của cán bộ cấp tỉnh, đều là vật liệu chuẩn. Từ bề ngoài nhìn vào thì thấy cũng như những tòa nhà bình thường khác nhưng chỉ khi vào đến bên trong mới có thể phát hiện, hóa ra bên trong còn có các bố trí khác. Khu nhà ở của ủy ban xây dựng cũng không lớn, tổng cộng chỉ khoảng 30 mẫu. Tiểu khu chỉ có chừng 5, 6 tòa nhà, đều là tiêu chuẩn một cầu thang 2 hộ, tuy nhiên mỗi hộ đều có diện tích hơn 200 mét vuông. Tuy phòng ở không tồi nhưng hoàn cảnh có chút kém. Phố Hải Tiên nổi tiếng về đồ hải sản. Hai bên đường bầy đầy các sạp thủy hải sản, giọng chào mời, trả giá loạn thành một mảng. Hạ Tưởng không khỏi có ý nghĩ hơi ác, có lẽ mấy lãnh đạo ở khu nhà ủy ban xây dựng đều thích ăn hải sản, dù là ầm ĩ nhưng mua hải sản rất tiện. Khi nhất thời hứng lên chỉ vài phút là có thể mua được những món mình thích. Tào Vĩnh Quốc ở tầng 3, là tầng tốt nhất, có một câu vẻ thế này, lầu 1 lầu 2, già yếu bệnh tật. Lầu 3 lầu 4, có chức có quyền. Lầu 5 lầu 6, thanh niên ngu ngốc. Mở cửa chính là Tào Thù Lê, con gái của Tào Vĩnh Quốc. Tào Thù Lê nhỏ hơn Hạ Tưởng vài tuổi, hiện tại đang học đại học năm thứ nhất, vừa lúc cùng trường với Hạ Tưởng, xem như đồng học. Kiếp trước Hạ Tưởng đến nhà Tào Vĩnh Quốc vài lần, chỉ gặp Tào Thù Lê có một lần, chưa bao giờ gặp con trai Tào Vĩnh Quốc là Tào Thù Quân. Tào Thù Quân là em trai Tào Thù Lê, trong ấn tượng của Hạ Tưởng, gã học ở học viện quân giới. Tào Thù Lê vóc dáng khá cao, Hạ Tưởng cao 1m75 nhưng cũng không cao hơn cô bao nhiêu. Bởi vì mùa hè lại ở nhà nên Tào Thù Lê chỉ mặc một chiếc yếm, trước ngực nổi lên vô cùng rõ ràng, hiển nhiên không mặc áo ngực. Bên dưới cô chỉ mặc một chiếc quần đùi ở nhà, lộ ra cặp đùi thanh xuân khỏe mạnh, trong trắng lộ hồng, sáng bóng. Tóc cô ngắn như nam sinh, mặt nhỏ xinh, thuộc loại thanh lịch xinh xắn. Tào Thù Lê còn nhớ rõ Hạ Tưởng. Bởi vì khi cô vào học viện kiến trúc,
liền nghe nói qua về chuyện của Hạ Tưởng. Bởi vì khi còn học đại học, văn chương của Hạ Tưởng khá tốt, đảm nhiệm trưởng ban biên tập câu lạc bộ văn học của trường, cũng coi như một nhân vật nổi tiếng trong trường. Cho nên Hạ Tưởng chỉ ghé qua một lần, cô đã nhớ tên hắn. Hạ Tưởng đến à? Tào Thù Lê giống như một chú thỏ mới được củ cà rốt, lập tức nhảy từ trong phòng ra mở rộng cửa. Mau vào, bên ngoài nóng lắm. Cô quay người, có thể thấy cái quần đùi bị cặp mông tròn làm căng ra, lộ ra cặp đùi thon dài cân đối, khỏe mạnh, làm người ta phải khó thở. Ấn tượng của Hạ Tưởng về gia đình Tào Vĩnh Quốc khá tốt, không chỉ bởi vì Tào Vĩnh Quốc giúp đỡ cải biến vận mệnh của hắn mà còn bởi vì người nhà của họ không hề có thái độ khinh thường hắn, thực sự coi hắn như con cháu, bạn bè để đối xử. Mặc kệ là vì Tào Vĩnh Quốc coi trọng mặt mũi em trai mình mới vậy hay là bởi vì ông ta luôn đối nhân xử thế như thế, nhưng Hạ Tưởng đều không có lý do gì để không tôn trọng ông ta. Tào Vĩnh Quốc đang ngồi trên sofa đọc báo. Ông ta là một điển hình của người phương Bắc, thân hình cao lớn, mặt chữ điền, mày rậm mắt to. Thấy Hạ Tưởng tiến vào, ông ta gật đầu với hắn nói. Thoải mái ngồi đi. Nếu đã tái sinh, kiếp này mình có thể làm chút gì cho Tào Vĩnh Quốc không? Dù sao ông ta mới 50 tuổi. 50 tuổi đã là cán bộ cấp giám đốc sở, nếu vận động một chút, khi nghỉ hưu lấy được đãi ngộ cấp phó tỉnh cũng không tính là quá mức. Hơn nữa, nếu hắn và Lý Đình Sơn cùng tiến vào quan trường, Tào Vĩnh Quốc làm quan nhiều năm, mặc dù luôn ở một vị trí không cao không thấp nhưng dù sao cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, cũng có mạng lưới quan hệ của bản thân, cũng có thể dùng làm tài nguyên chung với Lý Đình Sơn, bù đắp cho nhau. Dù sao về sau tất cả mọi người đều là chiến hữu cùng một chiến tuyến, dưới sự đối kháng với bí thư tỉnh ủy, thêm một bằng hữu là thêm một con đường. Tào Vĩnh Quốc chỉ nói một câu rồi lại không ngẩng đầu lên nữa, hết sức chăm chú đọc báo, không thèm quan tâm tới Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lặng lẽ ngồi ở một góc sofa, vẻ mặt trầm tĩnh. Hắn nhận thấy Tào Vĩnh Quốc có một hai lần liếc mắt nhìn hắn nhưng hắn giả vờ như không biết, vẫn ngồi thẳng lưng, không nhìn ngang nhìn dọc. Tào Thù Lê đi dép lê, đi từ trong bếp ra, tay bưng một khay trái cây gồm táo và lê, đặt lên bàn rồi đưa tới trước mặt Hạ Tưởng, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng bóng đều đặn, nói. Hạ Tưởng, đừng khách khí, ăn quả đi. Hạ Tưởng khẽ nói. Cảm ơn. Nhưng vẫn không đưa tay ra. Tào Thù Lê vô cùng nhiệt tình định cầm lấy một quả táo và dao lên gọt vỏ. Hạ Tưởng không để cô ra tay, giơ tay ra cầm lấy quả táo và dao, nói. Để anh làm, cẩn thận đứt tay. Tào Thù Lê nghịch ngợm cười nói. Coi thường người ta, em ngốc vậy sao? Chẳng những con ngốc mà còn chân tay vụng về. Tào Vĩnh Quốc buông tờ báo, lại nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt khen ngợi, giơ tay lên chỉ Tào Thù Lê. Con xem con cứ hấp ta hấp tấp, con gái lớn rồi, phải điềm đạm chứ. Con có biết ở thời cổ đại, tầm tuổi như con hẳn là cười không hở răng, trên đường thì đi nhẹ nói khẽ. Lại nữa rồi, ba à, dù gì thì ba cũng là cán bộ quốc gia, phải nắm chắc nhịp đập của xã hội chứ, sao mà đầu óc cứ như lão già cổ hủ, ngoan cố không chịu tiến bộ vậy. Không phải con gái ba khoe khoang, hình tượng đoan trang như con đây đã là thục nữ hạng nhất ở trường đó. Ánh mắt của ba kiểu gì ấy, chẳng nhìn ra điểm tốt của con gì cả. Bị con gái trách móc, Tào Vĩnh Quốc cười tươi như hoa, nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, cậu phân xử xem, Lê Nhi còn nói nó thục nữ. Hiện tại sinh viên có giống như nó nói không? Hạ Tưởng thầm nghĩ, mười mấy năm sau, rất nhiều nữ sinh viên kêu khóc yêu cầu được bao dưỡng. Hiện tại so với sau này, tối thiểu thì nữ sinh viên cũng còn vài phần ngây thơ và e lệ hơn. Hắn đành ăn ngay nói thật. Theo cháu thấy, Thu Tuệ tính tình hoạt bát một chút cũng không có gì là không tốt. Con gái hoạt bát mới được người ta thích. Đúng thế, nhiều nam sinh ở trường thích con lắm, ngày nào cũng có người viết thư tình cho con. Tào Thù Lê hơi vênh khuôn mặt nhỏ xinh xắn, có vẻ hơi đắc ý và hưng phấn. Tào Vĩnh Quốc trầm mặt xuống. Ba nói bao nhiêu lần rồi, lên đại học không được nói chuyện yêu đương. Việc này không được thương lượng. Tào Vĩnh Quốc làm quan nhiều năm, một khi tức giận lại phát ra khí thế của kẻ bề trên, khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình. Hạ Tưởng ngồi cách xa ông ta ba thước vẫn cảm giác ngực khó chịu, gần như khó thở. Tào Thù Lê biến sắc, dựa vào bên người Hạ Tưởng, dường như muốn tìm một người có thể dựa vào, ánh mắt toát lên vẻ bất an. Có thể thấy, gia giáo của Tào Vĩnh Quốc rất nghiêm, Tào Thù Lê rất sợ Tào Vĩnh Quốc phát huy.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng kéo Tào Thù Lê, để cô ngồi xuống sofa, sau đó giơ tay lên gọt, một đoạn vỏ táo thật dài rơi ra khỏi quả táo, liền một mạch từ đầu tới cuối, không hề đứt đoạn. Tiếp theo hắn lại dùng hai ngón tay trái cầm lấy quả táo, tay phải cầm dao cắt một nhát lên quả táo. Không đợi quả táo tách làm đôi, hắn lại lật cổ tay, nửa quả táo đã cắm vào trên mũi dao. Toàn bộ động tác liền mạch, lưu loát trông rất đẹp mắt. Quan trọng nhất chính là hai tay không hề chạm đến thịt quả, vừa sạch sẽ vừa vệ sinh. Hạ Tưởng đặt quả táo trước mặt Tào Thù Lê, làm một động tác mời. Tào Thù Lê trợn tròn xoe mắt, hơn nữa miệng cũng há hốc, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Anh lợi hại thật, Hạ Tưởng, anh làm thế nào vậy? Rất thần kỳ. Nếu không có Tào Vĩnh Quốc ở bên cạnh, có lẽ cô đã sớm kêu to lên. Trước kia Hạ Tưởng vẫn ở nhà ông ngoại, sau này lớn lên khi nghỉ hè vẫn đều về ở một thời gian. Nhà ông ngoại có một vườn cây ăn trái rộng mấy mẫu. Việc hắn thích nhất chính là nằm dưới gốc cây ăn quả, tay cầm một con dao nhỏ, thích quả nào liền cắt xuống, sau đó gọt vỏ ăn. Dần dần, hắn luyện thành một tay cao thủ gọt hoa quả. Anh có một cô em, nó thích nhất ăn táo cho nên ngày nào anh cũng gọt vỏ cho nó ăn, dần dần luyện thành trình độ gọt một mạch không bị đứt vỏ. Em gái anh cũng rất đáng yêu, bộ dạng rất khá. Anh nghĩ, nếu có nam sinh nào dám bắt nạt nó, dám có ý đồ bất lương với nó, anh nhất định cho kẻ đó biết tay. Bởi vì anh rất yêu em mình nên không hy vọng nó bị thương tổn gì. Vì yêu cô em gái nên có khi anh muốn làm hết thảy mọi việc cho nó, muốn bảo hộ nó thật chặt chẽ, không để nó bị mắc mưu, bị lừa, không để nó bị nam sinh lừa gạt. Giám đốc Tào yêu em như châu báu, tự nhiên sẽ có yêu cầu nghiêm khắc với em. Không phải là ông muốn dùng khuôn sáo trói buộc em mà là muốn dùng kinh nghiệm sống phong phú đã trải qua của mình nói cho em một đạo lý, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có một nhiệm vụ nhất định. Ví dụ như lên đại học thì phải lấy học tập là việc chính. Cho dù ở đại học gặp được nam sinh mà mình thích, cũng phải tự kiềm chế. Dù sao đại học chỉ là một trạm trung chuyển trong cuộc đời người ta, một khi tốt nghiệp, có lẽ sẽ phân đi mỗi người mỗi ngả. Tào Thù Lê cầm quả táo trong tay, nghe tới mức nhập thần, nhìn Hạ Tưởng không chớp mắt. Thấy trong mắt hắn toát ra vẻ thương cảm và tưởng niệm, ánh mắt trong trẻo chớp động khiến trong lòng người ta không kìm nổi yêu thương, trong lòng cô không khỏi dấy lên một tia chua xót không hiểu từ đâu, liền quay sang nhìn Tào Vĩnh Quốc. Ba đừng trách con chỉ nói có người theo đuổi con chứ không nói con yêu đương gì. Ba cũng thật là, rõ ràng là yêu thương con thì cũng không nên hung dữ như vậy. Chỉ cần nói năng uyển chuyển, dịu dàng một chút, cũng dễ khiến con chấp nhận, đúng không nào? Tào Vĩnh Quốc thoáng nhìn Hạ Tưởng, cảm kích cười ha hả. Lê Nhi, chẳng phải là ba lo con bị lừa sao? Con còn nhỏ tuổi, sao có thể biết được những nam sinh vây quanh con, xum xoe với con là tốt hay là xấu? Tào Thù Lê khó hiểu hỏi. Người khác thích con chẳng lẽ cũng sai? Chẳng lẽ thích còn phân ra tốt xấu? Đúng rồi Hạ Tưởng, vừa lúc anh cũng từng là nam sinh, anh nói một chút xem nam sinh thích nữ sinh là dạng tâm lý gì. Cái này, mỗi người mỗi khác, khó mà nói rõ ràng. Hạ Tưởng không khỏi ái ngại. Ở đại học, nam sinh thảo luận về nữ sinh toàn là những vấn đề tình dục và giới tính trắng trợn. Con trai có thể tách bạch rõ ràng giữa yêu và tình dục nhưng con gái thì khác, trước tiên là yêu, sau mới tới tình dục. Nhưng trước mặt Tào Vĩnh Quốc, hắn cũng không dám nói lung tung. Tào Vĩnh Quốc là người từng trải, biết vấn đề của Tào Thù Lê không dễ trả lời, lại thấy Hạ Tưởng khó xử, cũng biết hắn không tiện trả lời, liền chen vào nói. Hạ Tưởng là khách, mau đi pha trà cho khách đi. Tào Thù Lê không tình nguyện đi pha trà. Hạ Tưởng lại cầm quả táo khác lên gọt, sau đó đặt vào trong đĩa, đưa tới trước mặt Tào Vĩnh Quốc, cung kính nói. Giám đốc Tào ăn táo. Táo được xưng là quả trí lực, có thể tăng trưởng trí tuệ, giảm sự lão hóa. Tào Vĩnh Quốc hơi suy nghĩ cầm lấy quả táo lên ăn, nói. Hiện tại quản lý bọn nhỏ thật khó. Như chúng ta trước đây, người lớn nói gì nghe nấy, cũng không gây chuyện. Thời đại thay đổi, mặc kệ thế nào, có những truyền thống tốt đẹp vẫn không thể thay đổi. Hạ Tưởng liên tưởng đến kiếp sau Tào Vĩnh Quốc không chịu thông đồng làm bậy với Cao Thành Tùng, cuối cùng bị Cao Thành Tùng điều đến sở đo vẽ bản đồ, cuối cùng ảm đạm lui ra. Dường như hắn còn mơ hồ nghe được Tào Vĩnh Quốc có thể điều đến Ủy ban xây dựng tỉnh làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, nhưng không ngờ thế sự khó lường, bởi vì Cao Thành Tùng ngang ngược can thiệp, giấc mộng tiến thêm bước nữa của Tào Vĩnh Quốc cũng tan biến.
Bởi vậy phỏng đoán, Tào Vĩnh Quốc là một người tính cách ngay thẳng, không chịu thỏa hiệp với Cao Thành Tùng. Hạ Tưởng không thể khuyên ông ta thay đổi lập trường, dựa vào Cao Thành Tùng. Theo tính cách của Tào Vĩnh Quốc, nếu mình nói ra có khi còn có hiệu quả tương phản, còn bị lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Tào Vĩnh Quốc. Hơn nữa cho dù dựa vào Cao Thành Tùng, hai năm sau, khi Cao Thành Tùng rơi đài, có khi vì vậy mà ông ta còn bị liên lụy lớn. Tuy nhiên sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, Tào Vĩnh Quốc cũng không có cơ hội quật khởi, được trọng dụng, chỉ sợ cũng là có ẩn tình trong đó.